Đại hào môn Tiêu Phàm. Chương 1221, Phệ Linh Trùng. Tiến vào Đông Bình Hoang Nguyên về sau, cơ hồ vô một ngày không chiến, khác nhau chỉ là chiến đấu quy mô lớn tiểu. Đại sa mạc Gobi độc trùng kỳ thú nhiều vô số kể, trong đó không ít đều có cực mạnh lãnh địa ý thức, đối bất luận cái gì kẻ ngoại lai đều là ngay lập tức phát động công kích. Tốt tại chính thức có thể cho ba người tạo thành uy hiếp kỳ trùng dị thú còn không tính quá nhiều, chỉ có số ít tam giai đại thành linh trùng xuất hiện, tứ giai trở lên chân chính trùng vương, chưa đụng phải. Những này xuất hiện linh trùng cơ bản đều thành lưng sắt con bọ ngựa trong bụng thức ăn ngon. Cũng có cực thiểu số độc trùng, ngay cả lưng sắt con bọ ngựa cũng không nguyện ý dính, tự nhiên là bị Tiêu Phàm ba người thi triển lôi đình thủ đoạn diệt sát đi. Chỉ cần không xuất hiện tứ giai trùng vương, lấy Tiêu Phàm đám người thần thông, là sẽ không gặp phải chân chính nguy hiểm. Nhưng mà, mọi thứ đều có ngoại lệ. Đến tháng thứ 6 thời điểm, bọn hắn đã xâm nhập đại sa mạc Gobi, tại một chỗ tràn đầy thô giáp cát đá đá cội bồn địa trung ương, gặp được tiến vào đại sa mạc Gobi đến nay trận đầu chân chính ác chiến. Lần này, bọn hắn đối thủ nhìn qua không chút nào thu hút, chính là một loại chỉ có dài gần tấc ngắn màu ngà sữa tiểu trùng. Loại này màu ngà sữa tiểu trùng, bên ngoài đồng hồ cũng không giữ tợn khủng bố, ngược lại có chút tinh xảo đáng yêu, toàn thân lóng lánh ánh sáng dịu dịu, linh khí mờ mịt, thành quần kết đội, vây quanh ba người bọn họ ông ông bay múa, cũng không chủ động hướng bọn hắn phát động công kích, chính là không chịu rời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế, cũng không có gì vội vàng, cũng có thể cùng những này tinh xảo đáng yêu linh trùng trêu đùa một phen, lại rời đi hồ này dương bồn địa. Nhìn ra được, nơi này vốn là một chỗ không nhỏ hồ nước, cũng không biết bao nhiêu vạn năm trôi qua. Sớm đã khô cạn, bởi vì ít ai lui tới, như trước vẫn là duy trì hồ dương bồn địa nguyên trạng. Nhưng mà Tiêu Phàm bọn người như lâm đại địch, ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt đều thần sắc ngưng trọng. Không khách khí chút nào tế ra chí dương lôi điện, đem quay chung quanh ở bên người tiểu trùng oanh sát. Tiêu Phàm cũng cùng Âu Dương Minh Nguyệt đồng dạng, thi triển mậu thổ thần lôi, điện tránh lôi minh, oanh sát màu ngà sữa tiểu trùng số lượng, không chút nào tại Âu Dương Minh Nguyệt phía dưới. Ứng linh trạch dứt khoát điều khiển thổ ma ngẫu, hóa thành một cỗ thổ lốc xoáy màu vàng, đem vô số linh trùng cuốn vào, xoắn đến vỡ nát. Đối với Âu Dương Minh Nguyệt đám người trắng trợn đổ sát, màu ngà sữa tiểu trùng tựa hồ không có chút nào để ý, vô luận bị bọn hắn oanh sát bao nhiêu, đều sẽ có càng nhiều côn trùng cuồn cuộn không tuyệt hướng bên này chen chúc mà đến, phảng phất là tranh nhau chen lấn muốn trước đi tìm cái chết. Nhìn qua, những này tiểu trùng thực tế đối Âu Dương Minh Nguyệt bọn người không có chút nào tổn thương. Tiêu đạo hữu, tiếp tục như vậy không thể được, linh lực trôi qua quá nhanh, chúng ta kiên trì không được bao lâu. Chấm ngoặc kép, cát vàng cụ trong gió, truyền đến ứng linh trạch nôn nóng thanh âm. Vị này danh xưng Bắc Địa thần toán thứ nhất cao nhân. Có lẽ là lần này tầm bảo đoàn đội bên trong tính cách táo bạo nhất, nếu không phải như thế. Lúc trước cũng không lại bởi vì một viên linh thạch cực phẩm, liền dám đắc tội nguyên linh giáo đại giáo tôn. Bất quá, hắn hiện tại nôn nóng, Âu Dương Minh Nguyệt cùng Tiêu Phàm lại hoàn toàn có thể lý giải. Trong lòng bọn họ không có chút nào so ứng linh trạch nhẹ nhõm. Linh lực trôi qua, đây chính là bọn họ trước mắt đụng phải nhất đại phiền toái. Những này màu ngà sữa tiểu côn trùng, tựa hồ vẫn chưa hướng bọn hắn phát động công kích, trên thực tế, lại đang không ngừng hấp thu bọn hắn linh lực trong cơ thể. Phệ linh trùng, tại Đông Bình Hoang Nguyên làm người ta sợ hãi nhất kỳ trùng dị thú bên trong, phệ linh trùng xếp tại 5 người đứng đầu bên trong, có ít người thậm chí đem phệ linh trùng xếp ở vị trí thứ nhất. Theo bọn hắn nghĩ, thành quần kết đội phệ linh trùng, so với cái kia cường hãn nhất khát máu nhất độc trùng còn muốn khiến người sợ hãi. Loại này tiểu côn trùng cũng không thôn phệ đối thủ huyết nhục, cũng không gặm ăn đối thủ gân cốt, mà là cách không hấp thu đối thủ linh lực. Một cái phệ linh trùng, mảy may cũng không đáng sợ, tùy ý một tên luyện khí kỳ tiểu đệ tử cũng có thể tùy tiện đem nó diệt sát. Chân chính khiến nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ đều không rét mà run, chính là cái này phệ linh trùng quần cư đặc tính. Thường thường là số lượng hàng trăm ngàn phệ linh trùng tụ cư cùng một chỗ, một khi phát hiện ngoại lai người xâm nhập, liền là chen chúc mà tới. Không đem người xâm nhập linh lực hút khô hầu như không còn, quyết không bỏ qua. Phệ linh trùng lực công kích cùng lực phòng ngự đều cực thấp, thậm chí cơ hồ không có lực phòng ngự, nhất kích tất sát. Nhưng chúng nó cách không hấp thu linh lực bản sự, nhưng lại làm kẻ khác khó mà chống đỡ. Mặc kệ ngươi như thế nào gấp cố đan điền, thủ ổn khí hải, toàn thân linh lực hay là liên tục không ngừng bị những này tiểu côn trùng hút đi. Liếc nhìn lại, bốn phương tám hướng tất cả đều là đám côn trùng này, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Mặc dù ba người bọn họ đều pháp lực thâm hậu,
linh lực dồi dào, còn có đại lượng linh thạch có thể không ngừng bổ sung trôi qua linh lực, nhưng vô luận như thế nào, đều không chịu nổi cái này thành ngàn hơn vạn phệ linh trùng liều mạng hấp thu. Tiêu đạo hữu, hay là nhanh lên đem ngươi những cái kia con bọ ngựa thả ra đi. Ứng Linh Trạch kêu lên, không được, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm lắc đầu, đơn giản đáp hai chữ, nhưng không có nhiều hơn giải thích. Không phải hắn không chịu đem lưng sắt con bọ ngựa phóng xuất đối địch, mà là lưng sắt con bọ ngựa căn bản liền không nguyện ý ra, an an ổn ổn đợi tại linh thú điểm bên trong, không có chút nào muốn xông tới tác chiến ý tứ, cùng chúng nó ngày bình thường tích cực thái độ, khác hẳn khác thường. Tiêu Phàm có thể cảm ứng được bọn chúng e ngại, bọn chúng cũng sợ hãi. Loại này có thể hấp thu đối thủ linh lực quái trùng, ai không sợ a? Lưng sắt con bọ ngựa lại cường hãn, cũng được dựa vào linh lực đến chèo chống hành động của mình. Linh lực bị hút khô, vậy cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Đừng nhìn những này con bọ ngựa linh trí chưa mở, cảm ứng lại cực kỳ nhạy cảm. Hết lần này tới lần khác tại cái này Đông Bình Hoang Nguyên, lòng đất từ quang lợi hại, ngay cả phi độn đều bị hạn chế, nếu không chỉ cần bay bên trên cao thiên, cấp tốc bỏ chạy, liệu tất đám côn trùng này cũng không đuổi theo kịp, bây giờ lại chỉ có thể tử chiến đến cùng. Mà lại từ mắt tình hình trước mắt đến xem, như quả không ngoài hiện cái gì kỳ tích lời nói. Bọn hắn thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Sau một khắc, một tiếng thanh thúy chim hót phóng lên tận trời, một đoàn đỏ tươi liệt diễm, từ Âu Dương Minh Nguyệt linh thú điểm bên trong bay nhanh mà ra, đảo mắt hóa thành mấy trượng lớn nhỏ hạo dương chim, toàn thân liệt diễm hừng hực, chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên lên cao gấp mấy lần. Âu Dương Minh Nguyệt mắt thấy chuyện gấp, liền đem hạo dương chim triệu hoán đi ra, hiệp đồng tác chiến. Hạo dương chim hai cánh cổ động, từng vòng mắt trần có thể thấy sóng nhiệt hướng bốn phía càn quét mà đi. Sóng nhiệt những nơi đi qua, khét lẹt một mảnh, tất cả phệ linh trùng đều bị nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Đầu này linh cầm, thình lình có hóa hình trung kỳ cảnh giới đại thành thực lực. Bất quá, hạo dương chim tham chiến, cũng không thể từ trên căn bản cải biến thế yếu. Vô luận có bao nhiêu phệ linh trùng bị hạo dương chim viêm tức thiêu chết, đều sẽ có càng nhiều phệ linh trùng từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, bổ khuyết lúc trước chống chỗ. Hạo dương chim thi triển viêm tức càng lợi hại. Nó linh lực trong cơ thể cũng liền chảy qua càng nhanh. Trừ phi bọn hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem cái nhìn này trông không đến liền là vô cùng vô tận phệ linh trùng toàn bộ diệt giết sạch, nếu không bất luận kẻ nào gia nhập chiến đoàn, đều chỉ là biện pháp không triệt để mà thôi. Chính đang lo lắng thời khắc, Tiêu Phàm bóng người bên cạnh lóe lên, Hoàng Đường bỗng nhiên từ linh thú điểm bên trong hiện thân mà ra. Năm đó thương kỳ cái này linh thú điểm là đặc chế, Hoàng Đường chẳng những có thể lấy tại linh thú điểm bên trong ngủ say. Khỏi bệnh về sau, cũng có thể tại linh thú điểm bên trong tu luyện, chỉ cần có đầy đủ linh thạch cung cấp cần thiết linh khí là được. Mặc dù tu luyện hiệu quả không bằng tại bên ngoài, nhưng mà cho dù đang đi đường quá trình bên trong, cũng giống vậy có thể trốn ở linh thú điểm bên trong tu luyện. Tổng so bạch bạch đem những thời giờ này lãng phí tốt. Mấy năm thời gian quá khứ, Hoàng Đường chẳng những thương thế tận càng, mà lại tại Tiêu Phàm vô số linh đan rượu dược đại bổ phía dưới. Tiến độ tu luyện rõ ràng so trước kia muốn tăng nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù còn tại hóa hình sơ kỳ cảnh giới, nhưng đã đạt đến tại hóa hình sơ kỳ trạng thái đỉnh phong. Không lâu sau đó, hẳn là liền có thể nếm thử đột phá hóa hình trung kỳ bình cảnh. Cho tới nay, Tiêu Phàm để hắn an tâm tại linh thú điểm bên trong tu luyện, rất ít triệu hoán hắn ra trợ chiến. Bình thường địch nhân, Tiêu Phàm mình liền đủ để đối phó, cần gì phải trì hoãn Hoàng Đường tu luyện. Dưới mắt, Tiêu Phàm cũng chưa triệu hoán Hoàng Đường, là Hoàng Đường mình xuất hiện. Hoàng Đường ở cái kia linh thú điểm, mặc dù là Tiêu Phàm tùy thân mang theo, Tiêu Phàm lại cũng không khống chế, mà là từ Hoàng Đường mình khống chế, tự do xuất nhập. Tam ca, Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lúc này, Hoàng Đường mình chạy đến làm gì? Hoàng Đường kêu lên, không phải ta muốn ra, là vật nhỏ kìm nén không được. Chấm ngoặc kép, a, lần này, ngay cả Tiêu Phàm đều bị làm hồ đồ. Cái gọi là vật nhỏ, chỉ tự nhiên là Hoàng Đường nhi tử, thời gian mấy chục năm quá khứ, tiểu gia hỏa vẫn như cũ vẫn còn khi còn bé, đung đưa, ngây thơ chân thành, mảy may đều không có lớn lên dấu hiệu. Ngày bình thường liền cùng Hoàng Đường cùng một chỗ đợi tại linh thú điểm bên trong, đa số thời điểm nằm ngáy o o, đối chuyện ngoại giới, hoàn toàn chẳng quan tâm. Này sẽ, vật nhỏ làm sao liền kìm nén không được rồi. Không đợi Tiêu Phàm hỏi lại. Vật nhỏ lông xù đầu liền từ Hoàng Đường tráng kiện dưới cánh tay ló ra, vẫn như cũ thật thà chất phác, mở to nho nhỏ hai mắt, mơ mơ màng màng nhìn bốn phía, khi nó nhìn thấy bốn phía đếm không hết phệ linh trùng thời điểm, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn phun phát ra tiếng phì phì trong mũi,
mặt mũi tràn đầy đều là kìm nén không được cảm giác hưng phấn. Nhìn thấy tiểu gia hỏa cái này nét mặt hưng phấn, Tiêu Phàm trong đầu linh quang lóe lên. Phệ Linh Trồn, Tiêu Phàm không chịu được buột miệng kêu lên. Phệ Linh Trồn chính là Hoàng Đường thê tử chỗ chủng tộc, cũng liền là tiểu gia hỏa mụ mụ. Theo Hoàng Đường nói, lệ thú sơn mạch, Phệ Linh Trồn cũng là cực kỳ hiếm thấy kỳ thú, số lượng phi thường thưa thớt, mà đồng giáp gấu cùng Phệ Linh Trồn ở giữa, thông hôn thông gia, lệ thú sơn mạch đều vẫn là lần đầu. Cho nên, tiểu gia hỏa cũng là lệ thú sơn mạch bao nhiêu vạn năm qua, duy nhất một đầu hỗn huyết kỳ thú. Về phần đến cùng có thứ gì không giống bình thường chỗ, liền ngay cả Hoàng Đường cũng không được biết, thậm chí ngay cả suy đoán đều không thể suy đoán. Mà đám côn trùng này, danh xưng Phệ Linh Trùng, chẳng lẽ cùng Phệ Linh Trồn ở giữa, có thứ gì liên quan? Không cùng Tiêu Phàm nghĩ được rõ ràng, tiểu gia hỏa đã từ phụ thân trong ngực một nhảy ra, hướng về mênh mông vô bờ màu ngà sữa bầy trùng thẳng tiến lên, mở ra miệng nhỏ, không ngừng từng ngụm hấp khí. Lúc này, khiến người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Vô số Phệ Linh Trùng thể đồng hồ hào quang màu nhũ bạch đồng thời biến mất, trong khoảnh khắc trở nên ảm đạm vô quang, nhao nhao từ không trung rơi xuống, như vậy nằm trong lòng đất hồ giường đá cội ở giữa, lẳng lặng không nhúc nhích, tựa hồ nháy mắt liền bị diệt sát. Mà bọn chúng thể đồng hồ biến mất hào quang màu nhũ bạch, thì hội tụ thành một đạo màu ngà sữa trường hồng, hướng tiểu gia hỏa miệng bên trong bay đi, bị tiểu gia hỏa một ngụm liền nuốt vào bụng đi, hưng phấn đứng thẳng người lên, duỗi ra hai cái tay trước, vuốt mình lông xù bộ ngực. Miệng bên trong phát ra, hô hô, kêu lên vui mừng âm thanh. Hưng phấn vô so. Chương 1222, chịu chết. Tình hình này, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, Âu Dương Minh Nguyệt, Ứng Linh Trạch đều kìm lòng không đặng ngừng tay đến, nhìn hướng bên này. Những cái kia Phệ Linh Trùng càng là trong chớp nhoáng cải biến mục tiêu, hướng tiểu gia hỏa bên này chen chúc mà tới. Tựa hồ bọn chúng đều cảm nhận được, cái này bỗng nhiên xuất hiện đồng loại Phệ Linh thú mới là bọn chúng chân chính tử địch. Về phần Tiêu Phàm mấy người, bất quá là một chút sẽ, giấy giụa, con mồi mà thôi, cùng con mồi khác đồng dạng, giấy giụa không được bao lâu, liền sẽ bị hút sạch linh khí mà chết. Ngay sau đó, Tiêu Phàm bọn người liền thấy một trận kịch liệt linh khí thôn phệ đánh giằng co. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên đứng thẳng người lên, toàn thân thẳng tắp, ngẩng lên thật cao lông xù đầu, hé miệng, miệng lớn hút lấy Phệ Linh Trùng linh khí, còn cùng vừa rồi đồng dạng, số lớn Phệ Linh Trùng đồng thời trở nên ảm đạm vô quang, nhao nhao rơi xuống. Nhưng mà càng nhiều Phệ Linh Trùng trên thân hào quang màu nhũ bạch lại trở nên càng thêm chói mắt, thậm chí cả thân thể đều chướng hơi lớn hứa. Tiểu gia hỏa màu vàng da trên lông, cũng hiện ra một tầng màu ngà sữa vầng sáng, đồng thời không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng tiểu gia hỏa linh lực trong cơ thể, tại đại lượng sói mòn, bị chung quanh Phệ Linh Trùng hút tới. Trong lúc nhất thời vậy mà giữ lẫn nhau không dưới, vô luận Tiêu Phàm hay là Âu Dương Minh Nguyệt Ứng Linh Trạch. Đều là trải qua vô số sóng to gió lớn người, thấy loại tình hình này, lập tức liền biết chuyển cơ đã xuất hiện. Lập tức mọi người riêng phần mình thi triển thần thông, hướng quay chung quanh tại tiểu gia hỏa bên người Phệ Linh Trùng oanh sát mà đi. Chỉ cần Phệ Linh Trùng không còn lấy bọn hắn làm mục tiêu, diệt sát những này cơ hồ không có chút nào kháng cự chi lực tiểu côn trùng, đối bọn hắn mà nói, chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi. Bình thường đến nói, đê giai linh trùng đều không có linh trí. Chỉ theo bản năng làm việc. Phệ Linh Trùng lúc trước lấy bọn hắn làm mục tiêu, tận hết sức lực, không sợ chết tổn thương, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng bọn hắn vọt tới, bây giờ như là đã chuyển di lực chú ý, đem tiểu gia hỏa xem như mục tiêu mới. Đối mấy người bọn họ liền sẽ không còn để ý không hỏi. Chuyện kế tiếp thực, chứng minh suy đoán của bọn hắn 10 điểm đáng tin cậy. Mặc dù số lớn Phệ Linh Trùng bị cường lực diệt sát, những này Phệ Linh Trùng nhưng như cũ cố chấp hướng tiểu gia hỏa đánh tới. Muốn cùng nó quyết nhất tử chiến, đối một bên đại khai sát giới Tiêu Phàm bọn người, hoàn toàn nhìn như không thấy. Đi về phía trước, Âu Dương Minh Nguyệt tiện tay tế ra Chí Dương Lôi Điện, thấp giọng quát nói. Tốt, lần này, trả lời Âu Dương Minh Nguyệt chính là Hoàng Đường. Hoàng Đường tiến lên một tay lấy nhi tử bế lên, liền đặt tại trước ngực mình, sau đó bước nhanh chân, hướng về phía trước vội sông mà đi. Thế là liền hình thành loại này kỳ lạ tình hình, một đầu to lớn đồng giáp gấu. Ôm một đầu lông xù gấu nhỏ, xông vào trước nhất một bên, ba tên cao giai nhân loại tu sĩ, theo sát phía sau. Cùng thi triển thần thông, càn quét bốn phía liên tục không ngừng xông tới Phệ Linh Trùng. Tại mênh mông vô bờ Phệ Linh Trùng trong biển, như là một chiếc thuyền con, hướng về phương hướng Tây Bắc chậm rãi di động. Nhưng tình hình như vậy, vẫn chưa tiếp tục bao lâu. Một trận, chi chi, thanh âm, bỗng nhiên từ phương xa truyền đến.
mặc dù cũng không bén nhọn chói tai, lại cực kỳ rõ ràng, mỗi người đều nghe được thanh thanh sở sở. Những cái kia nguyên bản hung hãn không sợ chết, không ngừng hướng về phía trước phệ linh trùng, vừa nghe đến cái này, chi chi âm thanh, lập tức liền dừng lại động tác, không còn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sông về phía trước chịu chết, mà là chậm rãi lui về sau lại, nhưng cũng đã lui phải quá xa, mà là tại bên ngoài hơn 10 trượng vây thành một cái cự đại vòng tròn, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, đem mọi người vây quanh ở hạch tâm. Tiêu Phàm, Âu Dương Minh Nguyệt, Ứng Linh Trạch ba người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc được lo lắng chi ý. Rất rõ ràng, những này phệ linh trùng là có thống soái. Mà dưới mắt, tựa hồ là vị này thống soái muốn điều chỉnh chiến lược. Phổ thông đê giai linh trùng không có linh trí có thể nói, nhưng trùng vương có thể sẽ có nhất định linh trí. Điểm này, bọn hắn lúc trước liền nghiệm chứng qua. Đương nhiên, dù coi như là trùng vương linh trí, cùng nhân loại tu sĩ cấp cao cũng không thể so sánh, nhiều nhất là so với cái kia đê giai linh trùng muốn thông minh một chút, nhưng cũng thông minh phải sẽ không quá nhiều. Mấu chốt là phệ linh trùng số lượng quá nhiều, trùng vương chỉ cần hơi thêm điều chỉnh chiến thuật, liền sẽ đối Tiêu Phàm bọn người sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Bọn hắn nhưng không có ngây thơ đến cho rằng dựa vào tiểu gia hỏa liền có thể khắc chế cái này số lượng hàng trăm ngàn thậm chí trăm vạn mà tính siêu cấp phệ linh trùng bầy. Tiểu gia hỏa có lẽ kế thừa mẫu thân phệ linh thiên phú, dù sao tuổi còn quá nhỏ, liền xem như trưởng thành phệ linh trồn, một đầu cũng tuyệt không đủ để cùng nhiều như vậy phệ linh trùng chống lại. Chỉ cần phệ linh trùng giống như trước đây, đối bọn hắn khai thác không khác biệt công kích, hậu quả chính là tai nạn tính. Nhưng mà, dù là Tiêu Phàm bọn hắn đối phệ linh trùng vương linh trí thấp dưới đã có đầy đủ nhận biết, sự đáo lâm đầu, vẫn còn có chút không dám tin. Nhóm lớn phệ linh trùng đình chỉ công kích sau một lát, không trung truyền đến thanh âm ông ông. Mọi người nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy ngay phía trước xuất hiện một đám phi trùng. Bọn này phi trùng, trên thân cũng tản ra sữa hào quang màu trắng, cùng cái khác phệ linh trùng không khác nhau chút nào, chỉ là hình thể muốn to lớn lớn, mỗi một cái đều chừng lớn cỡ bàn tay nhỏ. Trong suốt cánh chim cấp tốc phung vẩy, thô thô xem xét, ước chừng ngàn dư chỉ nhiều. Nhưng ánh mắt của bọn hắn, chỉ là tại bọn này cỡ lớn phệ linh trùng trên thân hơi ngừng lại, liền rời đi, đồng loạt chăm chú vào khác một vật phía trên. Đó cũng là một con côn trùng, một con cự hình linh trùng. Cái này linh trùng, chừng hơn 10 trượng chi cự, thân bên trên tán phát lấy màu ngà sữa vầng sáng, xa so phổ thông linh trùng muốn dày đặc được nhiều, cơ hồ trở thành tính thực chất vòng sáng. Trừ cái đó ra, đầu này cự trùng cùng bình thường phệ linh trùng bề ngoài cũng có được cực kỳ rõ ràng khác nhau. Cái khác phệ linh trùng, chính là côn trùng bề ngoài, đầu này cự trùng, lại càng giống là một đầu to mọng yêu thú, trắng trắng mập mập, trên thân cũng không có cánh, tại một đoàn cỡ lớn phệ linh trùng dưới hộ vệ, chậm rãi tại sa mạc bên trên ngõ nguậy, đi về phía bên này. Nếu như không phải trên người nó tán phát khí tức cùng cái khác phệ linh trùng không sai biệt lắm, Tiêu Phàm bọn người cơ hồ muốn đem nó ngộ nhận là một cái khác giống loài. Tại tự nhiên, mẫu trùng cùng cái khác côn trùng bề ngoài hoàn toàn khác biệt tình hình, cũng thường có phát sinh. Dù là Tiêu Phàm mấy người kinh lịch vô số sóng gió, giờ phút này cũng không chịu được có chút khẩn trương. Trùng vương bỗng nhiên xuất hiện, tiếp xuống, không thể nghi ngờ chính là một trận quyết chiến. Bất quá cái này trùng vương thân thể cố nhiên cực đại, thân bên trên tán phát linh áp, lại cũng không 10 điểm cường thịnh, chỉ tương đương với tam giai đại thành. Riêng lấy cảnh giới mà nói, chỉ cùng nhân loại kim đan hậu kỳ tu sĩ tương đương. Mấu chốt ở chỗ, nó thống soái lấy thiên quân vạn mã. Dựa theo lẽ thường, trùng vương đích thân tới tiền tuyến, ngay sau đó là toàn diện tiến công, một trận chiến phân thắng thua. Thế nhưng là, sự tình nhưng lại chưa hướng lấy bọn hắn dự liệu như thế phát triển. Trùng vương đối Tiêu Phàm bọn người làm như không thấy, trực tiếp tách ra bầy trùng, đi tới tiểu gia hỏa trước mặt, đỉnh đầu một vòng to lớn con mắt không ngừng chuyển động. Tựa hồ tại quan sát tỉ mỉ lấy tiểu gia hỏa. Tràn đầy vương giả, ngạo khí. Tiêu Phàm, Âu Dương Minh Nguyệt, Ứng Linh Trạch ba người đưa mắt nhìn nhau. Quả thực không thể tin được. Đầu này bản thân cảnh giới vẻn vẹn chỉ tương đương với nhân loại kim đan hậu kỳ tu sĩ trùng vương. Cứ như vậy nghênh ngang đi tới trước mặt của bọn hắn, hoàn toàn đem bọn hắn xem như trong suốt chi vật. Trong lúc nhất thời, ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt đều có chút hoài nghi, có phải là nơi nào phạm sai lầm. Đầu này trùng vương làm như thế phái, khẳng định có cạm bẫy. Kia có mình bên trên đi tìm cái chết, lúc này đừng bảo là Âu Dương Minh Nguyệt Ứng Linh Trạch cùng Tiêu Phàm, liền xem như hoàng đường vừa ra tay, đầu này trùng vương đều tuyệt không có may mắn. Phệ linh trùng vốn cũng không lấy thân thể cường hãn tăng trưởng. Bọn chúng chân chính khiến người sợ hãi chính là vô tận số lượng cùng nhanh chóng hấp thu linh khí tuyệt kỹ. Nhất định là nơi nào phạm sai lầm,
chỉ có tiểu gia hỏa biểu lộ không giống bình thường, ghé vào phụ thân cự trên lòng bàn tay. Hướng về phía trước thò đầu ra, gắt gao tiếp cận cách đó không xa trùng vương, trên cổ lông tóc, từng chiếc dựng đứng. Mắt nhỏ cố gắng chừng đến lớn nhất, nháy mắt đều không nháy mắt. Mọi người ở đây đều trong lòng nghi hoặc, không muốn tùy tiện xuất thủ thời khắc, trùng vương lại dẫn đầu động, nó mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về tiểu gia hỏa hít một hơi thật sâu, toàn thân lỏng lỏng lẻo lẻo làn ra, giống ăn no gió buồm, lập tức liền phồng lên, cũng là lộ ra mấy phần uy mãnh chi ý. Cùng lúc đó, một cỗ mắt trần có thể thấy trắng xóa linh khí, từ tiểu gia hỏa trên thân thấu thể mà ra, nhanh chóng hướng trùng vương miệng bên trong vọt tới. Tiểu gia hỏa lập tức nổi giận tê minh một tiếng, cũng mở ra miệng nhỏ, liều mạng trở về hấp khí, lập tức cũng có một cỗ màu ngà sữa linh khí, từ trùng vương thể nội lộ ra, hướng tiểu gia hỏa bay tới. Giữa hai bên, khởi động, đơn đấu hình thức, bất quá rất rõ ràng, vẫn ở tại khi còn bé phệ linh thú, hoàn toàn không phải phệ linh trùng vương đối thủ. Trong chốc lát, trận này đơn đấu thiên bình liền cấp tốc hướng phệ linh trùng vương bên kia chút xuống, tiểu gia hỏa thể nội linh khí ra tốc đổ xuống mà ra, khí tức lập tức trở nên suy yếu xuống dưới. Lại còn đang tức giận tê kêu ré lấy, dốc hết toàn lực cùng trùng vương chống lại. Trùng vương to mọng trên mặt, thậm chí lộ ra nhân cách hóa vẻ đắc ý. Vị này trùng vương có lẽ là cái kỵ sĩ, tôn trọng kỵ sĩ tinh thần, nhưng hoàng đường không phải kỵ sĩ, giờ này khắc này, hắn chỉ là một cái phụ thân. Mắt thấy tiểu gia hỏa ngăn cản không nổi, hoàng đường lại cũng không lo được phải chăng có âm mưu quỷ kế gì, cổ tay khẽ đảo, đem tiểu gia hỏa giấu đến phía sau mình, lập tức thục đồng côn nổi lên. Hét lớn một tiếng, thân thể tăng vọt, nháy mắt tăng tới hơn 10 trượng chi cao, hai tay giơ cao thục đồng côn, mặc kệ 3721, hướng về trùng vương một côn đập xuống. Kết quả không có bất kỳ cái gì lo lắng, trùng vương căn bản liền không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy, ngay cả nửa phân kháng cự chi lực đều không có, phốc một tiếng, bị hoàng đường một côn đánh đến nát bét, chất lỏng văng khắp nơi, trong nháy mắt thành một đống thịt nát, trên thân linh lực ba động nháy mắt biến mất, cứ như vậy ngỏm củ tỏi. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên từ phụ thân sau lưng chui ra, phốc phốc một tiếng, từ trùng vương nát nhừ trong thân thể chui vào. Chỉ chốc lát, trùng vương thân thể liền cực nhanh trở nên khô cạn, tựa hồ toàn thân linh khí, đang bị nhanh chóng hấp thu. Sau một lát, to mọng lớn mập trùng vương liền thành một cỗ thây khô. Hô, một tiếng, tiểu gia hỏa xé mở trùng vương thi thể ra, vọt ra, toàn thân bóng loáng tỏa sáng, khí tức phóng đại, một mặt thỏa mãn chi sắc, tựa hồ vừa mới thôn phệ cực kỳ vật đại bổ. Tiêu Phàm có thể rõ ràng mà cảm ứng được, tiểu gia hỏa khí tức so sánh với lúc trước cường đại không biết bao nhiêu. Hoàng đường vội vàng một tay lấy tiểu gia hỏa ôm chầm tới. Lúc này, bỗng nhiên, oanh, một tiếng, vây quanh ở chung quanh bọn họ phệ linh trùng bầy, bỗng nhiên tứ tán, giống như nước thủy chiều hướng nơi xa thối lui, bao quát những cái kia hình thể viễn siêu bình thường linh trùng trùng vương, vệ sĩ, cũng giống vậy xoay người chạy, không có nửa phân trần chờ do dự, càng không có vì vương giả của bọn chúng tận trung mà chiến. Nhìn qua bỗng nhiên đi xa bầy trùng, mọi người lần nữa hai mặt nhìn nhau, lập tức bật cười. Trận này ác chiến đánh cho hung hiểm, lại kết thúc không hiểu thấu. Cầm thú chỉ biến cố bao nhiêu ư, dừng tăng cười mà thôi. Quả nhiên, chương 1223, thiết bối đao lang đại quân. Nếu như nói, phệ linh trùng chi chiến, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, chờ bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ tới mục đích về sau, cuối cùng là kiến thức đến, cái gì mới thật sự là hung trùng. Kia đã là một năm linh hai tháng về sau, một nhóm mấy người rốt cục đến đại sa mạc Gobi chỗ sâu nhất. Khi tiến vào Đông Bình Hoang Nguyên trước đó, cứ việc thời gian 10 điểm gấp gáp, bọn hắn hay là dốc hết toàn lực tìm kiếm hết thảy có thể tìm kiếm đạt được địa đồ, dù chỉ là một chút tàn khuyết không đầy đủ hoặc là nhiều năm trước kia còn sót lại, lão cổ đồng cũng giống vậy không buông tha. Nhưng không có một bức bản đồ, cho thấy bọn hắn trước mắt vị trí hoàn cảnh. Đủ để chứng minh, trước đó, không có người đã từng tiến vào Đông Bình Hoang Nguyên sâu như vậy địa phương, hoặc là nói, mặc dù có người rất may mắn đến nơi này, lại chưa từng mang lấy phát hiện của bọn họ sống mà đi ra đi. Nếu như không phải Thiên Diệu Tiên Tử vây ở chỗ này, Tiêu Phàm cũng sẽ không đến. Kỳ thật, hiện tại Tiêu Phàm ở sâu trong nội tâm, hay là rất cảm kích Âu Dương Minh Nguyệt. Nếu Âu Dương Minh Nguyệt lúc trước không quyết định cùng hắn cùng một chỗ sông Đông Bình Hoang Nguyên lời nói, bằng hắn lực lượng một người, có phải là có thể đi đến nơi đây? Thật đúng là rất có vấn đề. Thiên Diệu Tiên Tử liền tại phía trước, nơi này đã là mục đích của bọn họ. Bất quá Tiêu Phàm nhưng lại chưa vì vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm, tâm tình ngược lại càng thêm nặng nề. Bởi vì hơn một năm nay đến, Thiên Diệu Tiên Tử vẫn không có chuyển qua địa phương,
vẫn luôn ở lại phía trước cách đó không xa, không nhúc nhích. Loại tình hình này, chỉ có thể là Thiên Diệu tiên tử đã lâm vào độ sâu trong mê ngủ, lại không có chút nào khí tức tiết ra ngoài. Nếu như Tiêu Phàm chưa từng luyện hóa nàng bản mệnh châu, chưa từng chiếm được nàng bản mệnh thiên âm chân nguyên, cũng không cảm ứng được nàng tồn tại. Đến cùng là nguyên nhân gì, làm cho Thiên Diệu tiên tử dạng này cơ biến chồng chất, thủ đoạn vô tận hậu kỳ đại tu sĩ, đều bị buộc đến mức này. Chí ít có một điểm là khẳng định, nàng đối thủ lần này, thực tế không thể coi thường. Nơi đây chỗ, đến cùng phải hay không Đông Bình Hoang Nguyên chỗ sâu nhất, không được biết, nhưng Đông Cực Tử ánh sáng cấm chế chi lực, lại càng mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả tầng trời thấp phi độn đều trở nên cực kỳ gian nan, trăm chân trùng tốc độ cũng giảm bớt rất nhiều. Ngay tại trước đó không lâu, Tiêu Phàm bọn người rốt cục đem sức cùng lực kiệt trăm chân trùng thu tiến vào linh thú điểm, dựa vào đôi chân của mình, từng bước một đi hướng về phía trước. Bọn hắn không thể đem trăm chân trùng chút sức lực cuối cùng đều ép khô, trở về thời điểm, còn muốn dựa vào những này kỳ trùng thay đi bộ đâu. Nếu thật là mệt mỏi chết ở chỗ này, trở về thời gian ít nhất phải gia tăng gấp đôi trở lên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn thật có thể bình yên trở về. Tại này danh xưng thất dạ giới hoang vu nhất chỗ, độc trùng hoành hành, thật đúng là không có ai dám cam đoan mình tuyệt đối sẽ bình yên vô sự. Mấy ngày sau, Tiêu Phàm bọn người leo lên một cái núi hoang. Một mảnh diện tích to lớn sa mạc bồn địa, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cát vàng bay dương, khô giáo dị thường. Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, thiên nhãn thần thông vận làm đến cực hạn, xuyên thấu qua mênh mông cát vàng. Rốt cục mơ hồ thấy rõ bồn địa trung ương tình hình. Một cái đất vàng lũy thành to lớn thành bảo đứng sừng sững ở đó, tràn đầy nét cổ xưa. Bất quá Tiêu Phàm đương nhiên minh bạch, đó cũng không phải một cái chân chính thành bảo, cũng không phải thành bảo di chỉ, mà là một cái lại một cái cao lớn đống đất, đột ngột dựng đứng tại mặt đất. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, lập tức có loại cảm giác đã từng quen biết. Trên địa cầu, Phi Châu Đại Thảo Nguyên con mối ổ, liền cùng loại này đống đất cùng loại. Chỉ là nơi này đống đất, rõ ràng muốn so trên địa cầu con mối ổ lớn. Không hề nghi ngờ, cái này cũng hẳn là trùng ổ, nhưng đến cùng là loại nào kỳ trùng ở, tạm thời vẫn chưa biết được. Chỉ là, cách mấy chục bên trong xa, Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể cảm thấy một cỗ sát khí từ những cái kia đống đất bên trong lộ ra đến, có thể thấy được trong này ở côn trùng, tuyệt đối không phải, hạng người lương thiện. Nhất là khiến Tiêu Phàm đau đầu chính là, những này đống đất lít nha lít nhít, một cái tiếp một cái đứng sừng sững lấy, hoàn toàn không thể đếm hết được đến cùng có bao nhiêu. Hắn cảm ứng được Thiên Diệu tiên tử khí tức, ngay tại những này đống đất chỗ sâu. Nói cách khác, Thiên Diệu tiên tử bây giờ tại độc trùng trong ổ. Nhưng lại không biết nàng là lúc trước bị không gian thông đạo trực tiếp đưa đến nơi đây, hay là tại Đông Bình Hoang Nguyên địa phương khác, vì muốn cùng bọn hắn tụ hợp, hướng tây bên cạnh đi đường, kết quả không cẩn thận bị khốn trụ. Mặc kệ là loại nào tình hình, muốn đem nàng từ độc trùng trong ổ, vớt ra, độ khó coi là thật không tiểu. Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng, Tiêu Phàm tu luyện qua thiên nhãn thần thông, Âu Dương Minh Nguyệt đồng dạng tu luyện qua, cái này bồn địa trung ương tình hình, thấy nhất thanh nhị sở. Rốt cục, Tiêu Phàm đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi, rơi vào thổ ma ngẫu trên mặt. Ứng Linh Trạch khe khẽ hừ một tiếng, nói, người muốn dùng thuật độn thổ. Loại này sống mấy trăm gần ngàn năm lão quỷ, người khác chỉ cần lông mày mau nháy một chút, hắn liền có thể đoán được trong lòng của đối phương đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhất định phải trước điều tra một chút hư thực. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, để thổ ma ngẫu lấy thuật độn thổ tiếp cận những cái kia đống đất, cẩn thận điều tra một phen hư thực đương nhiên là thiết yếu chiến trước công tác chuẩn bị. Liền ba người bọn họ, như thế mù quáng mà xông vào, nguy hiểm hệ số thực tế quá cao. Nơi này Đông Cực Tử ánh sáng cấm chế mãnh liệt như thế, ngay cả tầng trời thấp phi độn đều cực kỳ phí sức, cái khác trinh sát thủ đoạn, chỉ sợ căn bản nhưng không dùng được. Thổ ma ngẫu không là vật sống. Hẳn là có thể đem độc trùng phát hiện nó khả năng xuống đến thấp nhất. Bình thường đến nói, độc trùng đối vật sống sẽ càng thêm mẫn cảm một chút. Thường thường có máu có thịt đồ vật, mới sẽ trở thành độc trùng đồ ăn. Ứng Linh Trạch nói, đã dạng này, vậy ta vẫn tự mình đi một chuyến đi. Bằng không, dựa vào một bộ tàn hồn, nhưng điều tra không đến thứ gì. Tiêu Phàm có chút khom người một chút, hắn vốn là có ý tứ này. Nhưng mà Ứng Linh Trạch nếu như kiên quyết không chịu mạo hiểm lời nói. Tiêu Phàm từ cũng không thể miễn cưỡng hắn. Ứng Linh Trạch lần nữa hừ một tiếng, liền muốn thi triển thuật độn thổ, Âu Dương Minh Nguyệt chợt nói, chờ một chút. Chấm ngoặc kép, tươi đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nguyên bản yên lặng bồn địa, bỗng nhiên vang lên một trận rất nhỏ sấm rền thanh âm,
một cỗ đẩy trời xa trần, ở phía xa bay dương mà lên, dần dần hướng bên này cuốn tới. Tại kia đầy trời xa trần bên trong, loáng thoáng có thể nhìn thấy một đạo hắc tuyến. Tiêu Phàm sớm đã sắc mặt biến hóa, hiển nhiên hắn biết kia loáng thoáng hắc tuyến, rốt cuộc là thứ gì. Cũng không phải thần trí của hắn chi lực cùng thiên nhãn thần thông, so Âu Dương Minh Nguyệt còn cường đại hơn, mà là bởi vì, lúc đầu an tĩnh đợi tại linh thú điểm bên trong thiết bối đao lang, bỗng nhiên cực kỳ hưng phấn táo động. Tiêu Phàm xuyên thấu qua lưu tại thiết bối đao lang thể nội thần hồn ấn ký, có thể mơ hồ cảm ứng được. Thiết bối đao lang lần này cũng không phải là thăm dò đến đồ ăn cái chủng loại kia hưng phấn, mà là gặp đồng loại hưng phấn. Đây mới là Tiêu Phàm chân chính giật mình nguyên nhân. Đồng loại, nếu như kia đầy trời xa trần bên trong loáng thoáng hắc tuyến, thật là thiết bối đao lang đồng loại, vậy nên ra sao cùng kinh người cùng hùng vĩ một sự kiện. Không có người so Tiêu Phàm càng hiểu hơn thiết bối đao lang uy lực, mặc dù hắn hai đầu thiết bối đao lang còn chỉ có tam giai tu vi, nhưng ở trong phạm vi nhỏ chém giết gần người. Ngay cả Tiêu Phàm cũng không dám có chút chủ quan. Dù coi như có vảy rồng giáp có thể hộ thân, cũng không khá hơn chút nào. Lấy thiết bối đao lang kia xuất thủ như gió tiến thối như điện đặc tính đến xem, mạnh hơn giáp trụ, đều tác dụng không lớn. Chỉ cần giáp trụ bên trên có một chút phòng hộ không đến địa phương, là đủ trở thành chí mạng sơ hở. Lại tinh xảo dày đặc giáp trụ, cũng không có khả năng đem mắt mũi miệng lưỡi cùng dưới cổ ba những mấu chốt này bộ vị bao khỏa phải kín không kẽ hở. Xuyên thấu qua những này yếu kém khâu, thiết bối đao lang có thể dễ dàng mà để trốn ở giáp trụ bên trong địch nhân chảy hết một giọt máu cuối cùng. Vẻn vẹn chỉ là hai đầu thiết bối đao lang, liền để Tiêu Phàm không dám khinh thường. Tiêu Phàm chưa hề nghĩ tới, một ngày kia, sẽ đụng phải như thế nhìn không thấy cuối thành quần kết đội thiết bối đao lang. Sau một khắc, Tiêu Phàm liền biết mình dự cảm không sai. Đem thiên nhãn thần thông vận chuyển đến cực hạn, hắn đã có thể mơ hồ nhìn thấy. Xông vào trước nhất đầu, đúng là có màu xám sắt lưng cỡ lớn con bọ ngựa. Cái này thật sự, là một cái đến hàng vạn mà tính thiết bối đao lang bầy. Thiết bối đao lang, đến hàng vạn mà tính. Hai cái này từ ngữ liền cùng một chỗ, ngay cả nhất quán chấn định tự nhiên, Thái Sơn Sập trước mắt đều bất động thanh sắc Tiêu chân nhân, cũng cảm thấy phía sau lưng từng đợt lạnh lẽo, có mồ hôi lạnh cuồn cuộn không tuyệt chảy ra. Đây cũng không phải là ba người bọn họ có thể chống cự. Từ thiết bối đao lang bầy tốc độ di động đến xem, bọn hắn giờ phút này coi như tốc độ cao nhất rút lui, cũng đã không kịp. Độc trùng coi đây là nhà, đối đông cực từ ánh sáng cấm chế, so với bọn hắn những này kẻ ngoại lai muốn thích ứng được nhiều, đã nhiều năm như vậy, tin tưởng những này độc trùng sớm đã tiến hóa ra thích ứng đông cực từ quang cấm chế thiên phú. Ở đây, phung ra hai cái chân nha tử, tuyệt đối không chạy nổi thiết bối đao lang. Tiêu Phàm không do dự nữa, ống tay áo lắc một cái. Mười mấy cái trận kỳ trận bàn bắn ra, nháy mắt bố thành hoa đào huyễn trận, đem ba người bọn họ thân hình triệt để che lấp xuống dưới. Thiết bối đao lang cho dù hung tàn vô so, lại cũng không là phá giải huyễn trận chuyên gia. Năm đó Tiêu Phàm bắt giữ những này thiết bối đao lang, dùng chính là huyễn trận chi lực. Nhiều năm qua đi, Tiêu Phàm tại trận pháp chi đạo, lại càng không biết so năm đó tinh thông gấp bao nhiêu lần, tin tưởng những này con bọ ngựa ứng sẽ không phải phát hiện bọn hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những này con bọ ngựa vẫn chưa là hướng về phía bọn hắn đến. Bằng không mà nói, dù coi như huyễn trận thần kỳ, cũng vô cùng có khả năng bị những này thiết bối đao lang đánh bậy đánh bạ cứng rắn xông vào. Ngay sau đó, Tiêu Phàm bọn người liền nhẹ nhàng thở phào một cái. Còn tốt, thiết bối đao lang mục tiêu, tựa hồ cũng không phải là bọn hắn. Theo bão cát tới gần, bị huyễn trận che đậy thân hình Tiêu Phàm bọn người, thấy rõ ràng, một đội lại một đội thiết bối đao lang. Sắp xếp 10 điểm chỉnh tề đội ngũ, từ đầy trời trong bụi đất lộ đầu ra, khí thế hung hăng hướng về bồn địa trung ương những cái kia cao lớn đống đất tiến sát mà đi. Tất cả đều là nhị giai thiết bối đao lang, thành quần kết đội, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Tiêu Phàm nằm mơ cũng không nghĩ tới, một ngày kia, gặp được nhiều như vậy, đến hàng vạn mà tính nhị giai trở lên thiết bối đao lang. Tại thành ngàn hơn vạn màu xám sắt nhị giai con bọ ngựa bên trong, thỉnh thoảng toát ra một cỗ càng thêm cường đại hung hãn khí tức. Không hề nghi ngờ, kia là đã tiến hóa đến tam giai con bọ ngựa. Tại địa phương khác, dạng này tam giai con bọ ngựa, thậm chí có thể xưng là trùng vương. Trong đó số ít tam giai con bọ ngựa khí tức, thậm chí so Tiêu Phàm linh thú điểm bên trong kia hai con còn cường đại hơn mấy phân. Cường đại như thế đến không hợp thói thường trùng tộc đại quân, không biết muốn đối phó đến cùng là cái gì địch nhân. Chương 1224, trùng chiến. Ẩn thân ở huyễn trong trận Tiêu Phàm bọn người. Cũng kìm lòng không đặng bị con bọ ngựa đại quân khí thế hấp dẫn lấy, nhìn không chuyển mắt chú ý tình thế tiến triển.
khí thế hung hăng tiến vào bồn địa về sau, còn bạo ngựa đại quân tiến quân tốc độ, liền chậm lại, nhưng túc sát chi khí, lại càng thêm nặng nề. Một tiếng cực kỳ bén nhọn kêu to, bỗng nhiên vang vọng, nháy mắt vang vọng toàn bộ bồn địa trung ương, ở giữa không trung vang vọng thật lâu. Ngay sau đó, những cái kia cao lớn thổ trong đống, bắt đầu chui ra ngoài ra từng đội côn trùng. Đám côn trùng này, ngoại hình cùng lớn con kiến tương tự, chiều cao vài tấc, toàn thân ngân quang lóng lánh, phần lưng mọc ra mấy đôi thật mỏng cánh, đầu đặc biệt cực đại, hai đôi răng nanh nhô ra miệng bên ngoài, hàn lóng lánh, cho người cảm giác cực kỳ sắc bén. Cùng thiết bối đao lang đại quân đồng dạng, những này ngân sắc con kiến kỳ trùng, cũng là ngay ngắn trật tự, từ đống đất bên trong chui sau khi đi ra, một đám tạo thành từng cái nho nhỏ phương trận, những này phương trận lại nhanh chóng hợp lại cùng nhau, tạo thành càng lớn phương trận. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau, tại bồn địa trung ương, đống đất bên ngoài, liền hình thành mênh mông vô bờ con kiến đại quân, kéo dài không dứt. Tại một mảnh trắng lóa tia sáng chói mắt bên trong, thỉnh thoảng lấp lánh ra một vòng vàng dòng quang trạch, càng là lóa mắt sinh huy. Những này kim sắc con kiến, hình thể ở xa ngân sắc con kiến phía trên, khí tức cũng phải cường đại hơn nhiều, cho thấy phải là con kiến trong đại quân cao giai người, cũng là đầu lĩnh. Bất quá, kim sắc con kiến số lượng tương đối rất ít. Từ cá thể hình thể đến xem, vàng bạc sắc con kiến muốn xa nhỏ hơn thiết bối đao lang, nhưng mà số lượng lại phải hơn rất nhiều. Kim ngân trùng, một cái thanh âm thật thấp, tại trong huyễn trận vang lên. Kim ngân trùng lại tên, cự phệ trùng, hoặc là gọi cự phệ kiến. Tại thất dạ giới nổi danh nhất thập đại hung trùng bên trong, xếp hạng thứ hai, càng tại thiết bối đao lang xếp hạng phía trên. Quần cư thiết bối đao lang, tại thất dạ giới thập đại hung trùng bên trong, chỉ có thể xếp hạng thứ ba. Đương nhiên, loại này xếp hạng cũng lại bởi vì tình huống thực tế mà có biến thành động. Tỷ như, vô luận là thiết bối đao lang hay là cự phệ trùng, cũng không nguyện ý trêu chọc lực phòng ngự cực kém phệ linh trùng. Vàng bạc con kiến sở dĩ được xưng là cự phệ trùng, nguyên nhân lớn nhất, ngay tại ở bọn chúng không có gì không thôn phệ. Không gì không phá, mặc kệ cỡ nào vật cứng, cũng mặc kệ cỡ nào vật kỳ quái, đều có thể trở thành cự phệ trùng trong bụng thức ăn ngon. Liền không có cái gì là cự phệ trùng không thể ăn. Trừ những cái kia bên trong chi chết ngay lập tức kỳ độc. Mà cự phệ trùng bản thân thể xác cũng cực kỳ cứng rắn, lực phòng ngự cực mạnh. Nghe nói, kim ngân trùng cùng thiết bối đao lang là tử địch, lẫn nhau ở giữa, đánh trận không ngớt. Không đem một phương khác triệt để diệt sát, liền quyết không bỏ qua. Loại tình hình này, tại tự nhiên 10 điểm phổ biến. Chỉ là cự phệ trùng cùng thiết bối đao lang tại hung trùng bên trong xếp hạng tương xứng. Sức chiến đấu cũng mỗi người mỗi vẻ, chỉ cần cả hai đều là quần cư. Thường thường rất khó phân ra thắng bại, tổng phải đi qua trường kỳ thảm liệt chém giết, thắng lợi thiên bình mới sẽ từ từ hướng một phương nào nghiêng, cũng cuối cùng thu hoạch được tính áp đảo đại thắng. Từ trước mắt loại tình hình này đến xem, song phương tựa hồ hay là thế lực ngang nhau. Mặc dù lần này là thiết bối đao lang chủ động hướng kim ngân trùng phát động tiến công, nhưng không thấy phải phe tấn công liền nhất định là người thắng. Tiêu Phàm linh thú điểm bên trong thiết bối đao lang, càng thêm hưng phấn không thôi, chỉ muốn từ linh thú điểm bên trong lao ra, gia nhập vào đồng loại trong đại quân đi, cùng kim ngân trùng quyết nhất tử chiến. Tiêu Phàm tự nhiên tuyệt sẽ không đưa chúng nó phóng xuất. Cái này mấy chục con thiết bối đao lang, những năm này thế nhưng là hao phí hắn không ít tâm huyết, thật vất vả mới bồi dưỡng đến hôm nay cảnh giới, lại há có thể để bọn chúng vô duyên vô cớ chết tại cùng kim ngân trùng hỗn chiến bên trong. Vô luận là ai, đều không tưởng được, sẽ ở đây nhìn thấy như thế đông đảo nhị tam giai thiết bối đao lang, còn nhìn thấy càng nhiều cự phệ trùng. Khó trách Đông Bình Hoang Nguyên bị liệt là thất dạ giới nổi danh nhất cấm địa một trong. Riêng là cái này hai bầy côn trùng, nếu như ra đến Đông Bình Hoang Nguyên bên ngoài, cơ hồ có thể quét ngang hết thảy. Chí ít tại Đông Bình quần đảo, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể cùng chúng nó địch nổi. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Phàm không khỏi có chút buồn cười. Ngẫm lại xem. Những năm này hắn đem ba mười mấy con thiết bối đao lang xem như bảo bối, thiết bối đao lang cũng xác thực nhiều lần kiến công, thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể làm đòn sát thủ, Tiêu Phàm cũng có chút này kiêu ngạo, cảm thấy hao phí to lớn tâm huyết tại những này con bọ ngựa trên thân 10 điểm đáng giá, lại không nghĩ tới, một ngày kia, sẽ bỗng nhiên nhìn thấy dạng này không thể nhìn thấy phần cuối thiết bối đao lang đại quân. Cùng chi này thiết bối đao lang đại quân tương đối mà nói, Tiêu Phàm nuôi dưỡng cái này ba mười mấy con bọ ngựa. Coi là thật chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi. Nhiều như vậy thiết bối đao lang cùng kim ngân trùng, nếu là có thể thu phục một chút nuôi dưỡng, chỉ cần trở ra nơi đây, thế nhưng là cực giai giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, mắt nhìn vô cùng vô tận trùng tộc đại quân,
Ứng Linh Trạch không chịu được chậc chậc có âm thanh. Âu Dương Minh Nguyệt không lên tiếng, chỉ coi không nghe thấy. Tiêu Phàm lại khe khẽ lắc đầu. Hắn cũng không phải trò cười Ứng Linh Trạch, tham lam, mới đầu hắn cũng có tâm tư như vậy. Dù sao hắn là chân chính thuần phục qua Thiết Bối Đao Lang, có kinh nghiệm thực chiến. Bỗng nhiên nhìn thấy dạng này nhìn không thấy cuối Thiết Bối Đao Lang đại quân, tự nhiên mà vậy sẽ có cùng loại ý nghĩ. Bất quá lập tức, Tiêu Phàm liền biết mình ý nghĩ không thực tế. Những này Thiết Bối Đao Lang cùng Kim Ngân Trùng trên thân lộ ra giã tính, xa không phải hắn linh thú điểm bên trong Thiết Bối Đao Lang có thể so. Hắn Thiết Bối Đao Lang, nguyên bản là, Trùng Vương, Đào Thiên Thu nuôi dưỡng, Đào Thiên Thu sau khi tỏa hóa, mới chạy ra ngoài, biến thành hoang dại. Nhưng tương đối mà nói, giã tính không phải mãnh liệt như vậy, dựa theo Trùng Vương trên bí kíp ghi lại biện pháp, có thể một lần nữa thuần hóa. Nơi này Thiết Bối Đao Lang, không biết hoang dại bao nhiêu năm, giã tính mạnh, không cùng luân so. Dạng này thành thuộc thể hoang dại kỳ trùng, muốn thuần hóa, quả thực liền là không thể nào. Trùng Vương trên bí kíp cũng nói đến nhất thanh nhị sở, trừ cực thiểu số đặc biệt linh trùng bên ngoài, đại đa số linh trùng muốn bị thuần hóa, chỉ có thể từ khi còn nhỏ bắt đầu. Một khi biến thành thành thục thể, vậy liền cơ bản không có bị thuần hóa khả năng. Lại nói, coi như những này Thiết Bối Đao Lang hoặc là Kim Ngân trùng có thể bị thuần hóa, cái kia cũng tuyệt đối không phải hắn có thể gồng gánh nổi. Đám côn trùng này, một ngày không biết muốn ăn rơi bao nhiêu đồ ăn, không cẩn thận. Tiêu Phàm mình liền vô cùng có khả năng bị những này đói điên côn trùng khi thịt khô gặm phải xương cốt không còn sót lại một chút cặn hạ. Từ nay về sau, Tiêu Phàm không làm gì, chuyên môn tới chiếu cố đám côn trùng này, cũng hoàn toàn bận không qua nổi. Cần gấp nhất chính là, coi như giải quyết, ăn, vấn đề, điều khiển cái này rất nhiều linh trùng, cũng tuyệt đối không thể nào. Cho dù thần trí của hắn chi lực xa so phổ thông cùng giai tu sĩ phải cường đại hơn nhiều, không tại rất nhiều hậu kỳ đại tu sĩ phía dưới. Muốn đồng thời trên sự thao túng vạn thậm chí mấy chục nghìn Thiết Bối Đao Lang. Vậy đơn giản chính là mơ mộng hão huyền, chỉ cần một sát na, hắn thần niệm chi lực liền sẽ bị ép không còn một mảnh, lúc này nổi điên mà chết. Cho nên, chân chính còn có một chút khả thi kế hoạch chính là, thừa dịp trùng tộc đại quân không chú ý, bao nhiêu bắt một chút linh trùng cho Thiết Bối Đao Lang khi đồ ăn. Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, vô luận là thành thục thể Thiết Bối Đao Lang hay là Kim Ngân trùng. Đều là, vật đại bổ, thôn phệ số lượng đủ nhiều lời nói không chừng còn có thể để Thiết Bối Đao Lang lại một lần nữa tiến giai. Dựa vào thôn phệ đồng loại tiến giai, nguyên bản là rất nhiều linh trùng cùng thú tộc mau lẹ nhất chi đạo. Ngay cả Tiêu Phàm đều từ Âu Dương Uy cùng Thiên Diệu Tiên Tử nơi đó đạt được không tưởng được chỗ tốt, cuối cùng, kỳ thật cũng là thôn phệ, đồng loại. Cho mình bồi bổ, kỳ trùng lực chú ý đều bỏ vào lẫn nhau trên thân, đối nơi xa ngọn núi kia mảy may đều không thèm để ý. Dù coi như phát hiện Tiêu Phàm đám người tồn tại, chỉ sợ cũng sẽ không chia binh đến đối phó bọn hắn. Lưỡng quân trận chân đối tròn, tiền đạo ở giữa khoảng cách, chỉ có không đủ chỉ là trăm trượng. Kỳ trùng đại quân vậy mà như thế, nghiêm chỉnh huấn luyện. Thật là khiến người kinh ngạc không thôi. Bồn địa trung ương bầu không khí càng thêm khẩn trương, sát khí tràn ngập giữa thiên địa. Một trận bén nhọn tê minh thanh âm, phóng lên tận trời, như là xé rách kim là tầm thường. Cực kỳ chói tai. Ngay sau đó, ong ong, chi tiếng nổ lớn, ngân sắc thủy triều, cuồn cuộn hướng về phía trước, vô số ngân sắc cự phệ trùng, chấn động cánh ve. Hướng bên ngoài trăm trượng Thiết Bối Đao Lang bay nhào mà đi. Vậy mà là cự phệ trùng chủ động hướng Thiết Bối Đao Lang phát động tiến công. Thiết Bối Đao Lang không sợ hãi chút nào, cũng là, ong ong, chi tiếng nổ lớn, cánh chấn động, hướng về phía trước nghênh kích. Hơn trăm trượng khoảng cách, khoảnh khắc liền tới. Trong nháy mắt. Ngân sắc thủy triều cùng màu xám sắt đại quân, liền hung hăng đụng vào nhau. Tiếp chiến nháy mắt, Thiết Bối Đao Lang tựa hồ chiếm cứ toàn diện thượng phong. Dù coi như là tại dạng này rộng lớn trên chiến trường, đại binh đoàn, tác chiến, Thiết Bối Đao Lang xuất thủ như điện đặc điểm, hay là phát huy phải vô cùng nhuần nhuyễn, trong nháy mắt, xông vào trước nhất bên cạnh cự phệ trùng liền bị Thiết Bối Đao Lang chém thành mấy khúc, ngân sắc chân cụt tay đứt, hướng lên bầu trời tóe bắn đi. Vừa tiếp chiến. Liền có vô số cự phệ trùng chết oan chết uổng. Nhưng mà sau một khắc, loại tình hình này liền bắt đầu cải biến. Càng nhiều cự phệ trùng ùa lên, cự phệ trùng đội ngũ thực tế quá mức dày đặc, cùng Thiết Bối Đao Lang tương đối mà nói, bọn chúng hình thể cũng thì nhỏ hơn nhiều. Đơn đả độc đấu, tự nhiên hoàn toàn không phải Thiết Bối Đao Lang đối thủ. Nhưng mà, tiểu cũng có tiểu nhân ưu thế. Cứ việc Thiết Bối Đao Lang xuất thủ như điện, giết chóc vô tình. Hay là có không ít cự phệ trùng tránh thoát Thiết Bối Đao Lang chí mạng đao phong, dán tại Thiết Bối Đao Lang trên thân, lập tức mở ra hai đôi hàn lóng lánh răng nanh,
hung hăng cắn. Không gì không phá, mặc dù thiết bối đao lang giáp sát cực kỳ cứng rắn, tại linh trùng bên trong, thuộc về lực phòng hộ cực mạnh loại kia, nhưng ở cự vệ trùng hai đôi răng nanh trước mặt, thiết bối đao lang giáp sát lại phảng phất một chút tử biến thành giấy. Một trận khiến người nổi da gà nổi lên kinh khủng, răng rắc, âm thanh cơ hồ là đồng thời vang vọng, dù coi như là thiết bối đao lang xé rách kim ngân trùng thân thể tiếng ồn ào cũng hoàn toàn áp chế không nổi. Đây là cự vệ trùng răng nanh xé mở thiết bối đao lang giáp sát thanh âm. Theo sát phía sau vang lên, chính là thiết bối đao lang thống khổ tê minh thanh. Giao chiến không được một lát, song phương tiền đạo liền đều tổn thất nặng nề, vô số ngân sắc tàn thi, từ không trung phiêu dương mà xuống, như là dưới một trận ngân sắc mưa to, đem lưỡng quân trận trước nhuộm thành một mảnh hải dương màu bạc. Mà đếm không hết thiết bối đao lang, cũng tại cự vệ trùng sắc bén răng nanh phía dưới, đầu thân tách rời, bị trực tiếp cắn đứt cái cổ. Chiến đấu ngay từ đầu, liền tiến vào gay cấn trạng thái. Ai cũng không chịu lui lại nửa bước, biết rõ phía trước tử thương từng đống, phía sau côn trùng, như trước vẫn là chen chúc hướng về phía trước. Xin nhờ, đa tạ đa tạ. Chương 1225, Trùng Vương quyết chiến. Trùng tộc ở giữa chiến tranh, cực kỳ kịch liệt, nhưng là rất đơn điệu. Giết chóc, tử vong, luôn luôn tại đơn giản lặp lại, ẩn thân ở huyễn trong trận người, vẫn như cũ không chớp mắt chú ý xa xa chiến tranh. Bọn hắn không phải đối loại này không ngừng nghỉ giết chóc cảm thấy hứng thú, bọn hắn chỉ là đang chờ đợi trận chiến tranh này kết quả cuối cùng. Có lẽ, huyết chiến qua đi, hai đại trùng tộc trận doanh sẽ lưỡng bại câu thương. Mấu chốt là lưỡng bại câu thương đến loại trình độ nào. Nếu như hai bầy côn trùng trên cơ bản đều chết hết sạch, đối Tiêu Phàm bọn hắn đến nói, tự nhiên là lý tưởng nhất. Còn lại vì số không nhiều côn trùng, hẳn không có lực lượng lại quấy nhiễu bọn hắn tiến về bồn địa trung ương cứu thiên diệu tiên tử. Nhưng mà, Tiêu Phàm chân chính lo lắng không phải những này ngay tại liều mạng cắn xé côn trùng, dựa theo tình lý đến phân tích, dạng này quy mô bầy trùng, hẳn là tồn tại trùng vương. Chân chính tứ giai trùng vương, tam giai kim ngân trùng cùng thiết bối đao lang mặc dù tương đối mà nói, số lượng rất ít, nhưng tuyệt đối số cũng không ít. Song phương riêng phần mình có hơn mấy trăm đầu nhiều, tại trên đầu của bọn nó, hẳn là còn có cao cấp hơn trùng vương tồn tại. Song phương trận doanh chỉ ít có một đầu trở lên tứ giai trùng vương. Lấy Tiêu Phàm đối thiết bối đao lang hiểu rõ, còn bọ ngựa đều là có đôi có cặp. Nếu như tại thiết bối đao lang trong trận doanh, tồn tại tứ giai trùng vương, như vậy chỉ ít là hai đầu, một đực một cái. Kim ngân trùng vương sẽ có mấy đầu, vậy liền không được biết. Trùng vương trong bí kíp, đối cự phệ trùng ghi chép cực ít, nói không tỉ mỉ. Loại này côn trùng, mặc dù không phải thất dạ giới, đặc sản, nhưng ở Nam Châu Đại Lục, tựa hồ rất ít gặp. Có lẽ tại những cái kia nổi tiếng hoang nguyên cấm địa chỗ sâu, cũng có sinh tồn, nhưng không ai thấy qua. Mặc kệ là tứ giai thiết bối đao lang hay là tứ giai cự phệ trùng vương, đối nhân loại tu sĩ mà nói, đều là tuyệt đối ác mộng. Lấy Tiêu Phàm dưới mắt Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới, cự ly xa lấy pháp bảo công kích. Hắn có nắm chắc đối phó được hai đầu tam giai con bọ ngựa. Nếu như chém giết gần người lời nói, Tiêu Phàm cũng có nắm chắc chiến thắng, lại không có nắm chắc 100% bảo đảm tại mình không bị thương tình huống dưới toàn thắng. Cái này đã rất khủng bố. Hai đầu tam giai thiết bối đao lang, theo cảnh giới mà nói, vẻn vẹn chỉ tương đương với nhân loại kim đan kỳ tu sĩ mà thôi. Mà Tiêu Phàm chém giết gần người tuyệt kỹ, thậm chí ngay cả không ít hậu kỳ đại tu sĩ đều nhượng bộ lui binh. Không muốn cùng tranh tài, tứ giai trùng vương. Kia là chính cống tương đương với nhân loại nguyên anh tu sĩ cảnh giới. Nếu như những này trùng vương nguyện ý cùng Tiêu Chân Nhân một đôi một, mặc cho Tiêu Chân Nhân lấy pháp bảo công kích từ xa, cũng tịnh không thế nào khiến người e ngại. Côn trùng từ trước không quen công kích từ xa, mấu chốt là, không có cái kia đầu trùng vương có thể như vậy, ôn nhu nhàn thục. Một khi chém giết gần người, dù coi như Tiêu Phàm có vảy rồng giáp hộ thể, cũng tất nhiên sẽ mình đầy thương tích. Lại càng không cần phải nói. Bởi vì kim giao vương vảy rồng canh kim thuộc tính, vảy rồng giáp ở đây căn bản liền không chịu nổi sử dụng. Ngay cả Tiêu Phàm dạng này chém giết gần người đỉnh cấp cao thủ, đều cảm thấy da đầu run lên, không có có mặc cho gì an toàn cảm giác có thể nói, những người khác có thể nghĩ. Không qua mọi người đều tin tưởng, hai đại trùng tộc chiến tranh tiếp tục kéo dài, những này tối cao đẳng cấp trùng vương, cuối cùng sẽ lộ diện. Dưới mắt, đã có tam giai thiết bối đao lang cùng toàn thân kim chói tam giai cự phệ trùng gia nhập chiến đấu. Khiến Tiêu Phàm cảm thấy kinh ngạc, nơi này tam giai thiết bối đao lang, trên thân thể vẫn chưa xuất hiện từng vòng ngân sắc quang điểm. Cùng hắn linh thú điểm bên trong hai đầu tam giai con bọ ngựa.
hơi có chênh lệch, có lẽ đây là nhân công nuôi dưỡng cùng hoang dại con bọ ngựa tự nhiên khác nhau, cả hai thôn phệ đồ ăn có chút khác biệt. Tương đối mà nói, nuôi dưỡng thiết bối đao lang khí tức càng cường đại hơn. Qua nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm hao phí nhiều như vậy tinh lực đến cho thiết bối đao lang, gia tăng dinh dưỡng. Luôn luôn muốn đưa đến một chút tác dụng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, chủng tộc đại chiến càng ngày càng là thảm liệt. Mặc dù thiết bối đao lang cùng kim ngân trùng số lượng đều nhiều đến không thể đếm, mấy ngày sau, Tiêu Phàm cùng người vẫn là thấy rõ ràng, song phương đã đem sau cùng, đội dự bị, đều đầu nhập vào chiến trường. Đại chiến bắt đầu chuẩn bị kết thúc, đến lúc cuối cùng, đội dự bị, đều liều sạch sẽ về sau, trận này khoáng thế trùng chiến cũng liền không thể không kết thúc. Đến lúc đó, rất có thể không có bên thắng, nhưng mà kia lại là Tiêu Phàm bọn người nhất vui lòng nhìn thấy kết quả. Chỉ là, trên đời sự tình, không như ý người 89/10. Ngay tại Tiêu Phàm lòng tràn đầy khát vọng hai bầy côn trùng đồng quy vu tận thời khắc, hai loại hoàn toàn khác biệt âm thanh bén nhọn, đồng thời tại hai bên bầy trùng hậu phương phóng lên tận trời, vang vọng khắp nơi. Vừa nghe đến cái này hai tiếng rít lên, ngay tại không màng sống chết ác chiến đến cùng thiết bối đao lang cùng cự phệ trùng, đồng loạt ngừng lại, ngắn ngủi hỗn loạn về sau, đám trùng nhao nhao lui về phía sau. Tại tung hoành mấy chục bên trong trên chiến trường, vô số thiết bối đao lang cùng cự phệ trùng đã rảo cùng một chỗ, giết làm một đoàn. Dưới mắt lại nhìn cũng không nhìn đối phương một chút, phối hợp lui về sau. Không lâu sau đó, tàn dư côn trùng liền một lần nữa tách ra thành hai đại trận doanh. Cách xa nhau hơn trăm trượng, đối viên trận chân, từ xa nhìn lại, nguyên bản phô thiên cái địa, không thể nhìn thấy phần cuối trùng tộc đại quân, đã tổn thất 7-8/10, còn lại côn trùng một lần nữa bày trận, liền lộ ra thưa thớt. Trận thế kém xa lúc trước như vậy nghiêm chỉnh hùng vĩ, khí thế bên trên cũng kém rất nhiều. Mặc dù là vô tri vô biết xuẩn vật, thời gian dài như vậy chém giết xuống tới, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Lại là tiếng rít vang lên, hai bầy côn trùng đồng thời hướng hai bên tách ra, nhường ra một cái thông đạo. Trùng vương, chấm ngoặc kép, huyễn trong trận, vang lên trầm thấp tiếng kinh hô, chỉ thấy thiết bối đao lang đại trận bên trong, hai đầu to lớn linh trùng, hiện thân mà ra. Cái này hai đầu thiết bối đao lang thân thể đặc biệt to lớn, chừng dài hơn một trượng ngắn. Trong đó một đầu, bụng viên viên, so một đầu khác càng thêm to mọng một chút, đây là trùng cái. Một đầu khác cái đầu hơi nhỏ, chính là trùng đực. Cùng đại đa số bọ ngựa đồng dạng, thử bọ ngựa so hùng bọ ngựa hình thể phải lớn. Hai đầu to lớn thiết bối đao lang trên thân, đều lộ ra cực kỳ cường hoành khí tức, dù coi như cách xa như vậy, còn ẩn thân ở huyễn trong trận. Tiêu Phàm mấy người cũng không tự chủ được cảm thấy toàn thân hàn ý ứa ra. Không hề nghi ngờ, đây là hai đầu tứ giai trùng vương. Mặc dù chưa đạt tới tứ giai đại thành cảnh giới, nhưng cũng đã cực kỳ hung bạo cường hãn. Trọn vẹn 20-30 đầu tam giai con bọ ngựa, chen chúc tại hai đầu tứ giai trùng vương bên người, chúng tinh phủng nguyệt, chậm rãi hướng về phía trước mà đi. Lại xem xét kim ngân trùng bên kia, càng là làm người hít vào một ngụm khí lạnh. 8 đầu, cự phệ trùng vương. Lại có 8 đầu nhiều. So ra mà nói, cự phệ trùng vương hình thể, so sánh tứ giai thiết bối đao lang muốn nhỏ rất nhiều, ước chừng chỉ có dài 2 thước ngắn, toàn thân vàng óng ánh, so vàng dòng quang trẻ còn chói mắt hơn. Nhưng cự phệ trùng vương số đối cánh ve, lại là ngân sắc. Ngân quang sán lạn, toàn thân trên dưới, tựa như dùng nhất kim trúc thượng đẳng tỉ mỉ chế tạo thành. Bọn chúng bất động thời điểm, càng giống là từng cái hiện đại hóa công nghệ chế phẩm. Tinh xảo hoa mỹ. Đạt đến tại cực điểm, cái này 8 đầu cự phệ trùng vương, đều không ngoại lệ, đều có tứ giai trùng vương khí tức. Tại hơn 100 đầu kim sắc tam giai cự phệ trùng chen trúc dưới, tách ra kim ngân trùng bầy. Hướng về phía trước mà đi, chỉ chốc lát, song phương vương giả liền càng trận mà ra, đi tới lưỡng quân trận trước, cách xa nhau mấy trượng, không hẹn mà cùng ngừng lại. Gắt gao tiếp cận đối phương, nguyên bản còn có chút huyên náo song phương bầy trùng, nháy mắt đều yên tĩnh trở lại. Toàn bộ chiến trường không khí, phảng phất bỗng nhiên ngưng kết. Xem ra đây là quyết chiến, Ứng Linh Trạch thấp giọng nói. Đối đây, Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt đều không có phản bác. Mặc dù là trùng vương, chắc hẳn linh trí còn chưa khai hóa đến hiểu được đàm phán kỹ xảo trình độ. Vì để tránh cho toàn bộ trùng quần triệt để bị tiêu diệt. Song phương vương giả quyết một trận thắng thua, ngược lại là 10 điểm hợp lý chiến lược. Chỉ bất quá, tứ giai thiết bối đao lang chỉ có 2 đầu. Tứ giai cự phệ trùng vương lại có 8 đầu nhiều. Đề giai còn bọ ngựa có thể lấy một địch nhiều. Chẳng lẽ đến dạng này cao cấp bậc, cũng như trước vẫn là có thể lấy một địch nhiều. Sự thật rất nhanh liền giải đáp bọn hắn lo nghĩ. Không có rằng co, càng không nói nhảm,
quyết chiến ngay tại trong lúc lơ đãng bộc phát. Thư con bọ ngựa bỗng nhiên phát động, hướng một đầu xếp tại hàng trước nhất cự phệ trùng vương bổ nhào qua. Quả nhiên là nhanh hơn thiểm điện, ngay cả tu luyện thiên nhãn thần thông Tiêu Phàm, đều kém chút không thấy rõ ràng thư con bọ ngựa động tác, chỉ thấy một đạo dài đến hơn một trượng màu xám sắt đao mang, trong chớp nhoáng xẹt qua hư không, nháy mắt liền tới cự phệ trùng vương đỉnh đầu. Sau đó, cánh ve bay múa, như là thuần ngân chế tạo tinh xảo cánh ve, bỗng nhiên liền đừng xoắn thành mảnh vỡ, ở giữa không trung theo gió bay múa. Đây là ở giữa không dung chậm trong chốc lát, đầu kia cự phệ trùng vương cấp tốc trốn tránh, để qua bộ vị yếu hại, bằng không, bị cắt đứt liền không chỉ là cánh ve, mà là đầu của nó. Mặc dù là tứ giai cự phệ trùng vương, đơn thuần bằng vào thân thể, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi tứ giai con bọ ngựa chính diện cắt gọt. Dù là như thế, bị gọt sạch cánh ve cự phệ trùng vương không có thể phi hành, độ linh hoạt cùng tính cơ động đều muốn giảm bớt đi nhiều, ở sau đó chém giết bên trong. Đầu này cự phệ trùng vương tất sẽ thành thiết bối đao lang trọng điểm tiến công mục tiêu, vẫn lạc phong hiểm tăng nhiều. Thế nhưng cự phệ trùng vương cũng không cho không, mắt thấy đồng bạn ăn thiệt thòi, cái khác bảy con cự phệ trùng vương cũng không chút do dự nhào về phía trước, nháy mắt liền cùng hai đầu thiết bối đao lang chiến làm một đoàn. Thấy trùng vương đã tiếp chiến, chen chúc ở bên tam giai kỳ trùng, cũng nhao nhao bổ nhào mà trước, đao bổ miệng cắn, giết đến khó hòa giải. Mặc dù đám côn trùng này cấp bậc cao hơn, nhưng nếu luận chiến đấu, thưởng thức tính, lại còn không bằng vừa rồi đại binh đoàn hỗn chiến, đây mới thực sự là khí thế hùng vĩ, cảnh tượng hùng vĩ. Ngoài dữ liệu của mọi người chính là, trùng vương ở giữa cuối cùng quyết chiến, vẫn chưa tiếp tục thời gian quá dài. Ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua, quyết chiến liền có kết quả, ba đầu cự phệ trùng vương bỏ mình, bị thiết bối đao lang triệt để cắt thành mảnh vỡ. Nhưng mà, thiết bối đao lang lại cũng không là quyết chiến bên thắng, tương phản, bọn chúng là thất bại một phương. Đầu kia giống được tứ giai thiết bối đao lang, bị cự phệ trùng vương tươi sống cắn chết rồi. Còn lại thư con bọ ngựa cũng thụ thương không nhẹ. Bá, lại một đạo sắt ánh đao màu xám hiện lên, đầu thứ tư cự phệ trùng vương bị hết thảy vì hai. Đây là thư con bọ ngựa ở đây phiên quyết chiến bên trong ra một chiêu cuối cùng. Đánh chết đầu này cự phệ trùng vương về sau, thư con bọ ngựa lại không chần chờ, xoay người bỏ chạy. Còn lại vì số không nhiều mấy đầu tam giai con bọ ngựa, không hẹn mà cùng vì trùng vương đoạn hậu. Trong nháy mắt, thư con bọ ngựa thân thể cao lớn liền chui vào màu xám sắt con bọ ngựa trong đại quân, bị tàn dư thiết bối đao lang bao quanh bao vây lại, bảo vệ tại chính giữa vị trí. Toàn bộ thiết bối đao lang đại quân, chậm rãi hướng phía lúc đầu thối lui. Cự phệ trùng đại quân cũng không có đuổi theo. Cầm đánh tới mức này, song phương đều đã tình trạng kiệt sức, lại không có tiếp tục tác chiến thực lực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1226, điên cuồng kế hoạch. Để lại đầy mặt đất côn trùng tàn thi, bồn địa rốt cục an yên tĩnh. Tất cả cự phệ trùng đều trở về cự hình đống đất. Đỉnh núi huyễn trận vẫn không có triệt hồi. Huyễn trận bên trong cũng phi thường yên tĩnh. Mỗi người đều tại nghiêm túc suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể đem thiên diệu tiên tử từ cự phệ trùng trong địa bàn tiếp ứng ra. Mặc dù trải qua một trận sau đại chiến, cự phệ trùng thực lực giảm mạnh vô số cấp bậc, nhưng như cũng không phải ba người bọn họ có thể cứng rắn vượt qua. Vẻn vẹn còn lại bốn đầu cự phệ trùng vương, liền khó đối phó. Đáp bạn, ta cần phải biết, kia bốn đầu cự phệ trùng vương, đến cùng tại vị trí nào. Chốc lát, Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, trầm ngâm nói. Ứng Linh Trạch nói, dù coi như có thể vòng qua kia bốn đầu cự phệ trùng vương, cái khác cự phệ trùng, cũng khó đối phó. Tiêu Phàm không có lên tiếng, bất quá nhìn ra được, hắn rất kiên trì. Tốt a. Ta đi xem một chút, Ứng Linh Trạch lập tức đáp ứng. Ngay tại Ứng Linh Trạch muốn xuất phát thời khắc, Tiêu Phàm bỗng nhiên nói, thật xin lỗi, đáp bạn, ta nghĩ tạm thời thu hồi thổ ma ngẫu. Người cái này là ý gì? Ứng Linh Trạch thanh âm nghiêm túc, Tiêu Phàm khoát tay áo, nói, đáp bạn không nên hiểu lầm, ta chỉ là không nghĩ để đáp bạn đi mạo hiểm. Ứng Linh Trạch hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi xác định, tại địa phương quỷ quái này, cách xa như vậy, ngươi còn có thể điều khiển cỗ này ma ngẫu. Nếu như là tại địa phương khác, thần niệm chi lực không nhận áp chế, lấy Tiêu Phàm không dưới hậu kỳ đại tu sĩ thần thức, số trong vòng 10 dặm điều khiển thổ ma ngẫu, miễn cưỡng cũng có thể làm được. Nhưng ở cái này đại sa mạc Gobi khu vực trung tâm, đông cực từ quang cường đại như thế, thần niệm chi lực ly thể mấy chục trượng, đã là cực hạn. Không có người chỉ huy, thổ ma ngẫu mình nhiều nhất chỉ có thể hoàn thành đơn giản một chút nhiệm vụ. Trinh sát, định vị, phân tích, phức tạp như vậy hành vi. Tuyệt đối đã vượt qua thổ ma ngẫu năng lực bản thân bên ngoài.
Tiêu Phàm cười cười, nói, trừ chính ta, tại hạ còn có một cái dự bị nhân tuyển, Ứng Linh Trạch gì cùng dạng người. Trong lúc sửng sốt, liền minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, kinh ngạc nói, người muốn cho quỷ linh xuất mã. Đúng vậy, Oán Linh mặc dù vẫn còn khi còn bé, trí lực không tính quá cao, nhưng phụ thể tại thổ ma ngẫu trên thân, hoàn thành một cái nhiệm vụ trinh sát, hay là không thành vấn đề. Nói thật ra, Ứng Linh Trạch cố nhiên tự xưng nguyên thần cường đại, nhưng cũng tuyệt không dám cùng Oán Linh đồng thể. Bất kỳ tu sĩ nào nguyên thần tinh hồn, đối Oán Linh mà nói, đều là đại bổ chi vật. Cái này cũng không có thể nói đùa. Về phần Tiêu Phàm vì cái gì kiên trì muốn lấy Oán Linh thay thế Ứng Linh Trạch, tất cả mọi người không có vạch trần. Không hề nghi ngờ, tại dạng này thời khắc mấu chốt, Tiêu Phàm tình nguyện tin tưởng Oán Linh, chẳng khác nào là tin tưởng mình. Đối với Ứng Linh Trạch mà nói, lần này hành động thành công hay không? Đều dâu ria, hắn cùng Thiên Diệu tiên tử ở giữa, không có gì giao tình. Đối Tiêu Phàm đến nói, lại là chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Cho dù Âu Dương Minh Nguyệt cùng Ứng Linh Trạch tu vi cao hơn hắn, hành động lần này, cũng nhất định phải lấy Tiêu Phàm làm chủ. Những người khác chỉ có thể là phối hợp hắn. Được, Ứng Linh Trạch không thế nào do dự, cổ tay rung lên. Một khối màu đen ngọc bài trạng bảo vật nổi lên, lập tức một cỗ hắc vụ từ thổ ma ngẫu thể nội tuôn ra hiện ra, đảo mắt hóa vì một cái cao mấy tấc màu đen nguyên anh, thân thể nhoáng một cái, liền chui nhập màu đen ngọc bài bên trong, không thấy bóng dáng. Mặt này ngọc bài nhìn qua không chút nào thu hút, lộ ra đến khí tức lại là cực kỳ cường đại, rõ ràng là một kiện cực phẩm bảo vật. Bất quá lấy Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt ánh mắt, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra, đây là một kiện phụ trợ tính bảo vật, xem ra là Ứng Linh Trạch đã sớm vì chính mình chuẩn bị kỹ càng, lâm thời cung cấp nguyên anh cư trú bảo vật. Mắt thấy thọ nguyên sắp hết, Ứng Linh Trạch cũng không nguyện ý thật như vậy tọa hóa, cũng nên tìm kiếm nghĩ cách để cho mình lại sống thêm một chút thời gian. Âu Dương Minh Nguyệt nâng tay khẽ vẫy, đem ngọc bài giữ tại trong tay mình. Mất đi điều khiển thổ ma ngẫu ngơ ngác đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, Oán Linh biến thành tiểu niếp chạy ra, dính tại Tiêu Phàm trong ngực, chịu dụi sát, quả thực thân mật. Tiêu Phàm nhẹ khẽ vuốt vuốt Oán Linh đầu, miệng lẩm bẩm, tựa hồ đang lấy truyền âm cùng Oán Linh trò chuyện, trên thực tế, hai người thần thức sớm cũng đã bắt đầu giao lưu. Oán Linh đến cùng còn tại khi còn bé, Tiêu Phàm hướng nàng truyền đạt tin tức, tương đối mà nói, hay là hơi phức tạp chút, Oán Linh cần tìm chút thời giờ mới có thể chậm rãi lý giải. Trọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà quá khứ, Tiêu Phàm cái này mới nhẹ nhàng thở một hơi, làm bộ nhéo nhéo Oán Linh trắng trắng mập mập khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ cách đó không xa thổ ma ngẫu, nói một tiếng, đi thôi. Kỳ thật Oán Linh là hữu hình vô thể, tất cả thân mật động tác, cũng không thể tiếp xúc đến thực thể, chỉ có thể dựa vào ý niệm truyền lại. Oán Linh be be kêu to vài tiếng, đảo mắt hóa thành một đoàn mây xám, đem thổ ma ngẫu bao vây lại, trong chốc lát liền không xuống mổ ma ngẫu thể nội. Sau một khắc, thổ ma ngẫu ở trên mặt đất một quyển, hóa thành một cỗ cát vàng gió lốc, chui xuống dưới đất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Âu Dương Minh Nguyệt cùng Tiêu Phàm lẳng lặng đợi tại huyễn trong trận. Ngàn tỷ bên trong đồng hành, giữa bọn hắn đối thoại lại luôn rất ít, đa số thời điểm, đều là không nói một lời. Bất kỳ lần nào chờ đợi, đều là dài dằng dặc. Ngắn ngủi 30 phút sau quá khứ, thổ ma ngẫu liền lần nữa tại trong huyễn trận hiện thân mà ra, Tiêu Phàm lại phảng phất đợi đã lâu, âm thầm thở phào một cái. Mây xám lóe lên, Oán Linh biến thành tiểu niếp xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt, hai người phi tốc lấy thần niệm tiến hành giao lưu, chốc lát, Tiêu Phàm nói, đã xác định, Thanh Nhu ngay tại bồn địa trung ương, kia bốn đầu cự phệ trùng vương xào huyệt, ngay tại cách nàng ngủ đông chỗ không xa, cách xa nhau chỉ có mấy dặm xa. Âu Dương Minh Nguyệt song mi nhẹ nhàng nhau, khoảng cách gần như thế, làm cho bất luận cái gì lừa dối quá quan chiêu số đều trở thành không có khả năng. Côn trùng năng lực cảm ứng, ở xa nhân loại tu sĩ phía trên. Nếu không, lấy Thiên Diệu cung huyễn ảnh phân thân thần bí, Thiên Diệu tiên tử đã sớm thoát khỏi đám côn trùng này, tự hành chạy thoát. Người định làm như thế nào? Âu Dương Minh Nguyệt lạnh nhạt hỏi. Tại trước mắt loại tình hình này phía dưới, muốn cứu Thiên Diệu tiên tử, chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ nhất chính là thần không biết quỷ không hay hỗn đi vào, đem Thiên Diệu tiên tử tiếp ứng ra. Hiện tại sự thật đã chứng minh, con đường này hoàn toàn không thể được. Như vậy cũng chỉ còn lại có thứ hai con đường, đem tất cả cự phệ trùng đều giết sạch. Đây tuyệt đối là nằm mơ, mà lại là làm nằm mơ ban ngày. Bọn hắn dưới mắt chỉ cần tại bồn địa trung ương vừa hiện thân, sau một lát, liền sẽ trở thành cự phệ trùng trong bụng thức ăn ngon. Coi như vậy còn dư lại bốn đầu cự phệ trùng vương cùng bọn hắn gặp phải phệ linh trùng vương đồng dạng,
là, ngốc manh cục cưng, đần độn đưa đến trước mặt bọn hắn tới. Bọn hắn chỉ sợ cũng không có nắm chắc đem cái này bốn đầu trùng vương diệt sát. Hai loại trùng vương công kích cùng năng lực phòng ngự, hoàn toàn là một cái ngang nhau cấp. Tại Âu Dương Minh Nguyệt xem ra, lần này nghĩ cách cứu viện con đường, trên thực tế đã bị chắn chết rồi. Lấy thông minh của nàng cơ trí, cũng nghĩ không ra một cái đi hữu hiệu biện pháp tốt. Bất quá Âu Dương Minh Nguyệt lại cũng không nghĩ ra, Tiêu Phàm sẽ nói lời như vậy. Có lẽ chúng ta có thể nghĩ một chút biện pháp, để đám côn trùng này tự động tự giác, Thanh Thanh Nhu đưa ra tới. Tiêu Chân Nhân trầm ngâm, chậm rãi nói, nếu như Âu Dương Minh Nguyệt là địa cầu bên trên tiểu Mỹ Mi, lúc này muốn làm cũng chỉ có hai chuyện, một bên mãnh mắt trợn trắng, một bên đem để tay tại Tiêu Phàm trên trán, xác nhận hắn không có phát sốt nói mê sảng. Cứ việc Âu Dương Đại trưởng lão không có làm như thế, lại cũng không nhịn được khóe miệng lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc. Nhìn qua Tiêu Phàm, hy vọng hắn có thể có một cái giải thích hợp lý. Tiêu Phàm lại mảy may đều không có hầu ngôn loạn ngữ ý tứ, thần sắc 10 điểm nghiêm túc, thấp giọng nói, côn trùng mặc dù 10 điểm hung hãn, nhưng thần hồn của bọn nó chi lực lại cũng không cường đại. Điểm này, Âu Dương Minh Nguyệt cũng không phản đối, chỉ là lạnh nhạt nói, ngươi chẳng lẽ muốn lấy thần hồn chi lực khống chế nhiều như vậy côn trùng a? Côn trùng cố nhiên đầu não đơn giản, lại cũng không có nghĩa là bọn chúng rất tốt khống chế. Có cái thời điểm, càng là đầu óc đơn giản, càng là toàn cơ bắp, càng là phức tạp thần hồn, càng là dễ dàng khống chế. Bây giờ Thiên Diệu Tiên Tử bị vây ở cự phệ trùng trùng ổ trung tâm, khống chế mấy cái đê giai cự phệ trùng. Căn bản liền không có nổi chút tác dụng nào, trừ phi có thể khống chế kia bốn đầu cự phệ trùng vương. Nhưng mà thông qua ngoại lực cứng như vậy sinh sinh đi khống chế bốn đầu cự phệ trùng vương thần thức, dù là ngươi thần niệm chi lực mạnh hơn, cái kia cũng tuyệt đối không thể. Mấu chốt nhất một điểm ngay tại ở, ngươi không có cách nào tới gần cự phệ trùng vương. Tiêu Phàm không để ý đến Âu Dương Minh Nguyệt trong giọng nói ẩn giấu mỉa mai chi ý, rất chân thành nói, xuyên thấu qua ngoại lực đi đồng thời khống chế bốn đầu cự phệ trùng vương, đương nhiên không có khả năng. Nhưng nếu như, có thể làm cho bọn chúng đem mồi nhử nuốt vào, vậy thì có biện pháp. Âm ma ngẫu, Âu Dương Minh Nguyệt khóe miệng mỉa mai chi ý, nháy mắt ẩn liếm không gặp, đôi mi thanh tú có chút dương lên. Lấy Âu Dương đại trưởng lão cơ trí, Tiêu Phàm đã đem lời nói được như thế minh bạch, nơi nào sẽ còn không nghĩ ra Tiêu Phàm kế hoạch. Đúng, chính là âm ma ngẫu. Âm ma ngẫu là linh quan môn linh tu luyện chế ra đến, chuyên môn khống chế thần hồn tà vật. Bây giờ lại may mắn thế nào biến thành oán linh con rối. Đương nhiên, oán linh không phải vu linh truyền thừa. Vẻn vẹn chỉ là đem âm ma ngẫu xem như đồ chơi, muốn để âm ma ngẫu một lần nữa phát huy ra ban đầu công hiệu, từ không có khả năng. Chỉ bất quá, côn trùng chung quy là côn trùng, không phải thần hồn chi lực tu sĩ loài người mạnh mẽ. Dù coi như là tương đương với nhân loại nguyên anh tu sĩ tứ giai trùng vương, linh trí cũng 10 điểm thấp, thần hồn chi lực không mạnh. Để uy lực lớn ngã đã biến thành oán linh đồ chơi âm ma ngẫu đi khống chế nhân loại nguyên anh tu sĩ, kia là si tâm ảo tưởng. Nhưng nếu như tại điều kiện thích hợp tình huống dưới, lại không phải không có khả năng khống chế lại trùng vương. Kế hoạch này nhìn qua cực kỳ hoang đường, quả thực chính là nói đùa. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là tình huống trước mắt dưới, duy nhất có thể thực hiện chi đạo. Kia mồi nhử là cái gì? Âu Dương Minh Nguyệt lại nhẹ giọng hỏi. Cự phệ trùng mặc dù không có gì không thôn phệ, nhưng chúng nó thực đơn bên trong, hẳn là không bao gồm âm ma ngẫu dạng này quỷ vật. Thiết bối đao lang, Tiêu Phàm trả lời. Như trước vẫn là như vậy lời ít mà ý nhiều. Bình thường thiết bối đao lang, kia mấy đầu cự phệ trùng vương ngay cả chính mắt cũng không sẽ nhìn một chút. Âu Dương Minh Nguyệt nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Ta biết, Tiêu Phàm khẽ gật đầu một cái, đáp, có thể đánh động cự phệ trùng vương, chỉ có tứ giai thiết bối đao lang. Nếu như là cái khác đẳng cấp thiết bối đao lang, chỉ có cự phệ trùng vương đời đời con cháu đi đối phó. Hiện tại vấn đề duy nhất là, thiết bối đao lang mảy may cũng không so cự phệ trùng dễ đối phó. Trên lý luận, có thể bắt lấy tứ giai thiết bối đao lang, liền có thể bắt lấy cự phệ trùng vương, cả hai độ khó cùng tính nguy hiểm, là đồng dạng, không có gì khác nhau. Chương 1227, Hồn Diệt. Cùng cự phệ trùng khác biệt, thiết bối đao lang có một cái 10 điểm đặc biệt đặc tính, loại này côn trùng đều là song sinh. Một đực một cái, tướng hài đến già, nếu như trong đó một con chết rồi, một cái khác cũng sống không lâu lâu. Trầm mặc một lát. Tiêu Phàm hay là giải thích một chút thiết bối đao lang đặc tính. Âu Dương Minh Nguyệt khuôn mặt có chút động, mặc kệ nàng cỡ nào cường thế, cỡ nào cao cao tại thượng, trên bản chất nàng hay là nữ nhân. Nghe tới như thế thê mỹ, tình yêu cố sự cũng không khỏi động dung.
nhưng, thiết bối đao lang loại này, đến chết cũng không đổi, tình yêu, cùng Tiêu Phàm trước mắt muốn chuẩn bị sự tình, có liên quan gì. Cho nên, còn lại một con kia tứ giai con bọ ngựa, mặc dù không có chiến tử tại chỗ, nhưng ngay lúc đó liền muốn an bài giải quyết tốt hậu quả. Cần phải có mới thiết bối đao lang đến kế thừa vua của nó vị, tiếp tục thống lĩnh toàn bộ bầy trùng. Dựa theo lệ cũ, bị tuyển định mới trùng vương, muốn thôn phệ lão trùng vương. Tiêu Phàm thấp giọng nói, đây đều là trùng vương trên bí kíp ghi lại, Đào Thiên Thu năm đó thế nhưng là đem cái này thiết bối đao lang xem như lớn nhất đòn sát thủ đến nuôi dưỡng, đối thiết bối đao lang tập tính, hiểu phi thường thấu triệt. Thì tính sao, Âu Dương Minh Nguyệt nhịn không được truy vấn. Tiêu Phàm liền cười, tiếu dung rất nhạt, nói ta cũng nuôi một đôi thiết bối đao lang, cấp bậc không tính thấp, có lẽ có thể tới cái vàng thau lẫn lộn, tiếp cận đầu kia trùng vương. Chỉ cần đầu kia trùng vương đối ta côn trùng không có tâm phòng bị, tin tưởng rất dễ dàng đem âm ma ngẫu trồng vào trong cơ thể của nó. Quả thật như thế, kế hoạch này coi như thành công hơn phân nửa. Còn lại kia bốn đầu cự phệ trùng vương, chắc hẳn sẽ đối đầu này tứ giai con bọ ngựa cảm thấy rất hứng thú, một khi cảm ứng được khí tức của nó, sẽ không chút do dự lao ra, lại quyết nhất tử chiến. Âu Dương Minh Nguyệt khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, từ tốn nói, người cái này vô cực truyền nhân, trên thân còn mang theo cái này rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chấm ngoặc kép, thật là làm cho người không tưởng tượng được. Tại Âu Dương Minh Nguyệt, Minh Nguyệt ấn tượng bên trong, vô cực môn là chính thống nhất chính đạo truyền thừa, trong môn tu sĩ cấp cao, từng cái lập thân nghiêm cẩn, làm sao lại giống Tiêu Phàm đồng dạng, nuôi dưỡng lấy nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ sự vật. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thể nhoáng một cái. Bỗng nhiên từ trong huyễn trận đi ra ngoài, thổ ma ngẫu đi sát đằng sau tại phía sau hắn. Tiêu Phàm trực tiếp hướng bổn địa trung ương đi đến, mục tiêu của hắn là trên chiến trường đầy đất đều là côn trùng hài cốt. Nguyên bản vô luận là cự phệ trùng hay là thiết bối đao lang, đều là đại ăn hàng, chỉ cần có cơ hội, liền tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể ăn đồ ăn, lại càng không cần phải nói tử địch thi hài. Kia càng là bọn hắn thích nhất đồ vật, chỉ bất quá vừa rồi đại chiến thực tại kịch liệt, bất kỳ cái gì một đầu côn trùng, đều đằng không ra thời gian đi quét dọn chiến trường, có lẽ người bên này vừa mở ăn, sau một khắc liền thành cái khác côn trùng bữa ăn ngon. Tiêu Phàm không thế nào phí sức, liền tìm được đầu kia tứ giai hùng con bọ ngựa hài cốt. Như vậy to lớn một đầu trùng vương, thân dài vượt qua một trượng, giờ phút này còn lại hài cốt cũng không phải rất nhiều, hỗn chiến bên trong, còn là bị ăn hết tuyệt đại bộ phân. Cự phệ trùng quả nhiên không hổ là số một ăn hàng. Cũng may Tiêu Phàm chỉ cần có như thế một điểm còn lại hài cốt liền đầy đủ. Dựa theo trùng vương bí kíp ghi lại bí pháp, Tiêu Phàm có nắm chắc từ những này hài cốt bên trong rút ra ra hùng con bọ ngựa tinh hoa, để tứ giai thư con bọ ngựa cảm nhận được hùng con bọ ngựa khí tức. Chủ động hướng hắn tới gần, may mắn vẫn chưa kinh động đống đất bên trong cự phệ trùng. Vừa rồi trận kia ác chiến, cự phệ trùng cũng đã sức cùng lực kiệt, chỉ cần Tiêu Phàm không phải tới cửa khiêu khích, đám trùng cũng không thèm để ý. Hai ngày sau, Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt xuất hiện tại phía tây một chỗ trong sơn cốc. Cùng Đông Bình Hoang Nguyên địa phương khác khác biệt, nơi này thế mà tương đối mát mẻ, là đại sa mạc Gobi bên trong hiếm thấy ẩm ướt chỗ. Thiết bối đao lang đại bản doanh ngay ở chỗ này. Đối Tiêu Phàm tiến hành đây hết thảy, Âu Dương Minh Nguyệt tựa hồ biểu hiện ra ý tò mò. Đối vị này Hạo Thiên Tông đại trưởng lão mà nói, loại tình hình này cực kỳ hiếm thấy. Bất cứ lúc nào chỗ nào, Âu Dương Minh Nguyệt đầu tiên liền muốn cân nhắc đến mình cao thượng thân phận. Bất quá tại cái này dị giới tha hương, chỉ có nàng cùng Tiêu Phàm đồng hành, giống như cũng không cần quá giảng cứu. Từ khi Tiêu Phàm vì nàng chữa thương qua đi, nàng cùng Tiêu Phàm quan hệ trong đó, phảng phất cũng lên một chút cực kỳ biến hóa vi diệu. Dù sao kia là Âu Dương Minh Nguyệt lần đầu cùng một cái nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, đồng thời còn cho phép hắn chạm đến trên người mình bộ vị nhạy cảm. Mặc dù là vì chữa thương cho nàng, sự cấp tòng quyền, nhưng loại này khoảng cách gần tiếp xúc cuối cùng vẫn là phát sinh qua. Tiêu Phàm kế hoạch áp dụng phải cực kỳ thuận lợi, Oán Linh vẫn như cũ là kế hoạch này người chấp hành. Duy chỉ có nàng có thể thao túng thổ ma ngẫu vô thanh vô tức xâm nhập đến thiết bối đao lang đại bản doanh khu vực hạch tâm, tiếp cận đầu kia tứ giai thư con bọ ngựa. Tại thổ ma ngẫu linh thú điểm bên trong, mang theo Tiêu Phàm nuôi dưỡng hai đầu tam giai thiết bối đao lang. Cái này hai đầu thiết bối đao lang trên thân, đều nhiễm phải từ tứ giai hùng con bọ ngựa hài cốt bên trong rút ra tinh hoa, khí tức cực kỳ nồng đậm, đủ để mê hoặc cái khác con bọ ngựa, bao quát đầu kia tứ giai thư con bọ ngựa. Trừ cái đó ra, cái này hai đầu tam giai con bọ ngựa thể nội, còn ký phụ lấy bốn cỗ âm ma ngẫu. Âm ma ngẫu bản thân liền là tà khí biến thành, ký phụ tại thiết bối đao lang thể nội,
hoàn toàn là thần không biết quỷ không hay. Dù coi như là lực lượng thần thức người cực kỳ mạnh loại nguyên anh tu sĩ, cũng khó có thể phát giác, chớ đừng nói chi là linh trí thấp, chỉ có thể bằng bản năng làm việc côn trùng. Vì thận trọng lý do, Tiêu Phàm còn là để phân phó oán linh, để nàng tận khả năng tiếp cận đầu kia tứ giai thư con bọ ngựa, lại đem hai đầu tam giai con bọ ngựa phóng xuất. Một khi tình hình không đúng, kia liền lập tức đem hai đầu tam giai con bọ ngựa thu hồi lại, lại cái khác nghĩ cách. Cũng đừng mất cả trì lẫn trài. Oán linh cơ hồ hoàn mỹ chấp hành Tiêu Phàm kế hoạch, trực tiếp liền đem hai đầu tam giai con bọ ngựa đưa đến đầu kia tứ giai thư con bọ ngựa ở hang động. Mặc dù nơi đây đông cực từ quang cực kỳ cường đại, thổ ma ngẫu thuật độn thổ cũng nhận cực lớn áp chế, nhưng chậm rãi từ lòng đất quá khứ, còn có thể làm được. Hai đầu tam giai con bọ ngựa trên thân mãnh liệt đến cực điểm khí tức, làm cho cái khác tất cả con bọ ngựa đều lặng yên đợi tại mình trong huyệt động, không có khởi xướng bất luận cái gì công kích. Sự thật chứng minh, Đào Thiên Thu trùng vương trong bí kíp ghi lại có quan hệ thiết bối đao lang đặc tính, phi thường đáng tin cậy. Đầu kia tứ giai thư con bọ ngựa đối trên thân nhiễm lấy bạn lữ khí tức hai đầu tam giai con bọ ngựa, không có chút nào kháng cự chi ý, dễ như trở bàn tay để oán linh đem bốn cô âm ma ngẫu đưa vào trong cơ thể của nó. Tứ giai con bọ ngựa tinh hồn cố nhiên xa so bình thường trùng tộc phải cường đại hơn nhiều, nhưng cùng oán linh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, nhất là bị âm ma ngẫu xâm nhập thể nội, oán linh cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền đem tứ giai thư con bọ ngựa tinh hồn diệt sát đi. Chỉ có thể diệt sát, không thể điều khiển. Mặc dù có cổ tịch ghi chép, trời sinh quỷ linh sau trưởng thành, có được có thể khống chế người khác thần hồn quảng đại thần thông, nhưng kia cũng chỉ là truyền thuyết. Mà lại oán linh cách trưởng thành còn kém xa lắm, không có khả năng có loại này nghịch thiên bản sự. Bất quá Tiêu Phàm cần, vốn là chỉ là tứ giai thư con bọ ngựa thể xác, không phải thần hồn của nó. Thả ra thổ ma ngẫu về sau, Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt liền tại sơn cốc một bên trên sườn núi, lặng lặng chờ. Ước chừng hai canh giờ trôi qua, thổ ma ngẫu phá đất mà lên, theo tay run một cái. Từ chữ vật vòng tay bên trong bay ra một đầu to lớn côn trùng, lẳng lặng nằm ở thổ ma ngẫu dưới chân, thần thái dữ tợn đáng sợ. Chính là đầu kia đã bị hồn diệt tứ giai thư con bọ ngựa, bất quá thể nội lộ ra khí tức, vẫn như cũ thập phần cường đại, khiến Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt trong lòng đều không tự chủ được run lên. Nhìn qua đầu này to lớn linh trùng, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng mấp máy kiểu diễm bờ môi. Trong mắt lóe lên một vòng sáng sắc, không nghĩ tới Tiêu Phàm cái này nghe vào cực kỳ hoang đường kế hoạch. Vậy mà thật áp dụng phải thuận lợi như vậy. Việc này không nên chậm trễ, lấy được tứ giai thư con bọ ngựa thể xác, Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt liền là lên đường. Trở về cự phệ trùng ở bồn địa, lại là hai ngày sau, hoàng hôn, màu xám bầu trời càng thêm trở nên u ám. Bồn địa bên trên âm phong trận trận, to lớn tứ giai thư con bọ ngựa lẳng lặng nằm ở bồn địa trung ương, đối mặt với kia cái này đến cái khác cao lớn đống đất, thể nội lộ ra cực kỳ cuồng bạo thích sát khí. Lấy Tiêu Phàm khu trùng thuật, muốn triệt để kích phát thư con bọ ngựa thể nội ẩn chứa ngang ngược khí tức. Cũng không phải là việc khó gì, khiến người ta cảm thấy bên trên, cảm thấy đầu này con bọ ngựa thậm chí so lúc trước còn muốn càng thêm cường đại mấy phân. Đương nhiên, cái này cũng có cái thời gian hạn chế. Thiết bối đao lang mới chết chưa lâu, lấy bí thuật còn có thể kích phát ra trong cơ thể nó khí tức cuồng bạo, một lúc sau, coi như khó mà làm được. Oán linh điều khiển thổ ma ngẫu. Liền mai phục tại tứ giai con bọ ngựa thi hải phía dưới, khống chế giấu ở con bọ ngựa thể nội bốn cô âm ma ngẫu. Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt thì vẫn tại lần trước quan chiến trên đỉnh núi, bày ra huyễn trận, để tránh gây nên cự phệ trùng hoài nghi. Tứ giai con bọ ngựa vừa hiện thân, toàn bộ cự phệ trùng xào huyệt lập tức liền trở nên rung động bất an. Trong lúc này, Tiêu Phàm cũng thoảng qua có mấy phân khẩn trương. Kế hoạch này cuối cùng có thể thành công hay không? Liền nhìn kia bốn đầu cự phệ trùng vương có phải là sẽ mắc lừa. Vạn nhất Tiêu Phàm dự đoán sai lầm, cự phệ trùng vương cũng không hiện thân, chỉ là phái một đám tử tôn hậu bối đi ra nghênh chiến, Tiêu Phàm một phen khổ tâm, coi như tất cả đều uổng phí, hết thảy đều phải một lần nữa chuẩn bị. Không có động tĩnh, cự phệ trùng xào huyệt mặc dù rung động bất an, cũng không có côn trùng lao ra nghênh địch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Phàm nội tâm cũng một chút xíu mà trở nên càng thêm nôn nóng bất an. Mặt trời chiều ngã về tây, bồn trên không trung cuối cùng một tia sáng cũng nhanh biến mất, sắp lâm vào triệt để đen trong bóng tối. Ngay tại Tiêu Phàm càng thêm nôn nóng thời điểm, cự phệ trùng xào huyệt rốt cục có động tĩnh. Một mảnh u ám dưới bầu trời, xuất hiện bốn cái cự trùng thân ảnh, trên lưng ngân chói cánh ve không ngừng vỗ, từ xào huyệt chỗ sâu bay ra, toàn thân kim quang lóng lánh. Tiêu Phàm thở phào một hơi, hắn thấy rõ ràng,
chính là kia bốn đầu cự phệ trùng vương. Bọn chúng cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi tứ giai con bọ ngựa, dụ hoặc cùng khiêu khích, khí thế hùng hổ, bổ nhào mà tới. Nhất là khiến Tiêu Phàm yên tâm chính là, chỉ bốn đầu trùng vương, cũng không có cái khác, tùy tùng, gã sai vặt. Xem ra côn trùng thế giới cũng rất giảng cứu, phong độ thân sĩ. Vương đối vương, sau đó, Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt việc cần phải làm liền đơn giản, chỉ cần trốn ở huyễn trong trận, thưởng thức một màn kịch là được. Trên thực tế cái này xuất diễn cũng không có gì tốt thưởng thức. Bốn đầu cự phệ trùng vương vừa thấy được tử địch đang ở trước mắt, không chút do dự, trực tiếp xông lên đến liền cắn. Thư con bọ ngựa không có nửa điểm phản kháng, nhiệm vụ của nó, liền là tới nơi này để cự phệ trùng thôn phệ. Bốn đầu cự phệ trùng vương không có gặm ăn bao lâu, liền bỗng nhiên đình chỉ động tác, xoạch, vài tiếng, từ thiết bối đao lang thân thể to lớn bên trên ngã rơi xuống đất, phần bụng chỉ lên trời, không nhúc nhích. Chỉ trong nháy mắt, bốn cô âm ma ngẫu hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chương 1228, trùng phùng. Tốt, đại công cáo thành, ngay cả nhất quán chấn định tự nhiên, hỉ nộ không lộ Tiêu Phàm đều không chịu được hoan hô ra tiếng. Lúc này thu huyễn trận, bước nhanh về phía trước. Mặc dù vẫn chưa gặm ăn bao lâu thời gian, tứ giai thiết bối đao lang thân thể to lớn, hay là mất đi gần một nửa nhiều. Bốn đầu cự phệ trùng vương tựa hồ cộng lại cũng không có có một đầu tứ giai con bọ ngựa lớn như vậy, cái này khẩu vị thật đúng là một điểm nghiêm túc, ngạnh sinh sinh gặm được cái này rất nhiều huyết nhục. Bất quá Tiêu Phàm coi trọng nhất linh trùng nội đan vẫn đang. Đây chính là hắn nuôi dưỡng thiết bối đao lang ngày sau thăng cấp trọng yếu nhất vật đại bổ. Lại thêm bốn đầu cự phệ trùng vương tinh hoa, Tiêu Phàm tin tưởng, thiết bối đao lang hẳn là có rất lớn tỷ lệ trực tiếp bước vào tứ giai tiêu chuẩn, nếu không được, đạt đến tại tam giai cảnh giới đại thành là khẳng định không có vấn đề. Nguyên bản muốn lấy âm ma ngẫu đối phó những này tứ giai trùng vương, cơ vốn thuộc về si tâm ảo tưởng, bất quá cơ duyên xảo hợp chính là, vừa lúc đang nơi này đụng phải hai bầy linh trùng đại chiến, tử thương thảm trọng, nhất là hai đầu tứ giai con bọ ngựa chiến tử một đầu, lúc này mới cho Tiêu Phàm thời cơ lợi dụng. Mặc kệ là vận khí cũng tốt, cơ duyên cũng được, tổng kế hoạch thuận lợi đạt thành, làm cho Tiêu Phàm vui vẻ vô hạn. Tiêu Phàm thần niệm khẽ động, bốn đầu ngửa mặt chỉ lên trời không nhúc nhích cự phệ trùng vương trong chớp nhoáng lật người lại, răng nanh đóng mở, phát ra răng rắc khủng bố thanh âm, phảng phất một lần nữa sống lại. Mặc dù lấy âm ma ngẫu khống chế bốn cỗ trùng thi làm ra tinh xảo động tác 10 điểm khó khăn, nhưng chỉ là đơn giản chung quanh đi tiến vào, vấn đề ngược lại cũng không lớn. Mời đại trưởng lão ở đây vì ta lược trận, tại hạ đi một chút sẽ trở lại. Tiêu Phàm quay người đối Âu Dương Minh Nguyệt nói. Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, ta và ngươi đi vào chung. Vạn nhất có cái gì dị thường, tương hỗ cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiêu Phàm trần chờ nói, hay là mời đại trưởng lão ở chỗ này vì tại hạ lược trận khá tốt, tung có dị thường, đại trưởng lão cũng có thể tiếp ứng tại hạ. Âu Dương Minh Nguyệt ngậm miệng lại, cái cằm có chút dương lên, lại không đưa một từ. Tiêu Phàm liền buồn bực một chút, làm sao những nữ nhân này, một cái so một cái cố chấp, ngẫm lại cũng không kỳ quái. Vô luận là Thiên Diệu Tiên Tử hay là Âu Dương Minh Nguyệt, ai không phải một phái chi tôn, cao cao tại thượng, được vạn người ngưỡng mộ đại tu sĩ. Để dạng này nữ nhân như là tiểu cô nương, ngoan ngoãn nghe lời. Tiêu chân nhân còn phải luyện thêm một chút bản sự, kỳ thật hai người đều quá lo. Có bốn đầu cự phệ trùng vương tùy hành hộ giá, bọn hắn tiến vào cự phệ trùng tổ huyệt khu vực trung ương, không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, càng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tất cả cái khác cự phệ trùng đều ngoan ngoãn đợi tại sào huyệt của mình bên trong, không có chút nào dị động. Lấy đám côn trùng này linh trí, bọn chúng cũng quả quyết phát giác không được, giờ này khắc này. Bọn chúng trùng vương đã thành bốn cỗ khôi lỗi, điều khiển tại nhân loại tu sĩ trên tay. Một đường thông suốt, thẳng tới cự phệ trùng sào huyệt chính giữa. Tại một cái tiểu thổ sơn trước mặt dừng bước. Ở đây sao? Âu Dương Minh Nguyệt song mi cau lại, hỏi. Cho tới nay, mặc nàng lực lượng thần thức mạnh hơn, cũng chỉ có thể cảm nhận được bốn phía vô số cự phệ trùng khí tức. Mảy may cũng không cảm ứng được Thiên Diệu Tiên Tử thần hồn ấn ký. Mặc dù Âu Dương Minh Nguyệt đối Tiêu Phàm cũng không nghi ngờ, lại cũng rất muốn mắt thấy mới là thật. Liền tại bên trong, chúng ta đi vào đi. Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, tay trái bấm quyết. Miệng lẩm bẩm, thân thể nhoáng một cái. Liền tại biến mất tại chỗ không gặp. Âu Dương Minh Nguyệt theo sát phía sau, thi triển thuật độn thổ, tiến vào thổ trong lòng núi. Tiêu Phàm đem oán linh cùng thổ ma ngẫu lưu tại bên ngoài, để tùy thời khống chế kia bốn đầu cự phệ trùng vương. Miễn cho xảy ra bất trắc, tòa này thổ sơn không lớn, sau một lát, Tiêu Phàm liền tới đến trong một cái hang đá.
Cái này hang đá tựa hồ cùng lòng đất một chỗ nhiệt độ cao chỗ tương liên, trong động nhiệt độ không khí rất cao, khô ráo vô so. Tiêu Phàm tự nhiên lập tức liền hiểu được, Thiên Diệu tiên tử vì sao lại lựa chọn cái này hang đá ẩn thân. Hết thảy chủng loại, đều thích âm u ẩm ướt hoàn cảnh. Cái này hang đá âm u là đủ âm ám, lại quá khô ráo, nhiệt độ quá cao, cự phệ trùng không thích hoàn cảnh như vậy. Thiên Diệu tiên tử mới lấy ở đây ẩn núp đến nay, không bị côn trùng phát hiện. Theo hang đá một mực hướng xuống, trọn vẹn một hơn trăm trượng, trong động nhiệt độ cao hơn, càng thêm khô ráo, ngay cả trong động vách đá, sờ lên đều rất phỏng tay. Lại trước tiến vào vài chục trượng, Tiêu Phàm nhẹ nhàng dừng bước, đáy mắt lục mang lấp lánh, thẳng tắp tiếp cận phía trước một chỗ vách đá. Nhìn qua, chỗ kia vách đá cùng trong động cái khác vách đá giống nhau như đúc, nhan sắc hình thái hoàn toàn nhất trí. Âu Dương Minh Nguyệt xa xa dừng lại, nhàn nhạt nhìn xem bên này. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc một cái ống tay áo, một cỗ không gian chi lực tuôn ra, đối diện vách đá bỗng nhiên phát ra một trận gợn nước dập dờn, dần dần tan biến tại vô hình, lộ ra một cái bệ đá, trên bệ đá, một tên áo đen váy đen nữ tử ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, uyển như lão tăng nhập định, không nhúc nhích. Chính là Thiên Diệu tiên tử. Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở phào một cái, bước nhanh đến phía trước, năm ngón tay như vòng, từng đạo chân nguyên pháp quyết đánh vào đến Thiên Diệu tiên tử thể nội. Lấy Tiêu Phàm ánh mắt, tự nhiên liếc thấy được đi ra, Thiên Diệu tiên tử loại trạng thái này chính là tiến vào sâu nhất quy tức cảnh giới, thân thể hết thảy khí quan đều đình chỉ hoạt động, là sâu nhất trạng thái chết giả. Dạng này trạng thái cơ hồ có thể giấu qua tất cả địch nhân thần thức điều tra, nhất là linh trí không cao, thần niệm chi lực không mạnh trùng loại, dù là cùng Thiên Diệu tiên tử gần trong gang tấc cũng phát giác không được. Nhưng dạng này trạng thái chết giả, cũng có một chỗ tuyệt đại tệ nạn, đó chính là nếu như không có ngoại lực tỉnh lại lời nói, quy thức người bản nhân là không cách nào tự hành thức tỉnh. Có thể nói, đây đã là nhất triệt để tìm đường sống trong chỗ chết. Thiên Diệu tiên tử đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào Tiêu Phàm trên thân. Tại nàng ở sâu trong nội tâm 10 điểm xác định, mặc kệ Tiêu Phàm ở nơi nào, cũng mặc kệ có bao nhiêu gian nan hiểm trở, đều nhất định sẽ chạy tới nơi này đến tỉnh lại nàng. Mà Tiêu Phàm xác thực cũng không có cô phụ nàng. Hơn 10 đạo pháp quyết đánh nhập thể nội về sau, một tiếng, Thiên Diệu tiên tử như là đại mộng mới tỉnh, chậm rãi mở ra một đôi mắt đẹp, nhàn nhạt nhìn về phía Tiêu Phàm, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra một tia cực kỳ nhạt ý cười, tựa như thâm cốc u lan, một chút xíu nở rộ ra, kiều mị đến cực điểm. Không đợi Thiên Diệu tiên tử mở miệng nói chuyện, Tiêu Phàm bỗng nhiên tiến lên hai bước, giang hai cánh tay, đem Thiên Diệu tiên tử mềm mại thân thể ôm tiến vào trong ngực, ôm quá chặt chẽ cũng không tiếp tục chịu buông ra. Hoàn toàn không để ý Âu Dương Minh Nguyệt ngay tại cách đó không xa nhìn xem. Thiên Diệu tiên tử tự nhiên cũng nhìn thấy Âu Dương Minh Nguyệt, trắng nõn gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên hiện lên hai bôi đỏ ửng, nhưng lại chưa dãy dụa, mặc cho Tiêu Phàm ôm, chốc lát, chậm rãi duỗi ra tinh xảo hai tay, cũng ôm Tiêu Phàm. Thật dài tiệp mau lóe lên, ánh mắt từ Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt rời, mí mắt rủ xuống. Âu Dương Minh Nguyệt lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, không nhúc nhích, không nói một lời, chỉ bất quá, lại hé mở hàm răng, nhẹ khẽ cắn chặt mình kiều diễm môi dưới. Đại trưởng lão cắn xuống môi biên độ cực ít, cơ hồ hoàn toàn nhìn không ra. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Tiêu Phàm mới buông hai cánh tay ra, tại Thiên Diệu tiên tử gương mặt trắng noãn bên trên hôn khẽ một cái, thấp giọng nói, đi thôi. Nơi thị phi, không nên ở lâu. Chấm ngoặc kép, Thiên Diệu tiên tử khẽ vuốt cằm, nhẹ nhàng trả lời một tiếng. Từ đầu đến cuối, cũng không hỏi qua, Tiêu Phàm là thế nào đến nơi đây. Tựa hồ Tiêu Phàm có thể xuất hiện ở đây, chính là thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên. Có thể bị nữ nhân của mình như thế tin tưởng vô điều kiện, cũng là lớn lao vinh quang. Bất quá Tiêu Phàm xác thực xứng đáng loại này tín nhiệm. Âu Dương Minh Nguyệt xoay người rời đi, từ đầu đến cuối, không có cùng Thiên Diệu tiên tử nói qua nửa chữ. Ngươi làm sao nàng rồi? Bỗng nhiên, Tiêu Phàm vang lên bên tai Thiên Diệu tiên tử truyền âm thanh âm, ngữ khí bình thản, lại mang theo chất vấn chi ý. Tiêu Phàm không khỏi nở nụ cười khổ, nữ nhân giác quan thứ 6 thực tế quá mạnh, mạnh đến Tiêu Phàm hoàn toàn không dám tin. Cứ như vậy, hai nữ nhân ở giữa một câu đều không có trò chuyện qua, thậm chí chỉ là xa xa liếc nhau một cái, thế mà liền gây nên Thiên Diệu tiên tử hoài nghi. Kỳ thật có quan hệ Tân Lâm, Cơ Khinh Sa, Trần Dương, Uyển Thiên Thiên đám người tình huống, Tiêu Phàm đều từng tại trong lúc lơ đãng cho Thiên Diệu tiên tử nhắc qua, Thiên Diệu tiên tử không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa hồ đây hết thảy đều cùng nàng không có có liên quan gì. Mà bây giờ, chợt đối Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt quan hệ trong đó biểu thị đặc biệt chú ý.
Có lẽ, là bởi vì Âu Dương Minh Nguyệt thân phận địa vị cho phép. Không thế nào, chỉ là chữa thương cho nàng. Chốc lát, Tiêu Phàm hay là thành thành thật thật đáp. Ừm, Thiên Diệu tiên tử nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Lại nhẹ nhàng vươn tay, cầm Tiêu Phàm tay. Thật giống như mới biết yêu tiểu cô nương, mười ngón quấn dao, chăm chú chế trụ. Tiêu Phàm thoảng qua sững sờ ngơ ngác một chút. Thiên Diệu tiên tử như thế chủ động, đây là lần đầu. Dù coi như tại Long Tuyền Thành, hai người hoàn hảo một lần kia, mặc dù cũng là Thiên Diệu tiên tử chủ động, nhưng Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, cùng hiện tại là khác biệt. Một lần kia, hoặc nhiều hoặc ít còn có chút bị buộc bất đắc dĩ thành phần ở bên trong, cũng coi là sự cấp tòng quyền. Mà lại là chân chính chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Từ đó về sau, Thiên Diệu tiên tử liền khôi phục đối với hắn lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng, hai người lại không từng thân cận qua. Nhìn dặm đồng hành, cũng may mà Tiêu chân nhân tốt định lực. Bất quá ngẫu nhiên lăn lộn khó ngủ, lại là khó tránh khỏi. Mà bây giờ, Thiên Diệu tiên tử lại chủ động cầm tay của hắn. Một loại không giống bình thường cảm giác khác thường, nháy mắt chảy khắp Tiêu Phàm toàn thân. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn cùng Thiên Diệu tiên tử quan hệ trong đó, mới xem như phát sinh biến hóa về chất. Thiên Diệu tiên tử từ bên trong ra ngoài, đều đem mình xem như Tiêu Phàm nữ nhân. Chỉ bất quá ngay sau đó, Tiêu Y Thánh liền bệnh nghề nghiệp phát tác, hạo nhiên chính khí lập tức đưa vào Thiên Diệu tiên tử thể nội, bắt đầu điều tra tình hình của nàng, song nghi có chút nhau. Thiên Diệu tiên tử mặc dù không thế nào thụ thương, thể nội chân nguyên lại tiêu hao phải cực kỳ lợi hại, đoán chừng tại cái này đại sa mạc Gobi chỗ sâu, bị vô số kỳ trùng dị thú truy sát, nàng cũng không có thời gian đả tọa điều tức, khôi phục nguyên khí. Tựa hồ cảm nhận được Tiêu Phàm lo lắng, Thiên Diệu tiên tử nhẹ nói, không sao, chỉ cần phục mấy viên thuốc chính là, không có thương tổn đến bản nguyên. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, cũng không nói nhiều, xoay tay phải lại, lập tức thuốc mùi thơm khắp nơi, một viên hỏa hồng đan dược bóp tại hai chỉ ở giữa, đưa cho Thiên Diệu tiên tử. Thiên Diệu tiên tử nhàn nhạt cười một tiếng, tiếp tới, ngửa cổ một cái, đem đan dược nuốt xuống. Giữa hai người cái này liên tiếp tiểu động tác, nhưng lại không biết phía trước Minh Nguyệt đại trưởng lão phải chăng có phát giác. Chương 1229, đường ranh giới. Tình không nghìn dặm, trường thiên một bích, nước biển xanh thẳm, như là nguyên một khối to lớn phỉ thúy. Một chiếc cỡ lớn hắc ngọc tàu cao tốc, chính phi hành tại phỉ thúy eo biển trên không, hướng xa xa sắc trời đảo mau chóng đuổi theo. Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu tiên tử sóng vai đứng đang tàu cao tốc thuyền trên đầu, đọc đã mắt hải thiên thịnh cảnh, lòng dạ có chút thư sướng. Trong bất chi bất giác, đến thất dạ giới đã nhiều năm, vẻn vẹn từ Lôi Linh đảo tiến về Đông Bình Hoang Nguyên một cái qua lại, chính là 3-4 năm. Mấy năm ở giữa, dõi mắt chỗ đến, nhìn thấy đều là tối tăm mờ mịt bầu trời, buông xuống mây xám, không khí ngột ngạt đến cực điểm. Trước mắt loại này bầu trời xanh nghìn dặm mỹ cảnh, thực tế là đã lâu. Bọn hắn lần này là tiến về Thiên Quang Thành. Thiên Quang Thành, sắc trời đảo, sắc trời biển, là một đạo đường ranh giới. Sắc trời biển phía tây, là chính đạo tông môn khống chế địa bàn, sắc trời biển lấy đông, thì là ma đạo tà tu thiên hạ. Tại thất dạ giới, chính đạo tông môn thế lực kém xa tít tắp ma đạo quỷ tu, nhiều năm qua, vì sinh tồn, chính đạo tông môn đều ngoài dự liệu đoàn kết nhất trí, cùng ma đạo quỷ tu kháng không tướng hạ. Sắc trời đảo là sắc trời biển lớn nhất hòn đảo, Thiên Quang Thành, dĩ nhiên chính là sắc trời hải vực lớn nhất thành trì. Thiên Quang Thành là một cái tự do, mở ra mậu dịch thành thị. Tại Thiên Quang Thành, không có chính ma nói khu phân, chỉ có thương gia cùng khách hàng. Vì giữ gìn bình thường giao dịch trật tự, Thiên Quang Thành nghiêm cấm báo thù ẩu đả. Bao nhiêu năm rồi, Thiên Quang Thành trật tự đều tương đối tốt, rất ít phát sinh, ác tính vụ án, đây hết thảy, đều bái Thiên Quang Lão Tổ ban tặng. Tên như ý nghĩa, Thiên Quang Lão Tổ là Thiên Quang Thành đứng đầu một thành, cũng là Thiên Quang Thành tốt đẹp trật tự trung cực người bảo vệ. Mặc kệ là chính đạo còn là ma đạo tu sĩ. Bình thường đều muốn cho Thiên Quang Lão Tổ mấy phần mặt mũi, dù coi như là mạnh nhất mấy đại tông môn, tùy tiện cũng không muốn đắc tội Thiên Quang Lão Tổ. Nguyên nhân cũng không phức tạp, mỗi một thời đại Thiên Quang Lão Tổ đều là ngộ linh kỳ tu sĩ. Từ đó có thể biết, Thiên Quang Lão Tổ cũng không phải là đời đời truyền lại, không có cái kia cái tông môn dám cam đoan mỗi một thời đại đều có thể xuất hiện ngộ linh kỳ tu sĩ. Ngay cả đã từng danh xưng Nam Châu Đại Lục chính đạo thứ nhất tông vô cực môn, cũng làm không được. Mỗi một thời đại Thiên Quang Lão Tổ nhất định là ngộ linh kỳ tu sĩ, truy cứu nguyên nhân, ở chỗ Thiên Quang Thành tình huống đặc biệt, bất kể là ai. Muốn đảm nhiệm Thiên Quang Thành chủ, đều nhất định phải có ngộ linh kỳ tu vi mới có thể có cường đại như vậy lực trấn nhiếp,
trấn nhiếp chính ma hai đạo những cái kia đau đầu, không tại Thiên Quang Thành nháo sự. Vì như thế, mới có thể bảo chứng Thiên Quang Thành tự do, mở ra, trung lập Mậu Dịch Thành thị địa vị siêu phàm. Không có khoan kim cương, liền không ôm đồ sứ sống. Yếu một điểm, coi như tiếp nhận Thiên Quang Thành chủ, cũng tuyệt đối ngồi không vững vị trí này. Lấy một thành chi lực, ngạnh sinh sinh đem chính ma hai đạo ngăn cách ra, bãi binh ngừng chiến nhiều năm. Không có một thân bản lĩnh thật sự, sớm đã bị ăn đến xương cốt không còn sót lại một chút cặn dưới. Thất dạ giới chính ma hai đạo xung đột, xa so toa ma giới Nam Châu Đại Lục muốn tấp nập được nhiều, qua nhiều năm như vậy. Lẫn nhau ở giữa đánh trận, cơ hồ liền không có hoàn toàn lắng lại qua. Khác nhau chỉ để ý xung đột quy mô, nhưng ở sắc trời biển hải vực, từ đầu đến cuối đều là bình thản. Chính ma hai đạo muốn giao chiến, cũng tránh đi sắc trời biển, tại địa phương khác đánh. Cũng là không hoàn toàn là bởi vì Thiên Quang lão tổ trấn nhiếp, mà là vô luận chính đạo còn là ma đạo. Đều cần như thế một hai nơi trung lập khu vực tồn tại, tốt trao đổi lẫn nhau cần vật liệu cùng những vật khác. Có đôi khi, song phương giao chiến muốn ngừng chiến giảng hòa, đàm phán địa điểm cũng tuyển tại Thiên Quang Thành. Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử chạy tới Thiên Quang Thành, thì là bởi vì quẻ tượng chỉ dẫn. Một năm trước, Tiêu Phàm, Thiên Diệu Tiên Tử, Âu Dương Minh Nguyệt cùng thần toán Tử Ứng Linh Trạch rốt cục cùng cái khác đồng bạn tụ họp, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít thụ chút tổn thương, cũng may đều chưa từng tổn thương tại yếu hại, an dưỡng điều tức mấy tháng, cơ bản đều khôi phục đỉnh phong thời kỳ tiêu chuẩn. Lúc này, có một tên y thánh đồng hành chỗ tốt liền nổi bật ra. Tại an dưỡng điều tức mấy tháng này bên trong, Thiên Diệu Tiên Tử không còn cùng Tiêu Phàm ở riêng, mà là cùng cái khác song tu bạn lữ đồng dạng, công nhiên ở cùng một chỗ, song túc song phi. Thiên Diệu Tiên Tử cũng thay đổi trước kia đối Tiêu Phàm cự chi ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng, chân chính đem mình xem như Tiêu Phàm bạn lữ, thỉnh thoảng chung phó vu sơn, tận hưởng cá nước thân mật. Đối với Tiêu Phàm đến nói, đây tuyệt đối là không tưởng được đại thu hoạch. Mấy tháng về sau, mọi người rốt cục an dưỡng điều tức hoàn tất, ngũ hành thần toán góp đủ, cùng một chỗ xem bói. Quẻ tượng biểu hiện, chạm tiếp theo mục đích, tại Thiên Quang Thành. Thế là liền hướng Thiên Quang Thành chạy đến. Trước mắt Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử cưỡi chiếc này màu đen thuyền ngọc, chính là Thiên Quang Thành, giao thông công cộng tàu cao tốc tại sắc trời trên biển qua lại. Sắc trời biển mặc dù chưa nói tới cỡ nào rộng lớn vô ngần, ngự khí phi hành, cũng có chút hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực. Loại này cỡ lớn tàu cao tốc, như là địa cầu lên phi cơ xe lửa, bất kể là ai, chỉ cần trả tiền liền có thể cưỡi. Tiêu Phàm hai người cưỡi chính là tốc độ phi hành nhất nhanh, cưỡi thoải mái dễ chịu độ cao nhất đầu cùng tàu cao tốc, tự nhiên giá tiền cũng là cực quý, tu sĩ tầm thường thanh toán khoản này linh thạch, thật đúng là có chút đau lòng. Cho nên chiếc này màu đen tàu cao tốc bên trên ngồi 30 dư vị khách nhân, đều là có phần có thân gia nhân vật như bức, cấp bậc thấp nhất cũng là trong kim đan kỳ trở lên, đa số là kim đan hậu kỳ cùng nguyên anh sơ kỳ tu vi. Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử liền đem tu vi của mình áp chế ở nguyên anh sơ kỳ tả hữu. Ngày thường hành tẩu giang hồ, dạng này cảnh giới đã đầy đủ trấn nhiếp tiêu nhỏ, không dám sinh sự từ việc không đâu, nhưng lại không đến mức quá trương dương, phi thường phù hợp. Một đường đi tới, cơ hồ không có gặp được phiền toái gì, thuận lợi cực kỳ. Chỉ có Tiêu Phàm hai người ngồi ở này chiếc tàu cao tốc bên trên, Âu Dương Minh Nguyệt, đại lãnh chúa bọn người, phân biệt cưỡi cái khác tàu cao tốc. Đây cũng là đề bên trong phải có chi ý. Nhiều như vậy dị giới tu sĩ cấp cao giả trang thất dạ giới tu sĩ hành động, hay là tận lực không muốn tụ cùng một chỗ tốt, mặc dù Thiên Diệu Tiên Tử truyền thụ cho dịch dung bí thuật thần bí khó lường, mục tiêu quá lớn vẫn như cũ dễ dàng lộ hãm. Chia ra hành động, có thể giảm mạnh bại lộ khả năng. Nếu thật là một hai người bị thất dạ giới bản thổ tu sĩ nhìn thấu, những người khác còn có thể nghĩ biện pháp cứu viện. Một nhóm 10 người đều là kinh nghiệm phong phú giang hồ lão điểu, dạng này thường thức tự nhiên đều là có được. Liệt liệt trong gió biển, Thiên Diệu Tiên Tử váy áo tung bay, đẹp không sao tả xiết, từ bóng lưng của nàng nhìn, mấy tháng này tựa hồ thoảng qua mượt mà ba phân, càng thêm hiển lộ rõ ràng ra thành thục thiếu phụ mê người phong vận. Dù coi như là tu vi tinh thâm hậu kỳ đại tu sĩ, trước hôn nhân cùng cưới sau khác nhau hay là có một chút. Thời tiết sáng sủa, phong cảnh tươi đẹp, đa số khách nhân đều không có đợi tại gian phòng của mình, mà là ngồi tại trong khoang thuyền, hoặc tự uống một mình, hoặc xì xào bàn tán. Hoặc cao đàm khoát luận, ngược lại là một phái bình an hy thả thịnh thế bộ dáng. Bất quá bọn hắn lời đàm luận đề, phần lớn cùng đã bắt đầu giao diện đại chiến có quan hệ. Từ bọn hắn đàm trong lời nói, Tiêu Phàm hai người biết được, giao diện thông đạo như trước vẫn là đơn hướng, trưng tập không ít trận pháp tông sư, hết ngày dài lại đêm thâu bày trận, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất,
đem đơn hướng thông nói biến thành song hướng thông nói. Trước mắt tại tòa ma giới bên kia chiến cuộc như thế nào, thất dạ giới không người biết được, chỉ có thể bằng suy đoán. Nhưng trước mắt không gian thông đạo vẫn vận hành bình thường, không có bị phá hủy, chỉ ít có thể nói rõ, không gian thông đạo bên kia, bãi cát trận địa, vẫn như cũ một mực khống chế tại thất dạ giới đại quân trong tay, tòa ma giới các tu sĩ cũng không thể phản công tới. Mà tại cái này ngắn ngủi trong vòng mấy năm, thất dạ giới đã liên tục chiêu mộ ba nhóm đại quân, liên tục không ngừng mang đến tòa ma giới, lấy tiến một bước mở rộng ưu thế. Trong đó mấy tên ma tu, đều ma quyền sát trưởng, hưng phấn không hiểu, nhao nhao biểu thị, lần này tại Thiên Quang Thành đổi được mình cần thiết vật liệu, luyện chế ra lớn uy lực pháp bảo về sau, liền muốn theo quân xuất chinh, tiến về tòa ma giới đại chiến một trận, hung hăng phát một phen phát tài, nói không chừng có thể được tu sĩ cấp cao thưởng thức, khiến tiến giai cơ sẽ gia tăng thật lớn. Theo bọn hắn nghĩ, đánh trận mới là mau lẹ nhất, làm giàu chi đạo, cũng là trở nên nổi bật nhanh nhất đường tắt. Cái này giao diện, từ xưa tới nay, vẫn luôn ở vào trạng thái chiến tranh, bọn hắn chiến tranh ý thức, nhưng so Nam Châu Đại Lục tu chân giới phải mạnh mẽ phải nhiều. Tin tức như vậy, Tiêu Phàm bọn hắn mấy tháng trước liền nghe tới không ít, cũng tịnh không 10 điểm để ý. Mặc dù thất dạ giới đủ cường đại, mà lại là có chuẩn bị mà chiến, đánh đòn phủ đầu, nhưng tòa ma giới bên kia, cũng không phải mặc người nắm quả hồng mềm, trận đại chiến này vừa mới bắt đầu, còn có đánh. Tiêu Phàm không phải chiến tranh cuồng nhân, nhưng người ta nhất định phải đánh, lại cũng sẽ không phòng thủ mà không chiến. Chân chính để hắn cùng Thiên Diệu Tiên Tử đều có phần cảm thấy hứng thú, là mấy tên ma người ngẫu nhiên trò chuyện lên một đề tài. Cái này mấy tên ma trên thân người khí tức giống nhau, rất rõ ràng là đến từ cùng một chủng tộc, tu vi cao nhất có Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới, thấp nhất cũng có Kim Đan hậu kỳ, tựa hồ là cùng một môn phái hoặc là gia tộc tu sĩ. Tên kia Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, ngược lại là uy nghiêm nặng nề, mười phần thận trọng, lời nói không nhiều, ngồi ở chỗ đó, chỉ là ngẫu nhiên nâng chung trà lên uống một ngụm. Nhưng một tên trẻ tuổi Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, tựa hồ là hắn trực hệ vãn bối, lại là cái hoạt bát tính tình. Ngũ thúc, nghe nói, thủy tổ thánh địa lại khác thường tượng phát sinh. Chấm ngoặc kép, Kim Đan hậu kỳ tu sĩ nhìn về phía Nguyên Anh trung kỳ ma nhân, có chút hưng phấn nói. Ồ, ngươi nghe ai nói, nguyên bản uy nghiêm nặng nề Nguyên Anh trung kỳ ma nhân, vội vã đặt chén trà xuống, kinh ngạc hỏi. Cái khác mấy tên ma nhân cũng đều dựng thẳng lên lỗ tai, trên mặt lộ ra lại là ngạc nhiên lại là thần sắc hưng phấn. Hắc hắc, tất cả mọi người nói như vậy. Bọn hắn nói, thủy tổ thánh địa lần này dị tượng, cùng mấy vạn năm trước một lần kia giống nhau như đúc, khả năng thủy tổ đại nhân muốn tự mình giáng lâm chúng ta thất dạ giới. Chấm ngoặc kép, Kim Đan hậu kỳ tu sĩ kìm lòng không đặng thấp giọng, thần thần bí bí nói, thậm chí còn nhìn không được nhìn chung quanh, tựa hồ sợ bị người khác nghe tới. Nói bậy, Nguyên Anh trung kỳ ma người nhất thời sầm mặt lại, trách mắng. Đúng vậy a, thất lang, cái này làm sao có thể? Thủy tổ đại nhân thế nhưng là trời sinh thánh linh, sớm đã phi thăng lên giới, làm sao có thể tự mình giáng lâm? Mặc dù thủy tổ đại nhân thần thông cái thế, nhưng cái này giao diện chi lực đối thánh linh áp chế, cũng là không như bình thường. Liền xem như mấy vạn năm trước một lần kia, cũng vẻn vẹn chỉ là thủy tổ đại nhân một sợi phân thần hàng thế. Tự mình giáng lâm, giao diện chi lực tuyệt đối vượt qua không được. Ngươi hay là không muốn nghe người khác nói hưu nói vượt, bảo sao hay vậy? Một tên khác Nguyên Anh sơ kỳ ma nhân cũng nói, mặt mũi tràn đầy xem thường. Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử liếc nhau, trong mắt đồng thời cực nhanh hiện lên một vòng vẻ ngưng trọng. Chương 1230, thời cơ ở đâu? Thiên Quang Thành quy mô không nhỏ, lại cũng không lộ ra như thế nào hùng vĩ hùng vĩ. Tòa này nổi tiếng bên ngoài thành trì, tường thành ra ngoài ý định thấp bé, thậm chí còn không như thoi đưa ma giới vắng vẻ ma diễm thành. Thành trì trên không, theo thường lệ có cấm bay cấm chế, nhưng vừa nhìn liền biết chỉ là ý tứ một chút, Kim Đan kỳ tu sĩ liền có thể tùy tiện xé rách cấm chế này, phá không mà đi. Trong thành khắp nơi là nhà cao tầng, lần thứ chất so, tại không trung từ xa nhìn lại, phố lớn ngõ nhỏ bên trong người đến người đi, phi thường náo nhiệt, cả tòa thành thị đều lộ ra một cỗ, hiện đại, khí tức, thương nghiệp không khí cực kỳ nồng hậu dày đặc. Cái này vốn là một cái mậu dịch tự do thành thị. Tiêu Phàm bỗng nhiên nhẹ nhàng cảm khái một câu, tòa thành thị này, cho hắn hết sức quen thuộc thậm chí là cảm giác thân cận. Đến dị thế giới lâu như vậy, Thiên Quang Thành là cùng địa cầu thành phố lớn nhất tương tự dị giới thành trì. Thiên Diệu Tiên Tử ngẩng thanh tú vũ mị gương mặt, cảm thấy kinh ngạc dò xét hắn một chút, tựa hồ có chút không rõ, Tiêu Phàm đến cùng tại cảm khái cái gì. Tiêu Phàm chỉ là cười cười, đưa tay vuốt vuốt nàng tóc dài đen nhánh.
Sau một canh giờ, Hắc Ngọc tàu cao tốc rốt cục đến Thiên Quang Thành, tại một ngọn núi cao bên trên ngừng lại, những khách nhân đi xuống tàu cao tốc, riêng phần mình lái độn quang, hướng phương hướng khác nhau bay đi. Thiên Quang Thành mặc dù là mậu dịch tự do thành thị, nhưng trong thành hay là một cách tự nhiên chia mấy cái khu vực. Thành Tây là tu sĩ chính đạo khu tụ tập, Đông Thành thì là ma đạo quỷ tu khu tụ tập, hai thành chỗ giao giới, thì là mảng lớn phường thị cùng cửa hàng, cùng một chút cần thiết công cộng công trình. Thành chủ Thiên Quang lão tổ phủ đệ, cũng ở trong thành khu. Mà lại là tại thành trì trên đường trục trung tâm, kịch bên trong xây lên, biểu hiện lão tổ đối với người nào đều là đối xử như nhau, công bằng. Ngày bình thường, tu sĩ chính đạo tại thành Tây phường thị ra vào, ma đạo quỷ tu thì tại Đông Thành đi dạo. Đa số thời điểm, hai thành phường thị liền có thể thỏa mãn đại bộ phận phân tu sĩ nhu cầu. Chỉ có tại riêng phần mình khu vực không cách nào thỏa mãn nhu cầu tu sĩ, mới có thể hướng trong thành khu hội tụ, tại kia lân thứ chất so phường thị trong cửa hàng lưu luyến quên về. Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử trực tiếp đi thành Tây. Thiên Diệu Tiên Tử tu luyện công pháp, ngược lại không có bao nhiêu chính tả chi phân, nhưng Tiêu Phàm tu luyện hạo nhiên chính khí. Lại là nhất đường hoàng chính đại chính đạo truyền thừa. Mặc dù trải qua tỉ mỉ che giấu, tiến vào Thiên Quang Thành, tự nhiên hay là đợi tại thành Tây càng thêm đáng tin cậy. Chí ít tại thành Tây, sẽ không khiến cho người khác bất luận cái gì hoài nghi. Tại thành Tây, là Tiêu Phàm lần đầu thấy được thất giả giới tu sĩ chính đạo, nhìn qua, cùng Nam Châu Đại Lục người trong chính đạo. Không hề khác gì nhau, vô luận là tác phong làm việc, công pháp truyền thừa hay là trên thân lộ ra khí tức, đều không kém bao nhiêu. Bất quá, trong thành tu sĩ từng cái thần sắc nghiêm trọng, đến đi vội vàng. Còn lâu mới có được ngày thường loại kia nhàn nhã bầu không khí. Điểm này, Tiêu Phàm ngược lại là có thể lý giải. Đều tại chuẩn bị chiến đấu, thất dạ giới chính ma hai đạo cứ việc như nước với lửa, xưa nay không hòa hợp, nhưng bây giờ giao diện đại chiến mở ra. Lại rốt cục toàn diện ngưng chiến bãi binh, thay đổi đầu mâu. Nhất trí đối ngoại, tại phương diện này, thất dạ giới chính đạo tông môn chưa hẳn liền so ma đạo tông môn muốn bao nhiêu mấy phân gánh nặng trong lòng, thậm chí không ít chính đạo tông môn so ma đạo tông môn còn càng thêm tích cực. Những năm gần đây, chính đạo tông môn giới hạn trong thực lực. Đa số đều bị quản chế tại ma đạo quỷ tu, địa vực chật hẹp, tài nguyên bần cùng, tông môn phát triển nhận nghiêm trọng hạn chế, không ít rất có thiên phú đệ tử. Bởi vì tài nguyên tu luyện không đủ, cuối cùng đều không thể tiến thêm một bước, chỉ có thể ôm hận mà kết thúc. Bây giờ giao diện đại chiến bộc phát, có lẽ có thể từ toa ma giới thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn cũng chưa biết. Mà lại, tại giao diện đại chiến bên trong, chính đạo tông môn tu sĩ so ma đạo tông môn tu sĩ tính nguy hiểm muốn cao hơn nhiều. Bởi vì bọn hắn nhân số ít, thực lực yếu, một khi tại toa ma giới gặp được trọng đại nguy hiểm, thực lực cường đại ma đạo tông môn là tuyệt sẽ không đối bọn hắn thân xuất viện thủ. Ngược lại sẽ rất tình nguyện nhìn thấy bọn hắn bị toa ma giới tu sĩ tiêu diệt. Muốn tại giao diện đại chiến bên trong mạng sống, còn phải dựa vào chính mình, kể từ đó, chuẩn bị chiến đấu làm việc liền càng thêm không qua loa được. Giao diện đại chiến chưa chính là khởi động lại trước đó, Thiên Quang Thành các lớn phường thì các cửa hàng lớn trải sinh ý liền ngày càng nóng nảy, khai chiến về sau, sinh ý nâng cao một bước, tốt có phải hay không? Thành Tây mỗi một nhà cửa hàng đều đầu người chen chúc, rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt. Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử cũng không ngoại lệ, nhất tô hạ Lạc Chân động phủ, lập tức liền vai sóng vai gia nhập vào, dạo phố, trong đại quân, tại thành Tây trong các cửa hàng này tiến vào kia ra, lưu luyến quên về. Trước đó, bọn hắn cũng đã tại những thành thị khác thu thập không ít kỳ chân dị bảo, linh quả linh thảo, nhưng mà kia cũng là tại ma đạo quỷ tu khống chế khu vực, chỗ thu thập được đồ vật đa số đều mang theo ma đạo tà khí, đối với Tiêu Phàm đến nói, tính thực dụng không phải quá mạnh. Còn tốt hắn là vị lang trung, đa số mang theo ma đạo tà khí linh quả linh thảo, có thể dùng đến làm thuốc. Nếu như là hắn nhà mình sử dụng, thật đúng là không dùng được nhiều như vậy. Bây giờ thật vất vả đuổi tới nơi đây, Tiêu Phàm đương nhiên phải trắng trợn thu mua một phen. Liên tiếp nửa tháng trôi qua, Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử cơ hồ đi dạo thành Tây gần một nửa cửa hàng, lại tham gia hai cái cỡ nhỏ giao dịch hội, hai người lớn có sở hoạch. Nhất là ở phía sau một lần giao dịch hội bên trên. Tiêu Phàm vậy mà đập tới một chi ngân quang tê sừng tê. Ngân quang tê sừng tê, có không ít công dụng, trong đó lớn nhất công dụng chính là chế tác ngân quang tê phù bút, chính là gần với kim phù bút bảo bối. Cái này ngân quang tê sừng tê mặc dù tồn thế niên đại xa xưa, bởi vì đảm bảo đúng phương pháp, lại còn bảo trì 6-7 thành linh lực, mặc dù đã không tính là nhất thượng đẳng vật liệu, nhưng dùng để chế phù bút lời nói, linh lực mạnh,
vẫn như cũ ở xa Tiêu Phàm trước mắt sử dụng thanh quang tê phù trên ngòi bút. Thiên phù lá, ngàn linh huyết, kim phù bút, là chế tác trên nhất cùng linh phù tốt nhất tổ hợp. Trong đó lại lấy kim phù bút hiếm có nhất, bây giờ Tiêu Phàm trong tay, thiên phù diệp kỷ hồ có thể vô hạn cung ứng, ngàn linh huyết cũng còn có không ít, lại lấy được ngân quang tê sừng tê, có thể luyện chế ra một chi thượng đẳng ngân phù bút, so sánh với kim phù bút cố nhiên còn kém xa, nhưng cũng là khó gặp. Có cái này ba loại luyện chế ra đến phù lục, uy lực tự nhiên sẽ nâng cao một bước. Tiêu Phàm thậm chí luyện chế lại một lần hai tấm chân nguyên phù, trồng vào đến đan điền của mình trong khí hải. Ba tấm chân nguyên phù, hắn đã dùng xong hai tấm, chỉ có một chương vẫn còn tiếp tục thai nghén. Cái này hai tấm chân nguyên phù trồng xuống, mấy chục năm về sau, một khi hút no bụng chân nguyên chi lực, uy lực mạnh, quả thực không cùng luân so. Sau đó, hai người bắt đầu tiến về trong thành khu, đi đi dạo nơi đó phường thị cửa hàng. Trong thành khu phường thị cửa hàng, cùng khu Tây Thành phường thị cửa hàng, có một cái rõ rệt khác biệt, đó chính là khu Tây Thành cửa hàng. Đa số là cửa hàng chuyên doanh, tựa hồ mỗi cái cửa hàng lão bản đều tôn trọng, bởi vì chuyên nghiệp cho nên xuất sắc câu nói này. Mà trong thành khu cửa hàng, thì lấy tính tổng hợp chiếm đa số. Cơ hồ mỗi cái cửa hàng quy mô đều rất lớn, như là từng cái tu chân giới, siêu thị, hàng đầy đủ, bao la muôn vàn. Mặc kệ là chính đạo vật phẩm còn là ma đạo bảo vật. Những cửa hàng này bên trong đều có bán ra. Lại là nửa tháng trôi qua, Tiêu Phàm chữ vật vòng tay bên trong linh thạch dần dần giảm bớt, bọc hành lý lại phong phú, tâm tình có chút vui vẻ. Chỉ bất quá, Tiêu Chân Nhân say mê dạo phố, làm không biết mệt, những người khác nhưng không có hắn hảo tâm như vậy thái. Một ngày này, ở trong thành khu một nhà cửa hàng lớn trải trong mật thất, tâm bảo đoàn, mọi người bao quanh ngồi vây quanh, đa số đều song mi cau lại, tựa hồ có phần có tâm sự. Đây là tầm bảo đoàn, đến Thiên Quang Thành về sau, lần đầu toàn thể tụ hội. Nguyệt tiên tử, chúng ta lại tới đây đã một tháng, không thu hoạch được gì. Quẻ tượng bên trên, nhưng còn có cái khác chỉ dẫn. Trầm mặc chốc lát, đại lãnh chúa Càng Triển rốt cục trước tiên mở miệng. Vuốt vuốt dưới hàm sợi dâu, trầm ngâm hỏi. Bọn hắn nghìn dặm xa xôi đuổi tới cái này Thiên Quang Thành tới. Cũng không phải vì dạo phố mua sắm, tại cái này dị giới tha hương, coi như đãi đến lại nhiều đồ tốt. Nếu như tìm không thấy thiên hương ngọc lộ, chẳng khác nào là uổng phí công phu. Mọi người tại chỗ, nhưng có mấy vị đều hao không nổi quá nhiều thời gian. Không có, Âu Dương Minh Nguyệt trả lời chắc chắn cực kỳ giản lược, ngữ khí bình thản, sắc mặt càng thêm bình thản. Đại lãnh chúa không khỏi nhíu mày, thần sắc có chút không vui. Áo trắng cuồng ma Tây Môn ngạo nhịn không được nói, đại trưởng lão, lời này nói thế nào? Lúc trước nếu là các ngươi nói quẻ tượng chỉ hướng Thiên Quang Thành, chúng ta đoàn người không nói hai lời liền theo đến. Bây giờ đến địa phương này, trong mỗi ngày chính là đi lung tung, một điểm manh mối đều không có. Khó nói chúng ta một mực tại nơi này rông dài không thành. Huệ Thiên Hào lạnh lùng nói, quẻ tượng chỉ dẫn, cũng không phải đại trưởng lão một người thôi diễn, là năm người đồng thời thôi diễn. Bây giờ xuất hiện sai lầm, chẳng lẽ muốn đại trưởng lão một người giải đáp a? Tây Môn Ngạo lạnh cười nói, ban đầu là ai nói muốn lấy nàng làm chủ. Bây giờ mang theo đoàn người đi tiến vào ngõ cụt, lập tức liền thanh trách nhiệm đẩy lên người khác trên đầu rồi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Huệ Thiên Hào lập tức giận tím mặt, giận đùng đùng tiếp cận Tây Môn Ngạo. Áo trắng cuồng ma tự nhiên không sợ hãi chút nào, hung dữ nhìn thẳng hắn. Âu Dương Minh Nguyệt liếc Tây Môn Ngạo một chút, lạnh nhạt nói, Tây Môn đạo hữu hiểu được xem bói thuật tính toán a. Hừ, Tây Môn Ngạo dùng cái mũi trùng điệp cho Âu Dương Minh Nguyệt một cái trả lời chắc chắn. Đã đạo hữu không hiểu được thuật bói toán, lại sao có thể biết, chúng ta đã đi tiến vào ngõ cụt. Quẻ tượng chỉ dẫn chúng ta đến đây Thiên Quang Thành, khẳng định là không sai. Về phần thời cơ chưa xuất hiện, kia chỉ là bởi vì canh giờ chưa tới thôi. Tây Môn đạo hữu cần gì phải như thế nóng lòng. Âu Dương Minh Nguyệt thanh âm vẫn như cũ nhu và bình tĩnh, không có chút nào không vui chi ý. Vậy xin hỏi Âu Dương đạo hữu, chúng ta rốt cuộc muốn cùng tới khi nào? Tây Môn Ngạo tức giận mà hỏi thăm. Không biết, Âu Dương Minh Nguyệt vẫn như cũ lời ít mà ý nhiều đáp. Đã quẻ tượng là như thế chỉ dẫn, như vậy tại thời cơ xuất hiện trước đó, chúng ta đều chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Lần này mở miệng, thì là Tiêu Phàm, thân là ngũ hành thần toán một viên, hắn đương nhiên phải giúp đỡ Âu Dương Minh Nguyệt. Chờ đợi, chẳng lẽ 3 năm 5 năm cái kia cái gọi là thời cơ không xuất hiện, chúng ta liền đợi 3 năm 5 năm. 10 năm 8 năm không xuất hiện, liền chờ thêm 10 năm 8 năm. Áo trắng cuồng ma lạnh lùng hỏi ngược lại, đúng, Tiêu Phàm cũng chỉ về hắn một chữ, người tu chân,
vừa đả tọa chính là mấy năm, mười mấy năm, thậm chí lâu mấy chục năm, dù coi như thật chờ thêm 10 năm 8 năm, cũng chỉ bình thường mà thôi. Hừ, các ngươi chờ đến, ta Tây Môn Ngạo kiên nhẫn không tốt, nhưng cùng không được lâu như vậy. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Minh Nguyệt hỏi vặn nói, nếu như thế, Tây Môn đạo hữu có cái khác biện pháp tốt hơn a? Lão Tam, đại lãnh chúa trầm giọng kêu lên, Tây Môn Ngạo nguyên bản còn muốn nói nữa cái gì, thấy Càng Triển như vậy thần thái, đành phải ngạnh sinh sinh đem lời đến khóe miệng ngữ nuốt trở vào, hừ, một tiếng, ngẩng lên thật cao đầu, không lên tiếng nữa. Trong phòng lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1231, Lớn Phi Nương Nương. Chính khí đường, đây là một nhà tiệm thuốc danh tự, quả nhiên là vương bát chi khí nghiêm nghị, nhưng qua nhiều năm như vậy, Thiên Quang Thành từ không có người đối chính khí đường cái này cấp cao khí quyển cao cấp danh tự đưa ra qua bất kỳ dị nghị gì. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy trăm năm qua, chính khí đường vẫn luôn là Thiên Quang Thành lớn nhất tiệm thuốc, dược phẩm nhất đầy đủ, khách hàng nhiều nhất, danh tiếng tốt nhất. Có mấy cái này, số một, chính khí đường khẩu khí lớn một chút, uy phong một điểm, người khác cũng có thể tiếp nhận. Chính khí đường đồng dạng cũng là Tiêu Phàm thích nhất đi dạo cửa hàng. Cái này một tháng, Tiêu Phàm chỉ ít tới qua chính khí đường ba lần, trong đó một lần là tham gia chính khí đường giao dịch hội, mỗi lần đều để Tiêu Phàm có chút không tưởng được thu hoạch. Trải qua nhiều năm như vậy thu thập, Nam Cực Tiên Ông Linh dược vườn, một tiến vào hai tiến vào, mỗi một mảnh dược viên, cơ bản đều đã đủ loại các loại linh quả linh dược. Nhưng Tiêu Phàm hay là duy trì thói quen như vậy, mỗi đến một tòa thành thị, chỉ cần thời gian cho phép, liền nhất định phải đi dạo một vòng tiệm thuốc, có lẽ liền có thể tìm tới một chút linh dược chân quý hạt giống hoặc là mầm non. Linh dược vườn đã không có bao nhiêu tài bồi thổ nhưỡng, lại có thể vòng thực. Một chồng linh dược thành thục về sau, ngắt lấy bào chế hoàn tất, lưu lại hạt giống, đổi lại bên trên một loại khác linh dược, mấy chục năm chính là một cái luân hồi. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Y Thánh linh dược vườn bên trong cất giữ các loại ngàn năm 10.000 năm linh dược số lượng cùng chủng loại, nhiều đến bất luận cái gì một nhà đại dược cửa hàng đều không thể tới đánh đồng trình độ. Dù coi như tại Kim Châu Thành, cũng giống như vậy. Riêng lấy người mang số lượng linh dược mà nói, Tiêu Phàm là chính cống siêu cấp đại phú hào. Ngày hôm nay, Tiêu Phàm lần thứ tư đạp tiến vào chính khí đường. Lần này, hắn là đáp ứng lời mời mà tới. Chính khí đường thích trưởng quỹ, hướng hắn phát ra mời, nói một tháng trước, hắn tại chính khí đường dự định ba loại linh dược. Đã đến hàng, hy vọng Tiêu đạo hữu có thể tiến về chính khí đường kiểm hàng. Mặc dù chính khí đường là Thiên Quang Thành lớn nhất tiệm thuốc, tiếp đãi qua vô số hào khách, Tiêu Phàm vẫn như cũ xem như xuất thủ hào phóng xa xỉ hiếu khách người, là chính khí đường khách quý. Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt cùng đi đến chính khí đường. Thiên Diệu Tiên Tử vẫn chưa cùng hắn đồng hành, tự mình một người lưu trong động phủ vẽ phù lục. Luyện chế đan dược và cái khác dùng được chi vật, vừa vặn Âu Dương Minh Nguyệt cũng muốn đi chính khí đường dạo chơi, liền cùng Tiêu Phàm đồng hành. Thích trưởng quỹ rất khách khí, tự mình tại chính khí đường cổng nghênh đón Tiêu Phàm. Đây là một vị nhìn qua ước chừng 50 tuổi nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy khôn khéo chi sắc, trên thân thình lình có nguyên anh sơ kỳ linh áp. Chính khí đường quy mô so Kim Châu Thành lớn nhất y quán Hạnh Lâm Uyển còn muốn lớn, thích trưởng quỹ chỉ là chính khí đường trưởng quỹ một trong, nghe nói. Giống hắn dạng này nguyên anh kỳ chấp sự, chính khí đường có 7 vị nhiều, chính khí đường đại trưởng quỹ, thậm chí là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Rất nhiều nổi danh bên trong cùng tông môn, thậm chí đều còn không có chính khí đường thực lực như vậy. Chính khí đường có thể đem sinh ý làm được dạng này phong sinh thủy khởi. Quả nhiên không phải vô cớ, Tiêu đạo hữu nhìn thấy Tiêu Phàm, thích trưởng quỹ lập tức cười ha hả mà tiến lên, hai tay ôm quyền, liên tục chắp tay. Thần thái quả thực thân mật, bất quá, khi thích trưởng quỹ ánh mắt chuyển qua Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt thời điểm. Vẫn không khỏi phải sững sờ ngơ ngác một chút. Cái này giống như không phải Tiêu Phàm lúc trước vị kia bạn gái. Mặc dù hai người đều là phong hoa tuyệt đại đại mỹ nữ, nhưng Thiên Diệu Tiên Tử cùng Âu Dương Minh Nguyệt dung mạo khí chất hoàn toàn khác biệt, điểm này, thích trưởng quỹ là tuyệt sẽ không nhìn lầm. Làm sao chỉ là một tháng thời gian, Tiêu đạo hữu liền đổi mới bạn gái. Cái này còn thôi, người đổi bạn gái liền đổi bạn gái đi, nhưng một cái so một cái càng đẹp mắt, là có ý gì? Hơn nữa còn không phải loại kia đê giai nữ đệ tử. Cùng Tiêu Phàm đồng dạng, đều là nguyên anh kỳ cao thủ, tu vi cảnh giới, chỉ ở Tiêu Phàm phía trên không tại nó hạ. Thủ đoạn này, khả năng này, khó lường. Cũng may thích trưởng quỹ cũng là kiến thức rộng rãi người, âm thầm đem mình kinh ngạc thu vào, khách khí cùng Âu Dương Minh Nguyệt gặp qua lễ. Tiêu đạo hữu,
ngươi lần trước đặt trước 3 loại linh dược, đã đến hàng, mời 2 vị đạo hữu đi theo ta đi, chúng ta nghiệm một chút hàng. Tốt, làm phiền Thích đạo hữu. Lập tức Thích trưởng quý tự mình dẫn dắt 2 người tới một gian yên lặng xương phòng, sớm có đệ tử cấp thấp dâng lên trà thơm, linh quả hưởng khách. 3 người phân chủ khách ngồi xuống, Thích trưởng quý không nói 2 lời, liền để đệ tử cấp thấp ngay lập tức đem Tiêu Phàm đặt hàng 3 loại linh dược mang tới, mời Tiêu Phàm kiểm hàng. Chính khí đường không hổ là Thiên Quang thành lớn nhất tiệm thuốc, tín dự cực giai, mang tới 3 loại linh dược, đều là hàng thượng đẳng, Tiêu Phàm phi thường hài lòng. Thích trưởng quỹ thừa cơ lại hướng Tiêu Phàm chào hàng cái khác mấy thứ linh dược, chất lượng cũng rất không tệ, mặc dù Tiêu Phàm đã có một chút hàng tồn, vẫn không do dự chút nào móc ra linh thạch, đem mấy dạng này linh dược đều thu mua. Chủ và khách đều vui vẻ, đang lúc Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt rồi đứng lên cáo từ thời khắc, một tên kim đan kỳ đệ tử vội vã chạy vào, cũng không lo được có khách ở đây, há mồm liền nói, sư phụ, Thiên Ninh cung chiêu tiền bối đến. Chấm ngoặc kép, Thích trưởng quỹ lập tức thần sắc lập tức biến, không vui bên trong lộ ra hết sức rõ ràng bất đắc dĩ chi ý, tựa hồ vị này Thiên Ninh cung chiêu tiền bối, là một vị rất không được chào đón khách nhân. Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt liếc nhau một cái, Thiên Ninh cung bọn hắn đương nhiên là biết đến, chính là phủ thành chủ, Thiên Quang lão tổ chỗ ở. Thiên Quang thành chí cao vô thượng tồn tại. 2 vị đạo hữu, không có ý tứ. Chấm ngoặc kép, Thích trưởng quỹ lập tức hướng Tiêu Phàm 2 người vừa chắp tay, lời còn chưa nói hết, liền bị một cái thô hào thanh âm không khách khí chút nào đánh gãy. Lão Thích, 6 mắt kim thiềm dịch đâu? Đến hàng hay chưa? Theo cái này chấn động đến mọi người màng nhĩ ông ông tác hưởng quát lớn thanh âm, mọi người trước mắt tối sầm lại, một thân ảnh cao lớn xuất hiện tại khách cửa phòng. Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt thấy rõ ràng, chỉ thấy người tới thân cao 8 thước, bàng khoát eo tròn, hết lần này tới lần khác còn người mặc một bộ bạch bào, làm nho sinh ăn mặc kiểu văn sĩ. Bất quá người này khí chất cùng ăn diện cố nhiên 10 điểm không đáp, nhưng lại có nguyên anh trung kỳ tu vi, khí tức còn có chút cường hoành, tựa hồ tu luyện công pháp phi thường bá đạo. Một thấy người này, Thích trưởng quỹ lập tức cười rạng rỡ, bước nhanh tiến lên, liên tục chắp tay, nói chiêu huynh, ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới, ai nha nha, đây thật là... Chấm ngoặc kép, liên tiếp lời khách khí, như là trong thế tục thương nhân, nói liên miên lải nhải. Bạch bào tráng hán khoát tay chặn lại, đánh gãy Thích trưởng quỹ nói rông dài, không kiên nhẫn nói tốt, bớt nói nhiều lời, 6 mắt kim thiềm dịch đâu. Ở đâu, tranh thủ thời gian lấy ra, lớn phi nương nương bệnh lại phạm, chờ lấy cái này kim thiềm dịch đi cứu mệnh đâu. Thích trưởng quỹ lập tức khổ mặt, nói chiêu huynh, người nói tốt không nhẹ, 6 mắt kim thiềm là cái gì, người chắc hẳn cũng là biết đến. Đứng hàng thập đại độc trùng trước năm, kia kim thiềm dịch càng là kịch độc vô so, người chúng chết ngay lập tức. Muốn lấy được cái này kim thiềm dịch, thuần túy là tìm vận may, nơi nào có thể nói có là có. Lần trước ta cho lấy được kia 1 điểm, hay là nghĩ hết biện pháp mới làm cho tay, vì thế còn đắc tội một tên nhiều năm bạn cũ. Chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, Thích trưởng quỹ lời còn chưa nói hết, bạch bào tráng hán lại là một tiếng quát lớn. Ta liền hỏi ngươi, 6 mắt kim thiềm dịch đến cùng có hay không? Lớn phi nương nương lúc này bệnh tình, so với lần trước còn nghiêm trọng. Hôm nay nếu là không có 6 mắt kim thiềm dịch, ta quả quyết giao không được kém. Vậy cũng chỉ có thể gọi ngươi cùng ta cùng đi gặp lão tổ, nhìn lão tổ làm sao xử lý ngươi. Bạch bào tráng hán một mặt phẫn uất, có thể thấy được ở sâu trong nội tâm phiền muộn ra sao cùng chi rất. Có thể thấy được nhận cái này xin thuốc phái đi, hắn so Thích trưởng quỹ còn muốn phiền. Nghe xong lời ấy, Thích trưởng quỹ toàn thân nhẹ nhàng khẽ run rẩy. Có chút cắn răng một cái, mới trầm ngâm nói, chiêu huynh, ngươi chính là bức tử ta cũng vô dụng, cái này 6 mắt kim thiềm dịch, thật không có. Thiên Ninh cung không phải vẫn luôn tại treo thưởng chiêu danh y quốc thủ à? Đến cùng tìm được chưa? Phi, cái gì cầu thí danh y quốc thủ, treo thưởng ra đến cao như vậy, lão tổ ngay cả áp đáy hòm bảo bối đều nguyện ý lấy ra tặng người, cũng không gặp tìm tới một cái có bản lĩnh thật sự, tất cả đều là chút phế vật. Những tên khốn kiếp kia muốn thật trị thật tốt lớn phi nương nương quái bệnh, còn cần đến ta như thế vô cùng lo lắng chân chạy a. Ta cho ngươi biết lão Thích, dưới mắt lão tổ tâm tình phi thường hỏng bét, ngươi nếu là chính không bỏ ra nổi 6 mắt kim thiềm dịch, cũng đừng trách ta trước đó không cho ngươi chào hỏi. Ngươi cũng biết, lớn phi nương nương tại lão tổ trong suy nghĩ phân lượng đến cùng nặng bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, bạch bào tráng hán hầm hừ nói, Thích trưởng quỹ sắc mặt nháy mắt biến thành màu trắng bệch. Hiển nhiên là thật để lời nói này dọa sợ. Chọc giận một vị ngộ linh kỳ lão tổ, sẽ là gì chờ chút trận, căn bản liền không cần người nói cho hắn, hắn trong lòng mình nắm chắc. 6 mắt kim thiềm dịch mặc dù có thể trị bệnh,
nhưng bản thân độc tính cũng không giống Tiểu Nhưng. Xin thứ cho Tiêu Mỗ cô lậu quả văn, còn chưa từng nghe nói loại vật này có thể trường kỳ sử dụng. Mắt thấy bạch bào tráng hán lối ra kiêu ngạo, đem hết thảy lang chung đều dèm pha vì, hỗn đản, Tiêu Y Thánh lại là có chút không cao hứng. Các ngươi tìm không thấy tốt lang chung, chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt, chẳng lẽ khắp thiên hạ lang chung đều là phế vật không thành. Bạch bào tráng hán ánh mắt sắc bén bỗng nhiên quét tới, gắt gao chăm chú vào Tiêu Phàm trên mặt, kêu lên, ngươi là ai? Là lang chung a. Tiêu Phàm cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, lạnh nhạt nói, các hạ lại là người phương nào? Đối với người nào đều là vô lễ như thế sao? Thích trưởng quỹ giật nảy mình, bận bịu tức nói, Tiêu đạo hữu, không có ý tứ, tại hạ đến vì ngươi dẫn giới, vị này là Chiêu huynh, Thiên Ninh cung đại quản sự. Cũng là Thích mỗ hảo hữu. Chiêu huynh, vị này Tiêu đạo hữu là chúng ta chính khí đường khách quý. Chấm ngoặc kép, thiếu nói nhảm, bạch bào tráng hán không khách khí chút nào lần nữa đánh gãy thích trưởng quỹ giới thiệu, chỉ là gấp nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Hậu sinh, Chiêu mỗ chính là cái này tính nết, đối ai cũng cùng dạng. Ta liền hỏi ngươi, ngươi có phải hay không lang chung? Có thể hay không chỉ nghi nan tạp chứng? Mặc dù Tiêu Phàm cũng có nguyên anh kỳ tu vi, nhưng bạch bào tráng hán một chút liền có thể nhìn ra được, Tiêu Phàm kỳ thực phi thường trẻ tuổi, qua nhiều năm như vậy, hắn còn rất ít gặp qua trẻ tuổi như vậy nguyên anh kỳ tu sĩ. Tiêu Phàm từ tốn nói, coi như Tiêu mỗ là lang chung, coi như ta sẽ chỉ nghi nan tạp chứng, hướng về phía các hạ thái độ như vậy, Tiêu mỗ cũng không muốn xuất thủ. Thích đạo hữu, cáo từ. Nói ôm quyền chắp tay, quay người liền đi ra ngoài. Chậm đã, bạch bào tráng hán lại là một tiếng quát lớn. Hậu sinh, chỉ cần ngươi thật có thể trị hết chúng ta lớn phi nương nương quái bệnh, lão tổ ban thưởng sẽ cực kỳ phong phú. Đến lúc đó đừng nói nhường Chiêu nào đó xin lỗi, coi như dập đầu cho ngươi bồi tội đều không hai lời. Chương 1232, Thiên Ninh Cung. Thiên Ninh Cung xây ở sắc trời đảo đỉnh cao nhất trời thả trên đỉnh. Cùng cái khác hòn đảo tương đối mà nói, sắc trời đảo địa thế kỳ thật xem như tương đối dốc đứng. Trời thả phong cao vút trong mây, ở trên cao nhìn xuống, quan sát toàn bộ Thiên Quang Thành, khí thế hùng vĩ. Dạng này cao phong, bình thường đều là bốn mùa rõ ràng. Từ chân núi đến đỉnh núi, sẽ kinh lịch xuân hạ thu đông bốn cái hoàn toàn khác biệt tiết khí. Trời thả phong giữa sườn núi trở lên, liền đã không có đường đi, chỉ có một mảnh trắng ngần bạch tuyết. Độ cao này, chưa hề có phàm nhân đến qua. Không nói những cái khác, kia cực độ nghiêm hàn, là đủ đem cường tráng nhất phàm nhân trực tiếp đông cứng. Là thật đông cứng, tuyệt không phải hình dung. Nhưng trời thả phong đỉnh núi, lại là cảnh xuân tươi đẹp, hoa mộc sum xuê, chim hót hoa nở, phong cảnh say lòng người. Ở xa bên ngoài mấy dặm, phi thuyền trên Tiêu Phàm liền đã cảm ứng được đỉnh núi linh khí cực kỳ dồi dào, lại không biết phải chăng là di thực linh mạch quá khứ. Tựa hồ nhìn thấy Tiêu Phàm nghi vấn trong lòng, ở một bên cùng đi bạch bào tráng hán giải thích nói, trời thả phong là toàn bộ sắc trời dưới biển mạch linh khí tập trung nhất chỗ. Khó trách nơi đây thành Thiên Quang Thành phủ thành chủ sở tại địa. Muốn dung nạp một tên ngộ linh kỳ lão tổ cùng đông đảo nguyên anh kỳ tu sĩ tu luyện cần thiết, sung túc địa mạch linh khí là trọng yếu nhất bảo hộ. Bị bạch bào đại hán cưỡng ép kéo tới tác bồi thích trưởng quỹ, trong mắt lộ ra hâm mộ thần sắc. Tại ngày này thả đỉnh núi tu luyện, tiến cảnh nhưng so địa phương khác phải nhanh ba thành trở lên. Bất quá cái này hâm mộ thần sắc rất nhanh lại bị sầu mi khổ kiểm thay thế. Bạch bào đại hán sở dĩ muốn hắn tiếp khách, kỳ thật chính là không tin được Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt. Ai biết hai gia hỏa này có phải là thật hay không lang chung. Vạn nhất lai lịch không rõ, làm xảy ra điều gì chọc giận lão tổ hành vi, lão tổ truy cứu tới, mình không khỏi muốn gánh chịu trách nhiệm rất lớn. Trước đêm lão thích gia hỏa này, cột lên chiến thuyền, lại nói, thật xảy ra chuyện, hắn cái thứ nhất chạy không thoát. Lão thích trong lòng cái kia bất đắc dĩ cùng, oan khuất a. Hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ, tuyệt đối không so bạch bào tráng hán càng nhiều, bất quá chỉ là bán một chút thuốc mà thôi. Cái này đều kêu cái gì sự tình, Tiêu Phàm ngược lại là thần sắc bình tĩnh, dù bận vẫn ung dung, chỉ là đơn giản hướng bạch bào tráng hán hỏi thăm một chút, lớn phi nương nương, bệnh tình. Bạch bào đại hán lại mặt lộ vẻ khó xử, nói không tỉ mỉ. Tựa hồ đối với vị kia, lớn phi nương nương, bệnh tình, cũng biết không nhiều. Khi hiểu được lớn phi nương nương thân phận về sau, Tiêu Phàm liền không có tiếp tục đặt câu hỏi. Cái gọi là lớn phi nương nương, nhưng thật ra là Thiên Quang lão tổ thị thiếp. Thế hệ này Thiên Quang lão tổ, cùng đời trước Thiên Quang lão tổ khác biệt, cũng không cấm nữ sắc, trong hậu cung, có phần nuôi chút thiên tư quốc sắc nữ tử. Lớn phi nương nương, là những này hậu cung nữ tử bên trong nhất được sủng ái một vị.
Từ bạch bào tráng hán đối nàng xưng hô liền có thể nhìn ra được, bình thường thị thiếp. Nhưng không đảm đương nổi dạng này tôn xưng. Nghe nói, Thiên Quang lão tổ vợ chính thức, cũng là vị tu vi tinh thâm nguyên anh tu sĩ, nhiều năm trước liền đã tọa hóa. Thiên Quang lão tổ hoài niệm vong thê, liền vẫn luôn không tiếp tục tục huyền. Dù coi như lớn phi nương nương như thế được sủng ái, cũng không có được lập làm chính thất phu nhân, từ đầu đến cuối chỉ là một vị như phu nhân. Nhưng vị này như phu nhân, lại là trời Thả Phong chân chính hậu cung chi chủ, Thiên Quang thành có quyền thế nhất nữ nhân. Xem ra lớn phi nương nương bệnh tình, dính đến cá nhân tư ẩn, bạch bào tráng hán cũng biết không nhiều. Thiên Ninh cung tại Thiên Quang thành đại danh đỉnh đỉnh, trời Thả đỉnh núi cấm chế lại cũng không 10 điểm phức tạp, càng không như trong tưởng tượng nghiêm mật, quan phòng có chút thư giãn. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, mặc kệ ở nơi nào, Ngộ Linh Kỳ lão tổ đều là cái này một giới mặt tối cao đẳng cấp đại năng giả. Có Thiên Quang lão tổ tọa chấn, Thiên Ninh cung lại cần gì trận pháp cấm chế, chẳng lẽ ai còn dám đến Thiên Ninh cung đến dương oai không thành. Kia thật đúng là sống được không kiên nhẫn, Thiên Ninh cung quy mô cùng chiếm diện tích, cũng không có Tiêu Phàm trong tưởng tượng khổng lồ như vậy, chỉ chiếm cứ đỉnh núi kia một khối nhỏ địa phương, có được một cái không coi là nhiều lớn quảng trường cùng một mảnh cung điện. Bởi vì lịch đại Thiên Quang lão tổ đều không phải một mạch tương thừa, thậm chí có thể nói là toàn không liên quan, vì vậy Thiên Ninh cung quy mô không lớn, cũng hoàn toàn có thể lý giải. Nếu như là cùng một cái tông môn truyền thừa, mỗi một thời đại đều có Ngộ Linh Kỳ lão tổ tọa chấn, vậy cái này tông môn kích thước to lớn, sẽ đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Ngay cả Vô Cực môn cũng không thể đời đời đều có Ngộ Linh Kỳ lão tổ hiện thế. Bạch bào tráng hán điều khiển tàu cao tốc, vẫn chưa đáp xuống trên quảng trường, mà là trực tiếp đáp xuống một cái thanh tĩnh thiền điện trước đó. Thiền điện yên tĩnh, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hai vị, xin mời đi theo ta đi, chúng ta đi trước bái kiến lão tổ. Bạch bào tráng hán thu hồi tàu cao tốc, lúc này mới thấp giọng nói. Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt liếc nhau một cái. Đây không phải bọn hắn lần đầu đối mặt một tên Ngộ Linh Kỳ lão tổ, tại chân trời thời điểm, Âu Dương Minh Nguyệt thậm chí còn cùng Nghiễm Lực lão tổ cách không giao thủ qua. Nhưng cái này cũng không hề biểu thị, Ngộ Linh Kỳ lão tổ đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì áp lực. Dù là lấy Âu Dương Minh Nguyệt mạnh, đối mặt chân chính Ngộ Linh Kỳ đại năng giả, cũng vẫn là cực kỳ cẩn thận. Chỉ sợ đây cũng là Âu Dương Minh Nguyệt kiên trì muốn cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ đến đây Thiên Ninh cung lý do. Mấy năm đồng hành, Âu Dương Minh Nguyệt đã sớm hiểu rõ đến, Tiêu Phàm thực lực chân chính xa tại tầm thường cùng giai tu sĩ phía trên, dù coi như đối mặt hậu kỳ đại tu sĩ, cũng có sức đánh một trận, nếu không được cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng ở Ngộ Linh Kỳ tu sĩ trước mặt, kia lại coi là chuyện khác. Dòng dã chênh lệch một cái đại cảnh giới, nguyên bản Âu Dương Minh Nguyệt tuyệt không tán thành Tiêu Phàm, xen vào việc của người khác. Đây chính là tại thất dạ giới, không phải toa ma giới. Chỉ cần là cùng Ngộ Linh Kỳ tu sĩ tương quan sự tình, tránh chi duy sợ không kịp, xính cái gì có thể. Nhưng cuối cùng, Âu Dương Minh Nguyệt lại không có nói ra bất kỳ dị nghị gì, mà là cùng Tiêu Phàm cùng đi đến Thiên Ninh Cung. Bởi vì quẻ tượng chỉ dẫn thời cơ, tại thời khắc này xuất hiện. Đây là một loại thần kỳ cảm ứng, chỉ có mạnh nhất thuật sư mới có loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được giác quan thứ 6. Quẻ tượng chỉ dẫn bọn hắn đi tới Thiên Quang Thành, sau đó vẫn yên tĩnh lại. Chân chính thời cơ chưa hề xuất hiện. Lại không nghĩ tới, vậy mà cùng Thiên Quang lão tổ có quan hệ. Dù coi như thế, Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt đều không chút do dự lựa chọn cùng Thiên Quang lão tổ liên hệ. Vì tìm kiếm Thiên Hương Ngọc Lộ, bọn hắn đã tới mức độ này, cho dù là lại nhiều gian nan hiểm trở, cũng quyết không thể để bọn hắn biết khó mà lui. Mà lại bọn hắn là lại cho Thiên Ninh cung người chữa bệnh, không phải cùng Thiên Quang lão tổ đối nghịch. Từ Thiên Quang lão tổ mở ra giá trên trời mức thưởng đến xem, vị này lớn phi nương nương ở trong mắt hắn phân lượng, thực tế không thể coi thường. Bất quá bọn hắn nhưng lại chưa ở đây cảm ứng được Thiên Quang lão tổ khí tức cường đại. Một tên Ngộ Linh Kỳ tu sĩ cho người uy áp cảm giác, cũng không phải nói đùa. Chẳng lẽ Thiên Quang lão tổ không trong cung, nhưng bạch bào tráng hắn còn nói phải như thế minh bạch, muốn đi trước bái kiến lão tổ. Lập tức hai người cũng không nhiều hỏi, đi theo bạch bào phía sau nam tử. Hướng thiền điện bên trong đi đến. Thích trưởng quỹ băn khoăn, không biết nên làm thế nào cho phải. Bạch bào nam tử quay đầu nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói, lão thích, đừng nhăn nhăn nhó nhó, đi a. Ngươi lại không phải lần đầu bái kiến lão tổ. Lần này, tiêu đạo hữu nếu thật là có thể trị hết lớn phi nương nương bệnh, ngươi cũng không vô công cực khổ, nói không chừng lão tổ trong lòng một cao hứng, cũng sẽ ban thưởng ngươi một chút chỗ tốt. Thích trưởng quỹ không khỏi khổ cười ra tiếng.
Lớn phi nương nương bệnh nếu thật là dễ dàng như vậy trị liệu, cần gì phải đợi đến hôm nay? Qua nhiều năm như vậy, lớn phi nương nương bệnh tình ngày một rõ nặng nề, cũng không biết mời qua bao nhiêu danh y quốc thủ đến đây chẩn trị, mặc dù có chút cũng có thể có hiệu quả nhất thời, nhưng thủy chung không cách nào trị tận gốc, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thiên quang lão tổ một lần lại một lần đem mức thưởng đề cao, bây giờ càng là ngay cả áp đáy hòm bảo vật đều nguyện ý lấy ra làm thù lao, có thể thấy được lớn phi nương nương bệnh này, thực tế là khó trị. Họ Tiêu này hậu sinh thật có to lớn bản sự, có tốt như vậy y thuật, sao có thể bừa bãi vô danh. Hắn ăn nói lung tung, hại mình không tính, còn đem lão thích cũng trộn vào, quả nhiên là vô lý. Chỉ bất quá thực bức nơi đây, lại hối hận cũng vô sự vô bổ, chỉ có thể kiên trì cùng tại phía sau đi vào trong. Thiên điện không lớn, bọn hắn vừa đi đến đi vài bước, liền nghe tới một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Tam lang, có phải là tìm được tốt lang chung rồi? Bạch bào tráng hán vội vàng dừng bước, hai tay rủ xuống đầu gối, cung kính đáp vâng, sư phụ. Đồ nhi tìm tới một vị lang chung, tự xưng có thể trị hết sư nương bệnh. Chấm ngoặc kép, mặc dù nghiêm cách thuyết, lớn phi nương nương chỉ là thiên quang lão tổ thị thiếp, nhưng ngày bình thường thiên quang lão tổ các đồ đệ, đều là cung cung kính kính xưng là sư nương. Thiên quang lão tổ đối này cũng là ngầm đồng ý, tuyệt không uốn nắn. Bất quá bạch bào tráng hán hay là rất cẩn thận, hết thảy đều là Tiêu Phàm, tự xưng cũng không phải hắn Chiêu Tam Lang nói. Ồ, chính là phía sau ngươi vị này hậu sinh a, tựa hồ tuổi còn rất trẻ đi, coi là thật hiểu được trung y chi đạo. Thanh âm uy nghiêm không che giấu chút nào mình đối Tiêu Phàm không tín nhiệm. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, thấy bao nhiêu danh y bao nhiêu quốc thủ, yêu cơ bệnh tổng không thấy khá, dù coi như thiên quang lão tổ hàm dưỡng lại tốt, cũng tự nhiên mà vậy đối khắp thiên hạ lang chung đều không tín nhiệm. Song phương chưa gặp mặt, thiên quang lão tổ liền đối với người tới tình hình rõ như lòng bàn tay, ngộ linh kỳ đại năng, quả thật danh bất hư truyền. Tiêu Phàm mỉm cười, nhìn trời chắp tay, cao giọng nói, tiền bối, trung y chi đạo, giảng cứu chính là cái ngộ tính. Vãn bối cố nhiên trẻ tuổi, cũng là nguyện ý thử một lần. Hắc hắc, hậu sinh, người đối với mình rất tự tin. Tốt, vốn lão tổ thích có tính cách người trẻ tuổi. Đã ngươi đều đã đến, vốn lão tổ cũng hy vọng ngươi có thể có mấy phân bản lĩnh thật sự. Chỉ cần ngươi có thể trị hết ái phi bệnh, vốn lão tổ đáp ứng mức thưởng, quyết không nuốt lời. Tiêu Phàm cười cười, thoảng qua hạ thấp người, lại không cần phải nhiều lời nữa. Mặc dù hắn đối y thuật của mình xác thực có chút tự tin, tại không có nhìn thấy bệnh nhân trước đó, lại cũng không tiện nhiều xính miệng lưỡi chi lệ. Cái gọi là dược y không chết người, trị bệnh cứu người sự tình, ai cũng không dám đánh 100% cam đoan. Tam lang, thỉnh khách nhân nhóm vào đi. Chốc lát, thiên quang lão tổ phân phó nói. Dù nhưng đã nghe tới thiên quang lão tổ thanh âm, Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt nhưng như cũ không cách nào cảm ứng được thiên quang lão tổ tồn tại. Tựa hồ vị này ngộ linh kỳ đại năng giả, triệt để biến mất khí tức của mình. Lại không biết thiên quang lão tổ là cố ý như thế, hay là tu luyện công pháp trời sinh liền có che đậy khí tức hiệu quả. Vâng, sư phụ, bạch bào tráng hán cung kính cẩn cẩn đáp ứng. Ba vị, mời tiến vào. Chương 1233, Thiên Quang Lão Tổ. Thiền điện một bên, bày một cái hình tròn bàn gỗ nhỏ, màu tương, cổ kính. Bàn trà nhỏ bên trên trưng bày một bàn linh quả, một cái chén trà, trong chản có nửa ngọn tàn canh. Một tên khoan bào buộc nhẹ nam tử trung niên đứng tại bàn tròn bên cạnh, mặt mang mỉm cười, ba chòm râu dài phiêu ở trước ngực, nhã nhặn trầm tĩnh, tựa như uyên bác hồng nho, cùng trong tưởng tượng cường nhân hình tượng, một trời một vực. Nhìn thấy Tiêu Phàm Âu Dương Minh Nguyệt tiến đến, Thiên Quang lão tổ dẫn đầu ôm quyền chắp tay, nói: "Hoan nghênh." Tiêu Phàm bận bịu tức cúi đầu làm lễ, kính cẩn nói: "Vãn bối gặp qua lão tổ." Vị này Thiên Quang lão tổ cho hắn ấn tượng rất không tệ. Âu Dương Minh Nguyệt chỉ là khẽ khom người làm lễ, không rên một tiếng. Thiên Quang lão tổ khoát tay áo, ra hiệu Tiêu Phàm không cần đa lễ, ánh mắt tại hai người trên mặt vừa đi vừa về quét qua, mỉm cười nói: "Hai vị đạo hữu tốt tuấn ẩn liễm thuật." Không hề nghi ngờ, thiên quang lão tổ liếc mắt liền nhìn ra hai người tu vi thật sự. Nghĩ tại một vị hàng thật giá thật ngộ linh kỳ tu sĩ trước mặt giấu giếm mình tu vi thật sự, độ khó rất lớn. Mặc dù nói đây cũng không phải là hoàn toàn không cách nào làm được, tối thiểu nhất không phải như thế tùy tiện liền có thể giấu giếm được đi. Tiêu Phàm hơi hơi có chút xấu hổ, đang muốn mở miệng giải thích, thiên quang lão tổ lại vừa cười vừa nói, đạo hữu không cần giải thích, thiên quang thành là mở ra đất tự do. Chỉ cần các vị đạo hữu không ở trong thành ẩu đả nháo sự, vậy liền không ngại. Về phần muốn lấy như thế nào hình tượng gặp người,
kia là chư vị việc tư, ai cũng không có quyền can thiệp. Tiêu Phàm không khỏi cười nói, quả thật là tốt quy củ. Thiên Quang lão tổ nhẹ gật đầu, nói, vốn chính là tốt quy củ. Hai vị đạo hữu không ngại tự giới thiệu mình một chút. Tiêu Phàm bận bịu tức nói, thất lễ. Vãn bối Tiêu Phàm, vị này là tại hạ đồng bạn, Nguyệt tiên tử. Âu Dương Minh Nguyệt lại khom người một chút, từ đầu đến cuối, không nói một lời. Hai vị đạo hữu tu luyện công pháp đều đường hoàng chính đại, xem ra đều là Thiên Mã Đại Lục bên kia tới. Thiên Mã Đại Lục là thất dạ giới lớn nhất hòn đảo. Đồng thời cũng là chính đạo tông môn căn cứ, nguyên bản lấy thất dạ giới tu sĩ chính đạo thực lực, cái này lớn nhất hòn đảo làm sao cũng không tới phiên bọn hắn đến chiếm cứ, mấu chốt ở chỗ, Thiên Mã Đại Lục vốn là thích hợp tu sĩ chính đạo tu luyện, mà tu quỷ tu tại Thiên Mã Đại Lục trung ương địa vực tu luyện, hiệu quả không tốt. Càng đi Thiên Mã Đại Lục trung tâm đi, các đại tông môn chính đạo công pháp liền càng tinh khiết hơn. Tiền bối mắt sáng như đuốc, Tiêu Phàm mỉm cười, mập mờ đáp ứng. Thiên Quang lão tổ lại cao minh, cũng không có khả năng hoài nghi bọn hắn là từ giới diện khác tới. Không phải sao, không gian thông đạo hay là đơn hướng. Chỉ bất quá đám bọn hắn đã cùng Thiên Quang lão tổ mặt đối mặt, thanh thanh sở sở đứng tại trước mặt vị này ngộ linh kỳ đại năng, cho cảm giác của bọn hắn vẫn như cũ là mơ hồ như vậy không rõ, hoàn toàn không phát hiện được trên người hắn có nửa điểm linh lực ba động. Liền phảng phất thế tục phàm nhân, nếu như có thể học được Thiên Quang lão tổ cao minh như vậy ẩn liếm chi thuật, có lẽ tại thất dạ giới hành động còn muốn càng thêm thuận lợi mấy phân. Tiền bối, nghe nói lớn phi nương nương thân thể không hòa thuận, vãn bối bất tài, nghĩ trước phi nương nương bắt mạch. Không biết tiền bối phải chăng cho phép, lập tức Tiêu Phàm cũng không khách khí, trực tiếp nói. Tiêu đạo hữu ngược lại là cái thẳng tính, bất quá lão phu cần phải đem chuyện xấu nói trước, chuyết kinh cái bệnh này, nhiều năm rồi. Qua nhiều năm như vậy, cũng nhìn qua không ít lang chung. Đều khó mà chỉ tận gốc. Tiêu đạo hữu nếu là cũng trị không hết, lão phu thế nhưng là không trả tiền thù lao. Thiên Quang lão tổ nhìn như ôn hòa ánh mắt tại Tiêu Phàm trên mặt nhẹ nhàng quét qua, trầm giọng nói. Nghe vào, lời này cũng không thế nào nghiêm khắc, nhưng thân là ngộ linh kỳ đại năng, Thiên Quang lão tổ như thế nào lại thật lưu ý một điểm thù lao. Hắn chỉ là rất huyền chuyển nói cho Tiêu Phàm, người nếu là trị không hết ta lão bà bệnh, ta sẽ rất tức giận. Cứ việc không có chính thức lập làm chính thất. Thiên Quang lão tổ cũng vẫn là xưng vị này thì thiếp phì, chuyết kinh, có thể thấy được vị này lớn phi nương nương ở trong mắt hắn thực tế phân lượng, xa không tầm thường thiếp hầu có thể so sánh. Tiêu Phàm cười cười, nói tiền bối, mỗi cái lang chung chữa bệnh phương pháp đều không giống nhau lắm, vãn bối cũng nên trước thay nương nương xem bệnh qua mạch, mới có thể nói trị liệu sự tình. Nói đúng, hai vị đạo hữu mời, Thiên Quang lão tổ vậy mà tự mình phía trước dẫn đường. Từ đầu đến cuối. Đối thích trưởng quỹ ngay cả chính mắt cũng không từng nhìn qua một chút. Từ đó có thể biết, vị này Thiên Quang lão tổ ung dung nho nhã, khiêm cung thủ lễ, chỉ ít có hơn phân nửa là giả vờ. Có việc cầu người, lại là lần đầu cùng Tiêu Phàm gặp mặt, đương nhiên phải khách khí, những người khác cũng không nên nghĩ có đãi ngộ như vậy. Đi ra thiền điện không bao xa, Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt liền có thể cảm nhận được Thiên Quang lão tổ đối vị kia được xưng là, lớn phi nương nương thị thiếp thâm hậu tình cảm. Bởi vì căn này thiền điện về sau, chính là một cái xanh tươi tốt tiểu hoa viên, chim hót hoa nở, cảnh sắc thoải mái. Nguyên bản dưới chân liền cực nhẹ, cơ hồ hào không một tiếng động Thiên Quang lão tổ càng là thả chậm bước chân, mỗi bước ra một bước, đều cực kỳ cẩn thận, tựa hồ sợ làm ra quá lớn tiếng vang. Lấy Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt thần niệm mạnh, vừa đi tiến vào cái này tiểu hoa viên, liền cảm ứng được cách đó không xa có người ở lại, khí tức rất không ổn định. Lúc mạnh lúc yếu, rõ ràng là được bệnh nặng người. Không hề nghi ngờ, vị bệnh nhân này hẳn là lớn phi nương nương, Thiên Quang lão tổ ngày bình thường liền ở tại phía trước thiền điện, tự nhiên là vì lân cận chiếu khán người yêu của mình. Mặc dù nói, tu vi càng cao người, tình cảm lại càng nhạt mạc, nhưng không thể phủ nhận, tu sĩ cấp cao bên trong cũng có thật nhiều tính tình bên trong người, Thiên Quang lão tổ hẳn là trong đó một trong. Lớn phi nương nương an vị tại vườn hoa trong lương đình. Nghiêng nghiêng nằm tại một chương làm bằng gỗ ghế nằm bên trong, bên người có mấy vị thị nữ cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ, ngay cả không dám thở mạnh một cái, thậm chí trông thấy Thiên Quang lão tổ đi tới, những này thị nữ cũng vẻn vẹn chỉ là khẽ khom người, một câu đều không nói. Rất rõ ràng, các nàng là sợ hãi quấy nhiễu đến lớn phi nương nương. Gầy như que củi, đây là lớn phi nương nương cho Tiêu Phàm ấn tượng đầu tiên. Đối với người tầm thường mà nói, gầy như que củi đa số thời điểm chỉ là một cái hình dung từ, nhưng mà dùng tại lớn phi nương nương trên thân, lại là lại chuẩn xác bất quá. Dù là Tiêu Phàm thân là y thánh,
nhìn quen các loại thân thể gầy yếu bệnh nhân, cũng có rất ít người gầy đến lớn phi nương nương trình độ như vậy. Bất quá, cho dù gầy thành dạng này, Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, lớn phi nương nương là một vị mỹ nữ. Ngũ quan chi tú mỹ tinh xảo, thậm chí không tại Âu Dương Minh Nguyệt phía dưới. Nhưng nếu không có nhiễm bệnh, béo gầy thỏa đáng, lớn phi nương nương tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tuyệt sắc. Cũng khó trách Thiên Quang lão tổ đối nàng như thế trìu mến. Chỉ là lớn phi nương nương gầy gò gương mặt phía trên, quanh quẩn lấy một cỗ hắc khí, đậm đến tan không ra hắc khí. Âu Dương Minh Nguyệt đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhào. Nàng mặc dù không phải lang trung, lại là một cùng một đại thuật sư. Ở trong mắt nàng, lớn phi nương nương đã cách cái chết không xa. Trên mặt cái này đậm đến tan không ra hắc khí, kỳ thật chính là tử khí. Tử khí nồng đậm đến bộ dáng như thế, người này sinh cơ bản đã đoạn tuyệt. Mặc dù lớn phi nương nương còn có nguyên anh trung kỳ tu vi, nhưng cái này cũng cứu không được mệnh của nàng, nhiều nhất chỉ là để nàng so bình thường phàm nhân sống lâu chút thời gian thôi. Đều nói dược y không chết người. Nàng này đã bệnh nguy kịch, Tiêu Phàm tuy là y thánh, chỉ sợ cũng hết cách xoay chuyển. Nguyên bản Thiên Quang lão tổ thiếp hầu sống hay chết, Âu Dương Minh Nguyệt cũng không thèm để ý. Nhưng mà quẻ tượng chỉ dẫn thời cơ ứng tại việc này phía trên, nếu như không cứu sống nữ nhân này, đừng bảo là thù lao, chỉ sợ còn sẽ thật lớn chọc giận Thiên Quang lão tổ, đến sinh bất trắc chi họa. Thiên Quang lão tổ nhẹ nhàng tằng hắng một cái, đang muốn mở miệng, lớn phi nương nương tan dã vô thần ánh mắt, đã vượt qua hắn. Rơi vào Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt trên thân, khóe miệng hiện lên một không thèm để ý chút nào giễu cợt, từ tốn nói tướng công, lại ở nơi nào tìm tới hai cái giả thần giả quỷ giang hồ phiến tử. Nhìn đến nhiều năm như vậy vô số lần thất vọng tuyệt vọng, đã so ốm đau tra tấn càng làm lớn phi nương nương nản lòng thoái chí, đối tất cả lang trung hoàn toàn không tín nhiệm, thậm chí là tràn ngập địch ý. Một vòng tàn khốc tại Âu Dương Minh Nguyệt trong mắt nhanh chóng lướt qua. Được người xưng là giang hồ phiến tử, tại Âu Dương đại trưởng lão mà nói, tuyệt đối là lần đầu, trước nay chưa từng có. Thiên Quang lão tổ không khỏi rất là xấu hổ, cần giải thích một đôi lời, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào tìm từ, Tiêu Phàm lại cũng không thèm để ý, từ tốn nói, dù coi như Tiêu Mỗ là giang hồ phiến tử, lấy đạo hữu tình hình bây giờ mà nói, có lẽ cũng chỉ có thể tin tưởng Tiêu Mỗ một lần. Nếu không, chỉ sợ đạo hữu chưa hẳn còn có thể kiên trì đến trông thấy cái thứ hai giang hồ phiến tử. Lời nói này thật tốt không trực tiếp, theo sát phía sau bạch bào đại hán cùng đứng hầu ở bên mấy tên hầu gái càng là từng cái sắc mặt đại biến, tràn đầy hoảng sợ chi ý. Nói thực ra, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua lớn mật như thế lang trung. Chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, lại dám ngay ở lão tổ trước mặt, dạng này cùng lớn phi nương nương nói chuyện. Quả nhiên là không muốn sống, lớn phi nương nương cặp mắt vô thần gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, cười lạnh nói, hậu sinh, giống như ngươi nhanh mồm nhanh miệng người. Cái này Thiên Ninh cung cũng đã tới không ít. Nhưng kết quả của bọn hắn, hơn phân nửa cũng không lớn tốt. Tiêu Phàm gật gật đầu, cũng không nguyện ý cùng nàng nhiều đấu khẩu, dưới chân khẽ động, nháy mắt liền tới ghế nằm trước đó, đưa tay phải ra, lạnh nhạt nói, đạo hữu, mời mạch. Lớn phi nương nương trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, lập tức lại cười lạnh, chậm rãi đem tay phải hướng phía trước dò xét một chút. Tay kia cổ tay gầy đến như là củi khô, gân xanh nổi lên, ngay cả trần trụi mạch máu đều ẩn ẩn biến thành màu nâu đen. Tiêu Phàm lập tức đem tay phải ba ngón tay khoác lên nàng mạch trên cổ tay, hai mắt khép hờ, ngưng thần bắt mạch. Trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, Tiêu Phàm mới chậm rãi đem ngón tay thu hồi lại. Từ đầu đến cuối, lớn phi nương nương khóe miệng đều mang khinh thường cười lạnh chi ý. Như thế nào, Thiên Quang lão tổ nhìn không được hỏi, mặt mũi tràn đầy lo được lo mất. Tiêu Phàm lắc đầu, cổ tay khẽ đảo, một viên hàn lóng lánh liễu diệp phi đao nổi lên. Nhẹ nhàng lắc một cái, liền hướng lớn phi nương nương trên cánh tay mạch máu đâm đi vào, động tác nhanh như thiểm điện, cho dù lớn phi nương nương cũng là nguyên anh trung kỳ cao thủ, lại liền mảy may né tránh suy nghĩ cũng không kịp lên, phi đao liền đã từ nàng trong mạch máu rút ra, không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Không đợi Thiên Quang lão tổ lại cử động hỏi, Tiêu Phàm đã lấy ra một con toàn thân trong suốt, vài tấc lớn nhỏ bạch ngọc chi chu, nhện nội tạng có thể thấy rõ ràng. Tiêu Phàm lập tức đem phi đao bên trên dính lấy kia một giọt máu đen, cẩn thận cho Bạch Ngọc Chi Chu cho ăn vào. Bất quá trong chốc lát, Bạch Ngọc Chi Chu liền toàn thân phiếm hắc, bụng chỉ lên trời. Bị độc chết. Chương 1234, Thiên Cơ Độc. Đạo hữu là chúng độc. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm nhìn một chút bị độc chết Bạch Ngọc Chi Chu, lạnh nhạt nói. Lớn phi nương nương nở nụ cười, mỉa mai chi ý cực kỳ rõ ràng, thở hào hển nói, vô luận là ai.
đều có thể nhìn ra được, ta là trúng độc. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, đối lớn phi nương nương địch ý cùng mỉa mai không thèm để ý chút nào, chỉ là nhíu mày nói, kỳ thật ban đầu, đạo hữu chỉ là bên trong thiên cơ độc. Loại độc dược này, bản thân độc tính cũng không lợi hại, chỉ cần dùng đối chứng giải dược, rất dễ dàng giải. Nhưng thiên cơ độc có một cái rõ rệt nhất đặc điểm, chính là nó khó lường tính. Nếu như tại 7 trong 12 thời thần không ăn vào đối chứng giải dược, độc tính liền sẽ chuyển biến. Lại hoặc là, dùng lộn không đúng bệnh giải dược bên trong có độc thành phân, cùng thiên cơ độc hỗn hợp lại cùng nhau, cũng giống vậy ngay lập tức sẽ chuyển biến làm cái khác độc dược. Phiền toái nhất chính là, cái này biến tính sau độc dược, nếu như cùng cái khác độc vật lại hỗn hợp, sẽ còn tiếp tục biến tính, cuối cùng ai cũng không biết, biến thành cái dạng gì độc tính. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm lời còn chưa nói hết. Lớn phi nương nương trên mặt mỉa mai chi ý liền biến mất phải không còn một mảnh, hai mắt trợn thật lớn, gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhìn ra nàng trúng độc cũng không khó, là cái lang trung liền có thể nhìn ra được. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là qua nhiều năm như vậy, đầu một cái mới mở miệng liền nói ra nàng trước hết nhất bên trong là thiên cơ độc lang trung. Phải biết nàng cái bệnh này, kéo dài không càng đã 20 mấy năm, ở giữa không biết đổi bao nhiêu tên lang trung, dùng không biết bao nhiêu thuốc. Thậm chí ngay cả chính nàng đều nhanh quên, mình ban sơ nguyên nhân bệnh là cái gì. Đối những quá trình này, Tiêu Phàm một mực không hỏi, mới mở miệng liền nói ra thiên cơ độc. Đây chính là bản lĩnh thật sự, tuyệt đối không làm được giả. Thiên Quang lão tổ bận bịu tức nói, Tiêu đạo hữu nói cực phải, không ít lang trung đều nói chuyết kinh thể nội độc tính kỳ lạ, cần lấy độc trị độc. Nhiều năm như vậy, cũng không biết bọn hắn dùng bao nhiêu độc dược. Như thế nói đến. Chuyết kinh thể nội chẳng lẽ không phải tất cả đều là độc dược rồi? Lấy độc trị độc, tại y thuật bên trên là thường có phương thức trị liệu, cũng hữu hiệu quả. Nhưng mà mặc kệ là loại nào lấy độc trị độc, trên bản chất đều là đem mới độc dược đưa tiến vào người bệnh thể nội, đều có di chứng. Khác nhau chỉ là di chứng nghiêm trọng hay không? Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, nói, trên cơ bản là như thế này, trước mắắt lớn phi nương nương thể nội, chỉ ít có 12 loại trở lên khác biệt độc vật trầm tích, có là đơn độc tồn tại. Có là mấy loại độc vật hỗn hợp lại cùng nhau. Trong đó liền bao quát lần trước lớn phi nương nương dùng qua 6 mắt kim thiềm dịch. Cái này 6 mắt kim thiềm dịch lấy độc trị độc, cố nhiên có thể tạm thời áp chế cái khác độc vật phát tác, nhưng bản thân cũng là kịch độc vô so. Nếu như không có cái khác độc vật tương hỗ chế hành, chỉ sợ sớm đã xảy ra vấn đề lớn. Dù là như thế, hiện tại tình hình cũng tuyệt không lạc quan. Lại không giải độc, xin thứ cho Tiêu Mỗ nói thẳng, đó là thật ngày giờ không nhiều. Thiên Quang lão tổ kinh hãi, cũng không lo được Ngộ Linh Kỳ lão tổ thận trọng. Vội vàng nói, Tiêu đạo hữu đã biết được bệnh căn, tự nhiên hiểu được trị liệu chi pháp. Còn xin đạo hữu hao tâm tổn trí, vì chuyết kinh giải độc. Về phần đã nói xong thù lao, mời đạo hữu yên tâm. Lão phu định không nuốt lời, Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiền bối. Vãn bối không phải tại so đo thù lao, lớn phi nương nương thể nội đến cùng có bao nhiêu độc vật, vãn bối dưới mắt cũng không thể hoàn toàn xác định. 12 loại chỉ là đánh giá thận trọng nhất. Xét thấy thiên cơ độc tính đặc thù, muốn cho lớn phi nương nương triệt để giải độc. Bước đầu tiên chính là muốn hoàn toàn xác định lớn phi nương nương độc trong người vật phẩm loại, nhiều ít, tại thể nội xen lẫn tình huống. Bước thứ hai chính là muốn điều phối đối chứng giải dược. Bước thứ ba thì là muốn trong cùng một lúc, vì lớn phi nương nương giải độc. Về thời gian không thể phân trước sau, nhất định phải đồng thời tiến hành. Nếu không, thiên cơ độc cũng có thể xuất hiện cái khác biến tính. Chấm ngoặc kép, hảo hảo, liền theo đạo hữu lời nói. Đạo hữu cảm thấy phải làm thế nào vậy liền như thế nào, lão phu tuyệt không phản đối. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, tiền bối, việc này cực kỳ phức tạp, nhưng lớn phi nương nương bệnh tình nghiêm trọng, hết thảy đều muốn nhanh chóng, dung không được từ từ sẽ đến. Nói thật, vãn bối một người là xa xa bận không qua nổi, ta cần giúp đỡ. Mà lại, ta còn cần rất nhiều chân quý linh dược. Những việc này, vãn bối đều không có thời gian tự mình đi xử lý. Chấm ngoặc kép, không đợi Tiêu Phàm nói xong, Thiên Quang lão tổ đã vung tay lên, nói cái này không cần lo lắng, ngươi cần gì, một mực liệt minh ra, hết thảy có lão phu tại. Coi như đem toàn bộ Thiên Quang thành đều lật quay tới, lão phu cũng nhất định giúp ngươi làm được. Lời nói này phải vênh váo, bất quá lấy Thiên Quang lão tổ thân phận, nói lời như vậy, cũng không coi là bao nhiêu đi quá giới hạn. Được, Tiêu Phàm cũng 10 điểm gọn gàng, cổ tay khẽ đảo, móc ra một mảnh thẻ tre, dán tại trên trán mình, sau một lát, đưa cho Thiên Quang lão tổ. Mặc dù Thiên Quang lão tổ vừa rồi phái bộ ngực, hào khí vượt mây, tiếp nhận thẻ tre,
thần niệm chi lực nhẹ nhàng quét qua, song mi trong chớp nhoáng dương lên, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ giật mình. Tiêu Phàm thật đúng là công phu sư tử ngoạm a. Tại cái này thẻ tre bên trong, Tiêu Phàm liệt ra hơn 100 chồng thuốc vật, trong đó 80 dư loại là phụ trợ dược vật, trên cơ bản đại đa số tiệm thuốc đều có thể phối tề, mặt khác 30 mấy loại, liệt ra tại phía trước nhất, dù là Thiên Quang lão tổ bụng tứ kỳ rộng, cũng có hơn phân nửa là chỉ nghe tên, chưa hề thấy tận mắt, không có chỗ nào mà không phải là chân quý đến cực điểm cực phẩm linh dược, ngày bình thường ngay cả một loại cũng khó khăn nhìn thấy đến. Những linh dược này bên trong bất luận một loại nào, tại Thiên Quang thành xuất hiện, đều sẽ dẫn phát tranh đoạt, thậm chí trong đó ba loại dược vật, Thiên Quang lão tổ ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Hiện tại, Tiêu Phàm muốn bọn hắn đem cái này 30 mấy loại hiếm thấy cực phẩm linh dược đều thu thập đủ. Nhất là muốn mạng chính là, Tiêu Phàm cho thời gian của bọn hắn, chỉ có chỉ là 3 tháng. Tiền bối, mấu chốt là phải nhanh. Thời gian của chúng ta thật phi thường gấp gáp, dù là nhiều trì hoãn một ngày, đều sẽ làm cho lớn phi nương nương thể nội độc tố nhiều một phân nguy hiểm. Nếu thật là kéo tới 3 tháng về sau, vẫn xứng không đủ những dược vật này, dù coi như là vãn bối, cũng là hữu tâm vô lực. Quan trọng, quan trọng, Tiêu Phàm nghiêm nghị nói. Hắn mở ra cái này tờ phương thuốc, cũng chưa chắc tất cả linh dược đều cần dùng đến, có lẽ chân chính phối dược thời điểm, chỉ cần dùng đến trong đó gần một nửa. Mấu chốt ở chỗ, hắn hiện tại còn không thể hoàn toàn xác định lớn phi nương nương thể nội độc tố đến cùng là cái kia mấy loại, cho nên chỉ có thể đem toàn bộ có thể sẽ dùng tới linh dược đều nghĩ biện pháp trước thu thập tới, lo trước khỏi họa. Về phần giải độc về sau, còn lại linh dược, kia cũng không cần phải khách khí, tự nhiên là về Tiêu Y Thánh vui vẻ nhận. Trong đó có mấy loại linh dược, là Tiêu Phàm tìm kiếm thật lâu đều chưa từng đắc thủ, có lẽ mượn nhờ Thiên Quang lão tổ vị này ngộ linh kỳ đại năng hiển hách uy danh, có thể có không tưởng được thu hoạch. Những linh dược này tại hắn Tiêu Y Thánh thủ bên trên, tổng so ở những người khác có thể phát huy càng lớn tác dụng. Thiên Quang lão tổ giật mình, cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, lập tức cổ tay khẽ đảo, từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một mặt trắng noãn ngọc bài, phía trên điêu khắc trời thả phong đồ án, linh khí 10 phần. Nhìn ra được, đây là một mặt lệnh bài. Thiên Quang lão tổ đem lệnh bài giao cho bạch bào tráng hán, trầm giọng nói, Tam Lang, lập tức triệu tập trong thành tất cả nguyên anh trung kỳ trở lên tu sĩ đến Thiên Ninh cung nghị sự, bất luận chính ma hai đạo, hạn bọn hắn tại trong vòng một canh giờ tụ họp. Phàm là một canh giờ chưa từng đuổi tới người, hết thảy trục xuất thành đi, vĩnh viễn không cho phép lại về Thiên Quang thành. Giờ khắc này, nguyên bản ung dung nho nhã Thiên Quang lão tổ trên thân, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ trùng thiên bá khí. Ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt đều không chịu được nhẹ nhàng nhíu mày. Bạch bào tráng hán thần tình trên mặt lại là giật mình lại là hưng phấn, lúc này khẽ khom người, hai tay tiếp nhận lệnh bài, cung cung kính kính đáp, ây. Tiêu đạo hữu, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ dốc hết toàn lực. Hết thảy đều nhờ ngươi. Thiên Quang lão tổ đem lệnh bài giao cho bạch bào tráng hán, lập tức quay người hướng Tiêu Phàm hai tay ôm quyền, làm vái chào, nghiêm túc nói, giọng nói vô cùng nó chân thành. Vãn bối hết sức nỗ lực, Tiêu Phàm nhấc tay hoàn lễ, nhẹ giọng đáp, bạch bào tráng hán ôm quyền vái chào, quay người chạy như bay. Không lâu sau đó, Thiên Quang thành lập tức trở nên phi thường náo nhiệt, vô số đạo độn quang, từ trong thành các nơi phóng lên tận trời, cùng nhau hướng về Thiên Ninh cung vọt tới. Cũng không biết bạch bào tráng hán dùng biện pháp gì, trong chốc lát, liền đem Thiên Quang lão tổ mệnh lệnh phát đến toàn thành mỗi một góc, mỗi một vị nguyên anh trung kỳ trở lên tu sĩ, đều chiếm được triệu hoán. Vội vã hướng Thiên Ninh cung tụ đến. Trong thành lập tức nghị luận ầm ĩ, lời đồn nổi lên bốn phía. Truyền đi nhất có cái mũi có mắt, nhiều người nhất tin tưởng lời đồn, nói là giao diện không gian thông đạo bên kia truyền đến tin tức, tiền trạm đại quân tại toa ma giới hành động lọt vào trong mắt ngăn trở, tổn thất nặng nề, cần thất dạ giới lập tức phái càng nhiều binh mã tiếp viện. Vì vậy Thiên Quang lão tổ lúc này mới khẩn cấp triệu tập tất cả cao giai xây một chút sĩ nghị sự, cấp bách. Một loại khác truyền ngôn thì là nói vừa mới bãi binh không bao lâu chính mà đại chiến, lại đem nặng mới mở ra, Thiên Quang lão tổ mời những này nguyên anh cao thủ tiến đến, là vì tiếp tục bảo trì Thiên Quang thành trung lập địa vị, không muốn lẫn vào đến chính mà đại chiến bên trong đi. Phàm mỗi một loại này, không phải trường hợp cá biệt. Thấy như vậy tư thế, Thích Trưởng Quỹ quả thực chính là trợn mắt hốc mồm, không biết nên làm thế nào cho phải. Dò xét cái chỗ trống, rốt cục đem Tiêu Phàm kéo qua một bên, thấp giọng nói, Tiêu đạo hữu, ngươi nhưng phải nghĩ kỹ. Cái này ngàn vạn khai không được trò đùa. Lần này, náo ra gây động tĩnh lớn, nếu là còn không thể đem lớn phi nương nương trị hết bệnh, người ta đều nguy hiểm đến tính mạng. Chấm ngoặc kép, đừng nhìn Thiên Quang lão tổ bên ngoài đồng hồ nho nhã,
tựa hồ rất dễ nói chuyện, đó là bởi vì không có người nào thật triệt để chọc giận hắn. Bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Vạn nhất họ Tiêu này ra hỏa hồ suy đại khí, nhà mình rơi đầu không sao, Thích trưởng quỹ coi như quá oan uổng. Bất quá Thích trưởng quỹ cũng biết, việc đã đến nước này, mặc kệ Tiêu Phàm có hay không như thế năng lực, việc này đều đã là ván đã đóng thuyền, chỉ có tiến không có lùi. Hắn hiện tại chỉ là nghĩ từ Tiêu Phàm nơi này lại lấy cái thực ngọn nguồn, cũng để cho mình an tâm mấy phân. Tiêu Phàm cười cười, nói Thích trưởng quỹ yên tâm, chỉ cần trong vòng 3 tháng có thể đem ta liệt kê dược vật góp đủ, không dám nói 10 đủ 10 nắm chắc, 7-8 chia tính vẫn phải có. Ai nha, ta lo lắng chính là cái này. Người mở ra kia tờ đơn thuốc, cũng thực tế quá hiếm thấy, ta tại chính khí đường nhiều năm như vậy, có mấy vị thuốc, cũng liền nghe đều chưa nghe nói qua. Chấm ngoặc kép, vậy liền đánh cược một keo đi. Tiêu Phàm ngữ khí, bình tĩnh như trước lạnh nhạt. Chương 1235, Đại công cáo thành. Tầm bảo đoàn đối Tiêu Phàm lần này, can thiệp vào, khen chê không một. Bất quá, trừ Thiên Diệu tiên tử bên ngoài, cái khác lớn một số người đều đối này xem thường. Không khỏi, đi trêu chọc một tên ngộ linh kỳ tu sĩ làm gì. Chữa khỏi kia thì thiếp bệnh, không trải qua điểm thù lao, chỉ không tốt, phiền phức lại là không ít. Mặc dù Thiên Quang lão tổ hứa hẹn, chỉ cần chữa khỏi yêu cơ, có thể tùy ý Tiêu Phàm tiến vào hắn tàng bảo các, chọn lựa một kiện vừa ý bảo vật, cũng có thể từ Tiêu Phàm mình đưa ra yêu cầu, hắn đến thỏa mãn. Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, Thiên Quang lão tổ cái hứa hẹn này tự nhiên tương đương mê người. Thử nghĩ một vị ngộ linh kỳ lão tổ, lại là Thiên Quang thành thành chủ, cất giữ bảo vật nhất định bất phàm, nói không chừng còn có pháp bảo cực phẩm, kia là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ bảo vật. Nhưng mà đối với tầm bảo đoàn những người này đến nói, dù coi như là pháp bảo cực phẩm, lực hấp dẫn cũng không lớn lắm. Tầm bảo đoàn 10 người, bao quát Tiêu Phàm ở bên trong, ai trên thân không có một hai kiện pháp bảo cực phẩm phòng thân. Thậm chí phòng chế thông huyền linh bảo đều không phải số ít. Âu Dương Minh Nguyệt Hạo Dương bảo kính, thần toán tử tiền tài, đều là uy lực không tầm thường phòng chế thông huyền linh bảo. Về phần Tiêu Phàm, vậy liền lại càng không cần phải nói, người mang trọng bảo vô số, quả thực chính là cái đa bảo lang quân. Thân gia như thế hào phóng, còn muốn đi ham điểm kia thù lao, thực tế tham lam. Âu Dương Minh Nguyệt một câu, liền đem tất cả nghi vấn đều ép xuống, quẻ tượng chỉ dẫn thời cơ xuất hiện. Hợp lấy ngũ hành thần toán thôi diễn, chỉ dẫn bọn hắn đi tới Thiên Quang thành. Quẻ tượng cuối cùng liền ứng tại Thiên Quang lão tổ trên thân. Dạng này cũng không có cái gì tốt phàn nàn. Nguyên bản mọi người hẳn là toàn lực hiệp trợ Tiêu Phàm, hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là rất nhanh liền phát hiện, bọn hắn căn bản liền không phải tiến vào tay đi. Toàn bộ Thiên Quang thành đều bị động viên, cơ hồ tất cả mọi người tại vì lớn phi nương nương thu thập những cái kia chân quý hiếm thấy dược liệu. Thiên Quang lão tổ lúc này là thật bỏ hết cả tiền vốn, lập xuống trọng thưởng trọng phạt quy củ. Bọn hắn cái này một đám kẻ ngoại lai, hoàn toàn bị bài xích bên ngoài. Đã như vậy, đoàn người dứt khoát ổn định lại tâm thần, mạo xưng phân lợi dụng khoảng thời gian này, trong thành liều mạng thu thập dùng được chi vật, vì ngày sau hành trình làm tốt càng chuẩn bị đầy đủ. Tiêu Phàm tự nhiên là bận rộn nhất người, trọn vẹn hoa nửa tháng thời gian, dùng mười mấy đầu bạch ngọc chi chu, mới rốt cục tra rõ ràng lớn phi nương nương thể nội tất cả độc tố chủng loại. Ẩn núp bộ vị, xét thấy thiên cơ độc tính đặc thù. Muốn trị tận gốc lớn phi nương nương, đây là tiền đề. Nếu không sẽ chỉ làm nàng cũ độc chưa hết, mới độc lại sinh. Sau đó Tiêu Phàm bắt đầu có tính nhắm vào luyện chế thuốc giải độc nước. Không thể là dược hoàn, chỉ có thể là dược chấp, Tiêu Phàm sẽ lấy ngân châm đâm huyệt phương thức, đem tất cả thuốc giải độc nước đồng thời rót vào lớn phi nương nương thể nội. Dạng này mới có thể bảo chứng đem chỗ có độc tố một lần tính thanh trừ sạch sẽ, thiên cơ độc sẽ không đi cùng cái khác độc dược hỗn hợp, tạo ra mới độc tố. Thiên Quang lão tổ tại Thiên Quang thành cường đại lực hiệu triệu lúc này rốt cục hiển lộ ra, liệt ra tấm kia danh sách thời điểm, ngay cả Tiêu Phàm chính mình cũng cảm thấy chỉ là 3 tháng. Căn bản liền không khả năng thu tập được nhiều như vậy chân quý dược liệu, trong đó mười mấy loại không phải cỏ cây chi thuộc, Nam Cực Tiên Ông Linh dược vườn, bên trong không cách nào trồng trọt, Tiêu Phàm vẫn luôn nghĩ chứa đựng một chút làm dự bị. Tại Tiêu Phàm nghĩ đến, trong vòng 3 tháng, Thiên Quang lão tổ có thể vì hắn thu tập được dược vật. Liền xem như vô cùng ghê gớm, kỳ thật vì lớn phi nương nương chữa bệnh, nhận ra độc tính mới thật sự là mấu chốt. Chỉ cần phân biệt lớn phi nương nương thể nội độc tố chủng loại, đối Tiêu Phàm mà nói, giải độc cũng không khó. Cũng không dùng đến nhiều như vậy dược liệu quý giá, hắn có là thay thế biện pháp. Chỉ bất quá, dược liệu càng chân quý, giải độc hiệu quả càng tốt mà thôi.
Cái này ba mười mấy loại linh dược chân quý, nhưng thật ra là Tiêu Phàm vì chính mình chuẩn bị. Nguyên bản lấy Tiêu Phàm làm người tâm tính, hắn sẽ không như vậy, đục thủy mạc ngư, nhưng mà đây là đang thất dạ giới, toa ma giới đang cùng thất dạ giới toàn diện khai chiến. Hắn từ thất dạ giới ngộ linh kỳ lão tổ trong tay lắc lư điểm đồ tốt, chính là đương nhiên, hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Nhưng mà, tại 3 tháng đến kỳ thời điểm, thiên quang lão tổ thế mà làm tới 34 chồng linh dược, vẻn vẹn chỉ so Tiêu Phàm liệt ra danh sách kém 2 loại. Mặc dù trong đó đánh trúng phẩm tướng không thật là tốt, dược tính không phải rất thuần, lại cũng đã 10 điểm không tầm thường. Ngay cả Tiêu Phàm cũng vì đó cảm thán không thôi. Xem ra mặc kệ ở nơi nào, trong tay có quyền thế chính là tốt. Những linh dược này, tự nhiên bị Tiêu Y Thánh không khách khí chút nào vui vẻ nhận, bỏ vào trong túi. Chỉ bất quá Tiêu Y Thánh chung quy là có lương tâm lang chung, trong đó một bộ phân, vẫn là dùng đến vì lớn phi nương nương luyện chế dược tề. Chỉ chớp mắt, lại là một tháng trôi qua, tất cả dược tề rốt cục toàn bộ luyện chế hoàn thành. Như là Tiêu Phàm chỗ tiên đoán như thế, lớn phi nương nương bệnh tình đã kinh biến đến mức cực kỳ hỏng bét, là chân chân chính chính bệnh nguy kịch, hơi thở mong manh. Trong 4 tháng này, Tiêu Phàm không có cho lớn phi nương nương phục hạ bất luận cái gì dược vật, thậm chí ngay cả nàng lúc trước tại phục bảo mệnh dược hoàn, đều ngừng lại. Tiêu Phàm ý kiến rất rõ ràng, bất kỳ cái gì một loại trong dược vật, kỳ thật đều sẽ bao hàm nhất định độc tố. Tại không có triệt để tra rõ ràng lớn phi nương nương thể nội độc tố chủng loại trước đó, ăn bất luận cái gì dược vật, cũng có thể dẫn đến trong cơ thể nàng độc tố lần nữa biến tính, sinh ra mới độc tố. Cứ như vậy. Vậy liền thật mãi mãi cũng chỉ không hết. Cho nên cái này 4 tháng, là dựa vào thiêu đốt lớn phi nương nương bản mệnh chân nguyên tại cùng độc vật chống lại, ngạnh giang đến cùng. Đương nhiên, trong lúc đó thiên quang lão tổ cũng không ngừng vì yêu cơ đưa vào chân nguyên pháp lực, bảo vệ kinh mạch của nàng tạng phủ, trợ nàng chống cự độc tố. Dù là như thế, 4 tháng cũng kém không nhiều đã là cực hạn, lại cũng khó có thể kiên trì. Một ngày này, thiên ninh cung mật thất, một cái tiểu xảo tinh xảo pháp trận. Sớm đã bố trí xong. Pháp trận trong ương, lóng lánh nhu hòa sữa hào quang màu trắng, gầy như que củi lớn phi nương nương lẳng lặng phiêu hốt ở giữa không trung, hai mắt khép hờ, tiệp mao lộ ra đặc biệt dài, thấy thiên quang lão tổ từng đợt đau lòng. Hắn tuy là ngộ linh kỳ cao nhân, lại cuối cùng vẫn là không thể ngoại lệ. Trong mật thất, trừ hai người bọn họ, cũng chỉ có Tiêu Phàm. Thiên quang lão tổ sở dĩ xuất hiện ở trong mật thất, cũng không phải đứng ngoài quan sát, hắn cũng là trị liệu người. Tiêu Phàm cần hắn tham dự, tiền bối, phải vì lớn phi nương nương khử độc, nhất định phải để nàng hoàn toàn buông lỏng, đồng thời áp chế trong cơ thể nàng tất cả chân nguyên pháp lực, để nàng cơ bản ở vào trạng thái chết giả. Cái này độ, xin tiền bối phải tất yếu nắm giữ tốt, không thể nhẹ một điểm, không thể nặng một phân. Chấm ngoặc kép, cứ việc cũng sớm đã cùng thiên quang lão tổ câu thông qua, trong lúc này, Tiêu Phàm hay là trịnh trọng kỳ sự lại tuyên bố một lần. Lớn phi nương nương bản thân chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi. Mà lại bệnh nguy kịch, đến dầu hết đèn tắt chi cảnh, bất kỳ cái gì một vị tu vi tinh thâm cùng giai tu sĩ, đều có thể áp chế nàng còn lại không nhiều chân nguyên pháp lực, để nàng không có chút nào kháng cự chi năng. Chỉ bất quá, đã có một vị ngộ linh kỳ tu sĩ có thể, thúc đẩy, cần gì phải bỏ vốn chục kết thúc. Do cái khác người xuất thủ, trong lòng e ngại thiên quang lão tổ, lo được lo mất ở giữa, cái kia độ sẽ rất khó trưởng không đúng chỗ. Lão phu hiểu được, tiểu hữu cứ việc yên tâm là xong. Chấm ngoặc kép, thiên quang lão tổ nhẹ nhàng gật đầu, nói. Đối Tiêu Phàm xưng hô, trong bất chi bất giác trở nên thân cận rất nhiều. Tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Tiêu Phàm gật gật đầu, nghiêm túc nói. Tốt, thiên quang lão tổ chậm rãi đi đến yêu cơ sau lưng, hai tay mở ra, 10 ngón duỗi ra, một cỗ to lớn cự lực, bỗng nhiên tại trong mật thất bộc phát ra, nháy mắt đem toàn bộ pháp trận đều bao phủ nó hạ. Tiêu Phàm mặc dù đứng tại mấy trượng bên ngoài, cái này cỗ cự lực đối diện tuôn ra đến thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy ngực siết chặt, hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Từ khi hắn tiến giai nguyên anh trung kỳ về sau, cảm giác như vậy thật đúng là rất ít có qua. Thiên quang lão tổ cái này còn không phải đặc biệt nhằm vào hắn mà đến, hắn chỉ là bị tác động đến mà thôi. Ngộ linh kỳ tu sĩ mạnh, quả nhiên danh bất hư truyền. To lớn cự lực tràn vào pháp trận, lớn phi nương nương khe khẽ hừ một tiếng, trên mặt toát ra vẻ thống khổ. Nhưng cái này vẻ thống khổ chỉ là thoáng qua liền mất, lập tức liền khôi phục bình tĩnh, khí tức cả người, cơ hồ hoàn toàn biến mất, hoàn toàn không cảm ứng được. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, đây chính là hắn muốn nhìn nhất đến trạng thái, chỉ có tại loại này hoàn toàn không kháng cự dưới tình hình, dược lực mới có thể thuận lợi đến lớn phi nương nương kinh lạc bách hải, tạng phủ chỗ sâu.
Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, trong mật thất lập tức hào quang tỏa sáng. Lít nha lít nhít Liễu Diệp phi đao, từ chữ vật vòng tay bên trong bắn ra, nháy mắt đem pháp trận bao vây lại. Thiên Quang lão tổ ánh mắt quét qua, liền là tính ra nhất thanh nhị sở, tổng cộng là 108 mai Liễu Diệp phi đao. Chỉ bất quá nguyên bản ngân quang lóng lánh Liễu Diệp phi đao, dưới mắt đã biến thành đủ mọi màu sắc, tại nguyệt quang thạch ánh sáng nhu hòa chiếu xạ phía dưới, tỏa ra ánh sáng lung linh, tinh mỹ dị thường. Cái này 108 mai Liễu Diệp phi đao đều đã tại dược chấp bên trong ngâm qua, mỗi một viên phi đao bên trên nhiễm dược chấp đều không hoàn toàn giống nhau, sắp cắm vào lớn phi nương nương thân thể từng cái bộ vị cũng hoàn toàn khác biệt. Cái kia mai phi đao cắm vào cái nào huyệt vị, đều là trải qua Tiêu Phàm nhiều lần suy tính, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, nếu không liền có khả năng phí công nhọc sức. 108 mai Liễu Diệp phi đao, chậm rãi xuyên vào pháp trong trận, vây quanh giả chết lớn phi nương nương chậm chậm xoay tròn. Tật, chốc lát, Tiêu Phàm miệng bên trong quát khẽ một tiếng, bấm tay gảy nhẹ, một viên tử sắc Liễu Diệp phi đao, bắn ra, cắm vào lớn phi nương nương huyệt khí hải. Khí hải người, chủ nhân chi nguyên khí sở sinh, thứ nhất kim đâm tại khí hải, tự nhiên là muốn trấn trụ nơi đây độc tố hướng cái khác kinh mạch tạng phủ lưu động. Tật, lại là quát khẽ một tiếng, viên thứ hai màu xanh Liễu Diệp phi đao, cắm vào lớn phi nương nương huyệt bách hội. Tật, thứ ba châm, thẳng vào phía sau lưng đại truy huyệt. Trọn vẹn một canh giờ trôi qua, 108 mai Liễu Diệp phi đao, mới toàn bộ cắm tiến vào lớn phi nương nương các nơi yếu huyệt. Tiêu Phàm trơn bóng trên trán, mồ hôi gợn sóng mà hạ. Cái này trong vòng một canh giờ, trong cơ thể hắn pháp lực, cơ hồ tiêu hao còn hơn một nửa. Bất quá giờ phút này, Tiêu Phàm lại thở phào một hơi. Trọng yếu nhất khâu hoàn thành, chưa từng xuất hiện cái gì sơ hở. 4 tháng vất vả, rốt cục nhìn thấy hiệu quả, mắt thấy yêu cơ toàn thân ngân quang lóng lánh. 108 mai Liễu Diệp phi đao chỉ để lại chuôi đao bên ngoài, yêu cơ vẫn như cũ không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì phản ứng, Thiên Quang lão tổ nhìn không được mở miệng hỏi Tiêu Tiểu Hữu tình hình như thế nào. Tiêu Phàm cười cười, từ miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra 4 chữ. Đại công cáo thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1235.